Bọn người Hàn Ngạo điên cuồng bạo tẩu, va chạm dây leo, chạc cây, nhưng dây leo phía trước quá to lớn lại mãnh liệt, bọn hắn đánh liên miên vỡ, nhưng làm thế nào cũng đều không xông vào nổi. Dạ An Nhiên cô đơn đang ngồi ở nơi đó, trong ngực ôm Tịch Nhan máu thịt be bét. Giờ khắc này, nàng bỗng nhiên hoảng hốt, không có đứng dậy trốn tránh, không có phóng thích Tù Thiên Ấn. Hai giọt thanh lệ trượt xuống gương mặt. Nàng đau thương cười một tiếng, nhắm mắt lại, thì thào một câu, ta. Tới. Nghê Sâm, Từ Sinh, ngay lúc này, Hoàn Nhan Liệt cao giọng la lên, chuẩn bị. Nghê Sâm, Từ Sinh giữ tợn cười to, lập tức khống chế dây leo, tản ra một con đường, thẳng tới Dạ An Nhiên nơi đó. Hoàn Nhan Liệt ngưng tụ ánh mắt, ánh sáng hủy diệt lại lần nữa nở rộ, muốn bôn tập Dạ An Nhiên. Nhưng, giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, một thân ảnh liệt diễm từ trên trời giáng xuống. Hả? Trong lòng Hoàn Nhan Liệt khẽ run lên, liền lập tức ngẩng đầu, vận sức chờ phát động ánh sáng hủy diệt không hề do dự liền phóng thích tới không trung. Nhưng, thân ảnh kia đã kịch liệt xoay chuyển trong lúc hắn ngẩng đầu. Cũng chính vì thế đã để ánh sáng hủy diệt sượt qua người hắn. Khương Phàm. Hoàn Nhan Liệt khó có thể tin được. Khương Phàm từ trên trời giáng xuống, mang theo liệt diễm, sát huy cuồn cuộn, chu tước bác thiên thuật xé rách hết thảy mọi thứ, thẳng đến Hoàn Nhan Liệt. Cái gì? Nghê Sâm giật mình, hãi nhiên quay đầu. Bành! Đại địa oanh minh, bụi đất tung bay, liệt diễm mãnh liệt kéo về bốn phương tám hướng. Hoàn Nhan Liệt vì bất ngờ mà không đề phòng, bị Khương Phàm trực tiếp đánh vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe. Không! Nghê Sâm ớn lạnh toàn thân. Lâm Nam, cuốn lấy bọn hắn. Khương Phàm không có chút do dự, sau một tiếng giận dữ mắng mỏ, liệt diễm cuồn cuộn lại sôi trào, lao đến trước mặt Nghê Sâm. Khương Phàm, sao ngươi lại còn sống? Nghê Sâm hoàn hồn, cực lực muốn rút linh lực về, chặn đánh Khương Phàm. Nhưng, vì mới vừa dây dưa với Lâm Nam, đã hoàn toàn đem dây leo cùng tinh lực ép tới đó, đột nhiên xuất hiện uy hiếp, để hắn khó mà chống đỡ được. Khương Phàm triệu ra tàn đao, điên cuồng phách trảm. Da thịt phồng lên, nhiệt huyết sôi trào, đao mang hừng hực, thánh viêm vần quanh. Bộc phát trong chớp mắt, để Khương Phàm giống như chu tước trùng sinh. Sát uy ngập trời. Không không không. Nghê Sâm răng run rẩy, điên cuồng thôi động linh lực, ở phía trước hình thành dây leo mới, xen lẫn thành tấm chắn nặng nề. Bành. Tấm chắn nổ nát vụn, mảnh vụn màu xanh loạn tung tóe, nhưng bằng vào thực lực cửu trọng thiên, quả thực là đã chống đỡ được một đao kia. Nhưng, đây chỉ là bắt đầu. Khương Phàm nhanh chân rảo bước tiến lên phía trước, mỗi bước rơi xuống đất, đều sụp ra mặt đất, mỗi bước tới trước. Đều thế như cự thú. Mênh mông huyết khí lao nhanh, thúc dục lực bộc phát không có gì sánh kịp, hướng về phía trước bổ ra đao thứ hai. Tiếp đó là đao thứ ba, đao thứ tư, đao thứ năm. Nghê Sâm điên cuồng thôi động linh lực, ngừng tụ dây leo gian nan chặn đánh. Tuyệt vọng hoảng sợ, lại bối rối, cầu sinh khát vọng, để hắn cơ hồ lâm vào cuồng loạn. Nhưng, đao thế vô địch, càng ngày càng mạnh, càng lúc càng nhanh. Bành bành bành. Tiếng oanh kích cuồng liệt đinh tai nhức óc, giống như chống trận được gióng lên, lại như đao bổ vào núi lớn. Nghê Sâm tuyệt vọng gào thét, trong mắt vậy mà lại rơi ra lệ quang. Khi đao thế đạt tới đao thứ 8, rốt cuộc dây leo hắn điên cuồng ngưng tụ cũng vỡ nát. Ngay sau đó, đao thứ 9 đối diện lao tới. Nghê Sâm ngưng tụ con ngươi, một giây sau bị đao khí sâu thể, chia năm xẻ bảy. Liên tiếp kịch biến, chấn kinh toàn trường. Không. Từ Sinh. Tác Lam Nhan rốt cuộc cũng giật mình tỉnh lại, hình ảnh xa xa giống như lưỡi dao trực kích nội tâm. Khó có thể tin nổi. Càng khó có thể tiếp nhận hơn. Khương Phàm, chết tiệt, ta gặp quỷ sao? Tiêu Phượng Ngô trừng lớn con mắt, khó có thể tin được mà nhìn thân ảnh mang đầy liệt diễm kia. Hảo tiểu tử, liền biết ngươi sẽ không dễ dàng chết như thế mà. Lâm Nam, phối hợp chúng ta. Cơ Lăng Huyền khí thế đại trấn, đạp tan mặt đất, phóng lên tận trời. Dẫm lên dây leo lao đến Tác Lam Nhan. Khương Phàm. Lâm Nam xuyên thấu qua dây leo, nhìn thấy Khương Phàm đang nhảy nhót tưng bừng, toàn thân khởi sướng lên cơn sóng nhiệt, lập tức nhấc lên lôi đình, lao thẳng đến Từ Sinh ở trước mặt. Dạ An Nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt một mực ổn định ở trên thân ảnh đang phi tốc dâng lên kia. Tác Lam Nhan luống cuống, khàn giọng hô to. Từ Sinh, mau dẫn chúng ta rời khỏi nơi này. Từ Sinh bi phẫn lâm vào điên cuồng, sau khi khống chế dây leo đánh loạn liền thả người nhảy lên đại thụ nguy nga trước mặt, hai tay trùng kích tán cây,
hoàn toàn khống chế. Đại thụ giống như đang sống lại, cất bước phóng tới, trạc cây sinh trưởng tốt, ngưng tụ lại 18 cánh tay, cảnh tượng rất dọa người. Nhanh nhanh nhanh, ngươi nhất định phải mang bọn ta ra ngoài. Tác Lam Nhan chưa từng sợ hãi qua giống như bây giờ vậy. Lâm Nam, mang bọn hắn tới nơi này. Khương Phàm bay lên không, rơi xuống phía trước bên ngoài mấy ngàn mét, thánh viêm mãnh liệt, mãnh hổ, hùng sư các loại mãnh thú liên tiếp thành hình, thú uy cuồn cuộn, sinh động như thật, bọn chúng gào thét cuồng dã, rung động rừng rậm. Cơ Lăng Huyên, Hàn Ngạo, Tiêu Phượng Ngô, Tiểu Kim Hầu, Đao Hoàng, toàn bộ rơi xuống sau lưng Khương Phàm, hai mắt trừng trừng, khí tức cuồng nhiệt. Lâm Nam phóng thích dây leo, phối hợp lôi đình, từ ba phương vị đánh mạnh, khiến cho Tử Sinh chạy trốn tới chỗ Khương Phàm. A a a, cút ngay, đều cút ngay cho ta. Tử Sinh khống chế đại thụ 100 mét, mạnh mẽ đâm tới, mặc dù đã hiểu ý đồ của Lâm Nam, nhưng bây giờ không thể không xông ra. Xông, ta mặc kệ ngươi dùng cách gì. Tác Lam Nhàn dữ tợn, kích thích Tử Sinh. Hoàn Nhan Liệt chết rồi, Nghê Sâm chết rồi, nếu như ta lại chết, ngươi coi như còn sống, hồn thiên thánh địa cũng không tha cho ngươi. A! À, Tử Sinh sung huyết hai mắt, cuồng loạn phóng tới, tiếp cận Khương Phàm nơi xa, chuẩn bị giết đi qua trực tiếp tự bạo. Cửu trọng thiên tự bạo, tại chỗ rừng sâu này, một kích toàn lực hoàn toàn có thể tới gần linh hồn cảnh giới. Thiên lôi diệt sát. Lâm Nam đột nhiên gào thét, dây leo cuồng vũ, sinh trưởng tốt lên bầu trời. Không trung cuồn cuộn mây đen, lôi đình thành hình, nháy mắt ầm vang rơi xuống. Năng lượng mộc hệ cùng lôi điện, một cái đại biểu cho sinh mệnh, một cái đại biểu cho sự hủy diệt, căn bản rất khó dung hợp, nhưng ở trong tay Lâm Nam lại hoàn thành giao hòa không thể tưởng tượng nổi. Dây leo trùng thiên, tiếp dẫn ở đầy trời lôi đình. Nhưng không phải trực tiếp oanh kích tới bọn người Tử Sinh, mà là tiếp dẫn lôi đình thuận dây leo thẳng tới dưới mặt đất. Dây leo trên mặt đất lan tràn ra mạng lưới khổng lồ, nhanh chóng chữ lên lôi đình dữ dằn. Tại thời điểm Tử Sinh chuẩn bị phóng tới Khương Phàm, mặt đất đột nhiên lắc lư, cường quang hừng hực nở rộ, ngay sau đó vô tận lôi đình bạo kích, vô tình đánh vỡ nát đại thụ mà hắn khống chế. Qua! Bọn người Tiêu Phượng Ngô cũng hơi biến sắc, rung động nhìn hình ảnh đại địa phía trước nhấc lên, lôi chiều đánh loạn bầu trời. Vạn thú thiên hoàng quyền. Khương Phàm quả quyết phóng thích toàn bộ mãnh thú. Thánh viêm nhấc lên, mãnh thú bạo tẩu, tràng diện oanh động giống như thú chiều xuất kích, kéo lấy thánh viêm sôi trào, toàn bộ nhào về phía bọn người Tử Sinh. Tử Sinh, Tác Lam Nhan, bọn người Thác Bạc Hoàng đang giãy giụa bên trong lôi đình, đối diện lại bị kim viêm mãnh thú khủng bố nuốt hết. Ngay sau đó Khương Phàm xông vào chiến trường, toàn thân sôi trào lên thánh viêm, đối diện oanh sát Tác Lam Nhan đang gào thảm, tiếp đó là nhào về phía Tử Sinh. Xong, toàn xong. Tử Sinh tuyệt vọng nhắm mắt, không giãy giụa nữa. Khương Phàm nâng tàn đao, sượt qua người, trực tiếp chém đầu hắn. Về phần bọn người Thác Bạt Hoàng, mất đi dây leo bảo vệ của Tử Sinh, rất nhanh liền bị thánh viêm đốt thành cho bụi. Bọn người Cơ Lăng Huyên đang chuẩn bị ra tay, kết quả. Chết hết. Ngươi ngược lại là nên để lại cho chúng ta mấy tên chứ. Hàn Ngạo đang kìm nén sức lực chuẩn bị phát tiết. Khương Phàm, sao ngươi có thể trốn ra được vây? Tiêu Phượng Ngô kích động cười to. Cơ Lăng Huyên cũng đều vây tới. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, không phải con khổng tước kia đã ăn ngươi rồi sao? Đừng nói với ta là ngươi xé bụng nó rồi bỏ ra tới đấy nhé. Ta là cùng. Khương Phàm tản thánh viêm ra, đang muốn giải thích, Dạ An Nhiên đột nhiên nhào tới. Ôm thật chặt lấy hắn. Khương Phàm bỗng dưng cứng đờ, vô ý thức muốn đẩy ra. Dạ An Nhiên càng ôm càng chặt, khóc nức nở, nước mắt rơi như mưa. Đám người hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười mập mờ. Khương Phàm vỗ nhẹ Dạ An Nhiên. Đừng khóc, ta đây không phải còn sống tốt sao? Dạ An Nhiên gắt gao ôm lấy hắn, nước mắt không ngừng rơi. Giống như sợ đây là trước khi nàng chết đã xuất hiện ảo giác. Sợ Khương Phàm đột nhiên ở trước mặt nàng lại biến mất. Khương Phàm cảm thấy đắng chát, tay cũng không biết để ở đâu. Nếu không, chúng ta tránh đi một lát trước. Hàn Ngạo ho nhẹ vài tiếng. Tránh cái gì mà tránh, người ta ôm quang minh chính đại, chúng ta có thể quang minh chính đại nhìn. Tiêu Phượng Ngô chớp mắt với Hàn Ngạo, cười hắc hắc. Thừa dịp mọi người vừa mới chạy trốn trừ trong cái chết, cảm xúc đều rất kích động, người nhanh bổ nhào qua hôn hôn Lâm Nam sư tỷ. Nếu nàng không cự tuyệt, chuyện hai ngươi liền thành, nếu nàng cự tuyệt, quan tâm nàng chút, dù sao ngươi cũng hôn rồi. Ngươi có thể đứng đắn một chút không? Ngươi nha,
nếu lại đứng đắn, Lâm Nam sư tỷ đều muốn chạy theo người khác. Cút, ta xem thường ngươi, ở trước mặt người khác phách lối cùng Thiên lão đại, Địa lão nhị, ngươi lão tam, ở trước mặt Lâm Nam sư tỷ, ngươi có thể nhô đầu lên thì ta đã cảm thấy hoài nghi rồi. Cái này nếu có ngày nào đó thật rơi vào trong tay ngươi, há lại chỉ nhìn mà không làm gì. Ta đều có thể nghe được. Lâm Nam tức giận, hai người này nói thì thầm cho tới bây giờ đều là kéo cuống họng kêu sao. Lâm Nam sư tỷ, hắn không được nha. Tiêu Phượng Ngô vỉnh đầu ngón tay lên chỉ về phía Hàn Ngạo. Ai nói ta không được? Ngươi đi, ngươi lên đi. Ngươi lại lấy ta làm trò cười, ta sẽ đánh ngươi thật đấy. Hàn Ngạo trợn mắt nhìn. Nhìn bộ dáng hỉ mũi chừng mắt này của ngươi, hù dọa ai đây? Nếu là ngày nào đó ngươi ở trước mặt Lâm Nam sư tỷ cương như thế, nói không chừng hai mắt Lâm Nam sư tỷ sẽ tỏa sáng, liền cởi áo nới dây lưng. Khụ khụ, Tiêu Phượng Ngô chú ý tới ánh mắt giết người của Lâm Nam, tranh thủ thời gian ho nhẹ hai tiếng rồi im lặng. Cơ Lăng Huyên, Thương Hàn Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, cực phẩm, đúng là cực phẩm, Khương Phàm từ chỗ nào móc ra được cục cưng quý giá như thế chứ? Chúng ta vẫn nên tránh khỏi thôi. Lâm Nam đều cùng bọn hắn rời khỏi, cho Khương Phàm chút không gian bình yên. Vào lúc này, một tiếng gáy to mát lạnh xé rách trường không, xuyên kim liệt thạch, bén nhọn chói tai, âm thanh truyền trăm dặm sơn lâm. Mãnh thú ẩn núp, chim muông sợ hãi, rừng rậm sao động nhanh chóng lâm vào an tĩnh. Một con khổng tước từ đám mây đằng xa xuất hiện, giống như một vòng mặt trời, chiếu thấu thiên địa. Khổng tước ngũ sắc. Bọn người Tiêu Phượng Ngô hơi biến sắc, đuổi tới sao? Khương Phàm tranh thủ thời gian đẩy Dạ An Nhiên ra, giải thích cùng mọi người, ta là trộm đi ra, còn phải trở về. Trở về, đều đã chạy lại trở về, nó sẽ không thật nuốt người đấy chứ. Bọn người Tiêu Phượng Ngô ngóng nhìn phương xa, cường quang lộng lẫy giống như tinh hà vẩy xuống đầy trời, hoa lệ thần bí, lại tràn ngập uy áp kinh người. Không cần lo lắng cho ta có thể ứng phó. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm cơ duyên, không cần xen vào ta nữa. Khương Phàm nhìn về phía Tịch Nhan, mặc dù rất chật vật, nhưng hô hấp coi như đã đều, hẳn là không trở ngại gì, lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống. Chúng ta chờ ngươi trở về. Dạ An Nhiên giữ chặt tay Khương Phàm, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn. Trước đó thận trọng, trước đó thanh ngạo đều bị biến cố tàn khốc hòa tan. Nàng lại khó ức chế được tình cảm nội tâm. Khương Phàm đụng phải ánh mắt mông lung của Dạ An Nhiên, trong lòng bất chợt mềm nhũn, hơi chần chờ, đưa tay ôm nàng, nằm nhoài bên tai khẽ nói. Ta sẽ trở về. Dạ An Nhiên run rẩy, gương mặt tái nhợt thật lâu lại chợt đỏ ửng lên, muốn mỉm cười, trong hốc mắt mông lung lại lần nữa thấm ra nước mắt. Chiếu cố Tịch Nhan thật tốt, Vĩnh Hằng Thánh Sơn là cơ hội quý giá, đều không cần lo cho ta. Trước khi rời khỏi, ta nhất định sẽ cùng các ngươi tụ hợp. Sau khi Khương Phàm cam đoan liền lập tức phóng lên tận trời, nghênh đón khổng tước ở xa xa. Người bắt linh cầm bình thường, cần chạy xa như vậy. Khổng tước ngũ sắc ở trên không, ánh sáng như mưa, hung uy kinh khủng trực thấu linh hồn, khiến cho người khác sợ hãi khó có thể bình an được. Giải quyết chút việc tư, cáo biệt cùng các bằng hữu. Khương Phàm nghênh tiếp ánh mắt đáng sợ kia của ngũ thải khổng tước, cố gắng nở nụ cười. Kết thúc. Bọn hắn an toàn. Ta đã yên tâm, bắt linh cầm như thế nào rồi? Bắt hơn 10 loại. Cùng ta trở về. Ngũ thải khổng tước giơ lên tia sáng ngũ sắc, mang theo Khương Phàm xông phá tầng mây không trung, biến mất ở chân trời. Bọn người Cơ Lăng Huyên nhìn qua ánh sáng xa xa, vẻ mặt phức tạp. Nói không lo lắng đó là giả, dù sao đó cũng là khổng tước ngũ sắc, cách mấy chục dặm đều có thể cảm nhận được hung uy, có thể biết được là cường đại đến cỡ nào. Nếu như Khương Phàm chết thật ở chỗ này, trận lịch luyện tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn này liền không có chút ý nghĩa nào. Trước tiên phải cứu Tịch Nhan đã. Lâm Nam có áp lực lớn nhất, trong này ngoại trừ mình, ai cũng không thể chết, nếu không nàng không có cách nào bàn giao cùng Thánh Chủ. Tại tán cây khổng tước. Thực lực ngươi mạnh như vậy, vì sao lại ở lại Vĩnh Hằng Thánh Sơn? Là không nguyện ý ra ngoài, hay là ra không được? Khương Phàm đem chộp tới chồng linh cầm, tùy tiện hỏi khổng tước. Nơi này không tranh quyền thế. Còn để lại ký ức lịch sử thượng cổ nguyên thủy nhất từ trước đến nay, tài nguyên quý giá cái gì cần có đều có. Tại sao ta phải ra ngoài? Thế giới bên ngoài nhiều đặc sắc, nhiều yêu tộc, càng nhiều phong cảnh. Ở chỗ này sống cả một đời, không uất ức sao? Thế giới bên ngoài đối với chúng ta mà nói quá tàn khốc, không thành vương thì làm nô.
cho dù xưng vương, còn có vương trên vương, ngươi dùng hết tất cả, trở nên mạnh hơn, kết quả phát hiện bên ngoài còn có bầu trời khác, còn có càng mạnh hơn nữa. Ở chỗ này sinh sống, coi như có còn cái cuối cùng, ra đến thế giới bên ngoài, hoặc là thỏa hiệp vận mệnh, hoặc là chết tại cuối con đường. Khổng Tước lãnh đạm bình tĩnh một câu để Khương Phàm á khẩu không trả lời được. Trong khoảng thời gian này ngươi cứ chuyên tâm ở lại nơi này luyện đan, đừng có gấp ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Trong lúc Vĩnh Hằng Chi Linh nở rộ, Vĩnh Hằng Thánh Sơn sẽ trở nên rất không ổn định, loại không ổn định này cũng sẽ ảnh hưởng đến yêu thú cực kỳ cường đại. Chờ con của ta trưởng thành đến linh nguyên cảnh đỉnh phong, các ngươi kết bạn ra ngoài lịch luyện. Có ta trông coi, chỉ cần phát hiện cơ duyên, đều sẽ thuộc về các ngươi. Khổng Tước nhắc nhở Khương Phàm, cũng mang theo vài phần cảnh cáo. Linh nguyên đỉnh phong. Khương Phàm khóc không ra nước mắt, tên oát con này hẳn là còn không đầy tuổi. Muốn trưởng thành đến linh nguyên cảnh đỉnh phong, chẳng phải là còn cần 3 đến 5 năm. Nếu ngươi đã muốn hành hạ như thế, vậy cũng đừng trách ta đùa nghịch ngoan chiêu. Khương Phàm bắt đầu tính toán. Cùng lúc đó, đệ tử tinh anh đến từ thánh địa đang nhiệt tình tăng cao, thăm dò Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Có người phát hiện được dược liệu quý giá, cùng yêu thú bảo vệ dược liệu xảy ra ác chiến. Có người phát hiện linh thú hiếm thấy, kích động đuổi bắt trong rừng rậm. Có người phát hiện bí cảnh ẩn tàng, đưa tới hỗn loạn. Tóm lại, cái thế giới nguyên thủy hoàn toàn phong ấn này đối với bọn hắn mà nói là khắp nơi đều có cơ duyên, mặc dù không ngừng gặp phải chuyện ngoài ý muốn, tấp nập xuất hiện tử vong, nhưng đối với kích tình của bọn hắn lại không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí có người sau 5 ngày tiến đến ngắn ngủi liền dưới cơ duyên đã đột phá cảnh giới. Có cảm ứng sao? Đan Hoàng hỏi Khương Phàm. 3 ngày sau, Khương Phàm thừa cơ hội tìm kiếm linh cầm, lại chạy đến chỗ rất xa, kích thích linh nguyên trong khí hải, ý đồ cảm nhận Vĩnh Hằng Chi Linh. Không có, cái gì cũng đều không có cảm nhận được. Nếu quả thật có thể cảm nhận được, hẳn là Chu Tước yêu hồn hoa. Nếu như không có gì, chính là ta đoán sai. Đan Hoàng rất chờ mong gốc Vĩnh Hằng Chi Linh kia chính là Chu Tước yêu hồn hoa, đối với sự nóng lòng muốn trưởng thành của Khương Phàm mà nói. Gốc yêu hoa này không chỉ sẽ mang đến hiệu quả không tưởng tượng được, càng có thể bảo chứng một lần, khởi tử hồi sinh. Phạm vi Vĩnh Hằng Thánh Sơn hơn vạn dặm, linh nguyên ta rất yếu, phạm vi cảm giác có hạn. Nếu như có thể đi khắp nơi, có lẽ. Mặc kệ ngươi muốn làm cái gì, nhưng không được dùng sức mạnh. Yên tâm đi, ta nắm chắc. Khương Phàm bắt đủ linh cầm, sau đó về tới ngọn cây. 3 ngày này ngươi càng ngày càng lề mề. Khổng Tước ngũ sắc nhìn chằm chằm Khương Phàm, trong đôi mắt mang theo cảnh cáo. Đừng có hoài nghi ta được không? Ta vừa tới Vĩnh Hằng Thánh Sơn liền bị ngươi bắt lại, ta đối với nơi này không có bất kỳ hiểu rõ gì. Những ngày này đều là đang tìm vận may tìm kiếm linh cầm. Sau khi Khương Phàm đem linh cầm phân loại, liền ngồi xuống tiếp tục luyện đan. 3 ngày trôi qua, trừ 2 lần sai lầm ra, cửu chuyển linh nguyên đan còn lại toàn bộ đã thành hình, đã luyện ra hơn 30 viên. Ngươi ở lại nơi này luyện đan, chuyện linh cầm giao cho ta. Khổng Tước ngũ sắc nhìn tiểu Khổng Tước bên cạnh. Tiểu Khổng Tước đang yên lặng co quắp nơi đó luyện hóa đan dược, kích ra tiềm lực huyết mạch, tinh khí toàn thân thịnh vượng, hiện ra tia sáng chói mắt. Vậy càng tốt hơn. Khương Phàm tùy ý nhẹ gật đầu, trong lòng vui mừng lại cảnh giác. Mừng là Khổng Tước vừa đi, hắn liền có cơ hội chạy trốn. Cảnh giác chính là, tâm tư Khổng Tước ngũ sắc kín đáo. Hẳn là sẽ có thủ đoạn gì đó kiềm chế hắn. Khổng Tước ngũ sắc lại nói. Hai tử của ta còn đang luyện hóa đan dược, không nên rời khỏi, người bồi tiếp đi. Cái này đương nhiên. Khương Phàm vẫn bình tĩnh ứng phó, nhưng trong lòng càng cảnh giác. Quả nhiên, Khổng Tước gỡ xuống một cây linh vũ ngũ sắc, phóng tới trước mặt Khương Phàm. Linh vũ vô cùng xinh đẹp, giống như có sinh mệnh, lưu chuyển lên quang trạch mỹ diệu, trong lúc mơ hồ còn có hương thơm ngào ngạt đang dập dờn. Thơm quá, mùi thơm cơ thể. Khương Phàm vô ý thức mở miệng, đáy mắt Khổng Tước ngũ sắc chợt hiện lên tia sắt lạnh. Bầu không khí lúng túng một lát, Khương Phàm hỏi dò, ngài đây là? Vĩnh Hằng Thánh Sơn có rất nhiều yêu thú ngấp nghé nơi này, lúc ta rời khỏi, khó tránh khỏi sẽ có người nào đó đến quấy rối. Ta để lại Khổng Tước linh này, có thể bảo vệ ngươi an toàn. Ta kỳ thật không cần. Khương Phàm đang muốn cảnh giác, linh vũ bỗng dâng lên, đâm vào yết hầu. Yết hầu nóng lên, mạch máu toàn thân đều căng cứng, ngay sau đó linh vũ hóa thành văn ấn, khắc ở yết hầu. Đại gia ngươi!
Khương Phàm tức giận mắng mỏ ở trong lòng, đây là bảo vệ an toàn. Đây là treo xiềng xích cho lão tử. Khổng Tước Ngũ Sắc nói. Nếu như có cần, dùng linh lực kích hoạt là được, uy lực của nó vượt qua tưởng tượng của ngươi. Khương Phàm cố gắng chấn định. Ngài yên tâm, mặc kệ ai đến, ta đều dùng hết khả năng ứng phó. Rất tốt, cố gắng luyện đan, cùng muội muội ngươi. Muội muội, các ngươi sau này sẽ phải cùng sinh sống với nhau, ngươi hơn nàng mấy tuổi, phải chiếu cố thật tốt. Khổng Tước Ngũ Sắc dương cánh rời khỏi, tự mình lùng bắt linh cầm thích hợp. Được, bị buộc lại. Khương Phàm vuốt ve vết tích linh vũ trên cổ, một mặt cười khổ. Đan Hoàng nói, đừng nghĩ chuyện chạy trốn, nên nghĩ một chút biện pháp cùng đàm phán với nàng đi. Ngài cảm giác nàng như vậy giống như có thể đàm phán. Nàng đã hạ quyết tâm muốn vây ta ở chỗ này. Khương Phàm nói, liếc mắt nhìn tiểu Khổng Tước non nớt đáng yêu ở bên cạnh. Khổng Tước Ngũ Sắc rất nhanh đã trở lại tới, bắt được hơn 20 con linh cầm, ném tới trên tán cây. Linh cầm cũng đều còn sống, nhưng ở dưới uy thế của Khổng Tước, chúng nó run lẩy bẩy, cũng không dám loạn động. Quả nhiên chính ngài bắt vẫn nhanh hơn. Khương Phàm đem đan dược mới luyện được đưa cho tiểu Khổng Tước vừa mở mắt. Nàng ăn như thế này, có phải đã kích thích quá độ hay không? Chúng ta là Khổng Tước thuần huyết, chỉ cần có thể chống đỡ liền sẽ không có thương tổn. Ngài hình như rất muốn nàng trưởng thành nhanh. Vĩnh Hằng Thánh Sơn rất nguy hiểm, ấu thú càng cường đại, càng bị ngấp nghé. Nàng còn dừng ở giai đoạn này thêm một ngày sẽ nhiều một ngày nguy hiểm, nhất định phải trưởng thành trong thời gian ngắn nhất. Đã hiểu, ngài cứ việc bắt linh cầm, chuyện luyện đan giao cho ta. Khương Phàm trịnh trọng cam đoan. Liên tiếp 5 ngày, Khổng Tước tới lui lui mang linh cầm đến, Khương Phàm đều an phận ở lại nơi này luyện đan, rất cố gắng rất nghiêm túc. Cửu chuyển linh nguyên đan cũng luyện rất thuận lợi. Đến ngày thứ 6, Khổng Tước lại lần nữa rời khỏi. Khương Phàm đột nhiên mở mắt ra, một phát bắt được tiểu Khổng Tước bên cạnh, nhét vào thanh đồng tiểu tháp bay thẳng lên trời, điên cuồng thôi động hỏa dực, nhanh chóng chạy trốn về hướng ngược lại. Ngươi điên rồi, chúng ta đã nói xong, không cần dùng sức mạnh. Đan Hoàng dở khóc dở cười. 5 ngày, linh cầm xung quanh hẳn là đã bắt xong, hôm nay nàng sẽ tới chỗ rất xa. Trên người ngươi có ấn ký linh vũ của nàng, chạy bao xa cũng có thể cảm giác được ngươi. Chỉ cần có thể kéo ra khoảng cách ngàn dặm, nàng coi như có thể cảm nhận được, cũng bắt không được ta. Chẳng may bị bắt được thì sao? Ta liền nói mang muội muội đi ra tản bộ, nàng có thể tin? Khẳng định không tin, nhưng hẳn là nàng còn không nguyện ý giết ta. Khương Phàm liều mạng huy động hỏa dực, nhanh chóng lao vùn vụt giữa tầng mây. Ngươi nha! Ta nếu có thể chạy trốn, coi như ta kiếm lời. Chạy không thoát, ta nhận thua. Dù sao ta cũng sẽ không ở lại nơi đó mà chờ đợi. 100 dặm, 200 dặm. Khương Phàm không ngừng đút lấy đan dược vào trong miệng, bổ sung linh lực, một khắc cũng không dám dừng lại. 300 dặm, 500 dặm. Hai cánh Khương Phàm đau từng cơn, cơ hồ muốn vung gãy mất, nhưng vẫn cắn răng điên cuồng lao vùn vụt. 800 dặm. Rốt cuộc Khương Phàm cũng không kiên trì nổi, hắn hạ xuống độ cao, muốn tránh vào trong rừng rậm tạm thời nghỉ ngơi. Kết quả trên đại thụ cao ngất phía trước đột nhiên giơ lên một trạc cây tráng kiện, đón đầu đánh tới Khương Phàm. Đây không phải là cành cây, mà là một con cự mãng màu xanh sẫm, đang mở miệng to như cái chậu ra đón lấy Khương Phàm. Khương Phàm muốn tránh né đã không kịp, tốc độ không giảm, một đầu đâm vào trong thân thể cự mãng. Hai cánh như đao, cường thế phách chạm, giống như là cối xay thịt cuốn đi từ đầu tới đuôi, cùng với huyết thủy phun ra ngoài. Khương Phàm từ phần đuôi cự mãng liền xông ra ngoài. Thu! Một con mãnh cầm lướt qua trời cao, cách rừng cây rậm rạp, tập trung vào Khương Phàm phía dưới. Khương Phàm ngẩng đầu trong chốc lát, mãnh cầm đột nhiên lao xuống, đánh tới phía hắn. Ầm ầm! Liệt diễm cuồn cuộn, mãnh liệt trời cao, thanh thế cực kỳ to lớn. Con mãnh cầm kia trong quá trình lao xuống lại đột nhiên thay đổi bộ dáng, từ liệp ưng biến thành hùng sư, nóng nảy hung hãn. Thời điểm sắp nhào tới Khương Phàm, nó lại độ thay đổi, hóa thân ác dao khổng lồ, thân dài hơn 30 mét, hồng lân tinh mịn, gương mặt dữ tợn, uy thế kinh khủng tràn ngập đất trời, ngay cả hỏa diễm cũng đều mãnh liệt hơn mấy phần. Là hỏa diễm huyễn điểu, bán yêu bán linh, có hỏa diễm chi linh, lại có thân thể yêu thú. Đan Hoàng lập tức nhắc nhở Khương Phàm, loại yêu vật này cực kỳ hiếm thấy, cho dù là tại thời đại của hắn kia, cũng là dị loại. Khương Phàm hồi hộp trước của khí tức đáng sợ ác dao,
thân thể đều giống như nếu không bị khống chế thì đã ngồi liệt xuống dưới. Nhưng, lúc ác giao vồ giết tới trong chốc lát, ý thức Khương Phàm câu thông khí hải, cưỡng ép tế ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Oanh! Khí lãng ngập trời, kim viêm sôi trào, cửu hoàng luyện thiên đỉnh ầm vang bay lên không, tăng vọt cao đến 50 mét, tràn ngập khí tức như núi cao nguy nga, càng có uy thế đáng sợ như cổ thần thức tỉnh hơn. Hỏa diễm huyễn điểu co rụt con ngươi lại, nó không hãm lại được, một đầu va vào đỉnh lô. À! Một tiếng hét thảm từ dưới đáy đỉnh lô truyền ra. Ngay sau đó liệt diễm tràn ngập đất trời bao phủ tới, đụng chạm cửu hoàng luyện thiên đỉnh, hung hăng đánh tới mặt đất. Đại địa oanh minh, dãy núi lay động, khí lãng mãnh liệt nương theo lấy liệt diễm cuồn cuộn, quét sạch hơn ngàn mét xung quanh. Số lượng lớn cây rừng đột ngột nhảy lên, đảo mắt đã bị liệt diễm đốt cháy. Khương Phàm cũng vô tình bị hất bay ra ngoài, nhưng rất nhanh đã ổn định lại, kích thích bát hoang chiến trụ, chống đỡ liệt diễm phóng tới đỉnh lô. Một tiếng vang thật lớn, nắp đỉnh ầm vang khép kín, phong bế hỏa diễm huyễn điểu bên trong. A, à, hỗn đản, ngươi dám dùng cái này che đậy ta? Ngươi ở nơi này chụp chim sao? Ngươi thành thành thật thật để điểu ra ta ăn không được sao? Không đau lại không ngứa, hai mắt nhắm lại là đã đi qua rồi. Hỏa diễm huyễn điểu nói tiếng người, liệt diễm đáng sợ sôi trào được đổ ra, điên cuồng va chạm nắp đỉnh. Nắp đỉnh lay động kịch liệt, liệt diễm cuồn cuộn mà ra. Khương Phàm cực lực áp chế, nhưng vẫn bị hất bay ra ngoài. Giống. Hỏa diễm huyễn điểu hóa thân ác giao xông ra khỏi đỉnh lô, cuốn lên liệt diễm, tràng diện rung động giống như một ngọn núi lửa phun trào. Khương Phàm lập tức lấy đỉnh lô đi, phóng tới phía trước. Quát con, điểu ra ta là linh hồn cảnh, ăn chắc ngươi. Hỏa diễm huyễn điểu nổi giận, sau khi thoát khỏi đỉnh lô, nó lại lần nữa bổ nhào tới phía Khương Phàm. Đầu tiên là hóa thành đĩa lửa, dương cánh mấy chục mét, mở ra hỏa rực, liệt diễm che trời. Sau đó là hỏa liệt điểu, hoa lệ thon dài, hai mắt hung quang như điện, tốc độ nhanh đến cực hạn. Mỗi lần nó huyễn hóa thành một con yêu thú, liền có thể hiện ra hung uy của yêu thú đó. Khương Phàm âm thầm kinh hãi, tốc độ lại không giảm, hắn đang phóng đi lại đột nhiên dương cánh, xông lên vách núi trước mặt. Ngươi trốn không thoát. Hỏa diễm huyễn điểu theo sát giết tới, đáy mắt lấp lóe cường quang, phun trào ra kinh khủng tia sáng, muốn bạo kích Khương Phàm. Khương Phàm bỗng nhiên quay người, lần nữa tế ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Khí lãng cuồn cuộn, tia sáng rạng rỡ, nặng nề giống như núi cao, lao qua hỏa diễm huyễn điểu. Hỏa diễm huyễn điểu đã trải qua một lần này nó quả quyết tránh khỏi, lại tiếp tục đánh giết Khương Phàm. Khương Phàm đột nhiên phanh lại, ý thức khống chế thành đồng tiểu tháp, long long long, sát khí cuồn cuộn, trải rộng ra vài trăm mét, 20 cánh cửa sắt quỷ dị ầm vang mở ra, giống như là kết nối với địa ngục âm trầm. Thứ gì đây? Hỏa diễm huyễn điểu kinh hãi, không biết rõ tình huống, lập tức liền muốn rút đi. Khương Phàm đã kịp thời nắm đỉnh lô trong tay, thuận thế đập tới, lại một lần nữa bắt được hỏa diễm huyễn điểu. À à à, ngươi lại dám làm thế với ta. Hỏa diễm huyễn điểu nổi giận, liệt diễm sôi trào, lật tung cửu hoàng luyện thiên đỉnh, thanh thế bạo động như muốn xốc một ngọn núi lớn lên. Khương Phàm kịp thời lấy đi đỉnh lô, vỗ cánh bay lên trời. Con người, ra ra ta không để yên cho ngươi. Hỏa diễm huyễn điểu phát ra tiếng gầm thét, bổ nhào qua phía Khương Phàm, duy trì hình thái hỏa liệt điểu, liệt diễm cuồn cuộn, hung uy tràn ngập, tốc độ nhanh đến cực hạn. Ta nhận thua, có chuyện gì thì từ từ nói. Khương Phàm bỗng nhiên phanh lại. Muộn rồi, điểu ra ta chắc chắn phải ăn ngươi. Hỏa diễm huyễn điểu lao thẳng tới Khương Phàm, hai cánh chấn kích, mở ra vòng xoáy khủng bố. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Phàm lại lần nữa triệu ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Nắp đỉnh vừa mở, hỏa diễm huyễn điểu lại một lần nữa đâm đầu thẳng vào. A, à, chết tiệt. Hỏa diễm huyễn điểu ở bên trong bi phẫn gầm thét, lần này nó không lao ra ngoài nữa, phóng thích liệt diễm. Mạnh mẽ đâm tới, muốn hủy nát cái thứ này. Khương Phàm kéo lấy cửu hoàng luyện thiên đỉnh xông về mặt hồ sâu thăm thẳm. Phạm vi cái hồ này không lớn, rộng chừng trăm mét, giấu ở trong sơn cốc ẩm ướt rậm rạp, nhìn từ ngoài vào thì vô cùng yên tĩnh. Nhưng, cái hồ sâu này xem chừng không đơn giản, phía dưới nếu không phải có gì đó quái lạ thì chính là có một loại yêu thú đáng sợ nào đó. Khương Phàm không quản được nhiều như vậy. Hắn kéo lấy cửu hoàng luyện thiên đỉnh từ trên trời giáng xuống, vọt tới mặt hồ. Cửu hoàng luyện thiên đỉnh mang theo liệt diễm, tiếng oanh minh điếc tai, giống như là thiên thạch xẹt qua bầu trời.
ầm ầm. Mặt hồ bình tĩnh lập tức nổ tung, thủy triều nhấc lên, nổi lên hàn khí thấu xương, cơ hồ muốn dập tắt đỉnh lô. T. Khương Phàm kinh hãi, cho dù là đã có chuẩn bị nhưng rét lạnh mà dùng mình một cái. Phía dưới gặp nguy hiểm. Đan hoàng đều cảnh giác, hàn khí không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể Khương Phàm, lại còn kích thích đến linh hồn hắn. Mặc kệ nó. Khương Phàm cắn răng kéo lấy cửu hoàng luyện thiên đỉnh điên cuồng xông xuống dưới. Nhưng, sau 100 mét, hàn khí càng ngày càng nặng, toàn thân hắn đều treo đầy hàn băng, xương cốt đều giống như muốn mất đi chi giác. Trong đáy hồ sâu thẳm giá lạnh, liên tiếp xuất hiện từng tia sáng đỏ hồng, giống như là từng đôi mắt tà ác, ở sâu trong bóng tối tập trung vào Khương Phàm. Cho các ngươi thức ăn. Khương Phàm xốc nắp đỉnh lên, quay đầu xông lại về mặt hồ. Nắp đỉnh vừa mở, thủy triều lập tức tràn vào. Hỏa diễm huyễn điểu không rõ tình huống, lập tức chui ra. Khương Phàm thuận thế lấy đi đỉnh lô, một khắc không ngừng, điên cuồng xông lên. Siêu siêu siêu. Sâu trong đáy hồ, số lượng lớn bóng đen nhanh chóng dâng lên, nhiệt độ hồ sâu thăm thẳm tiếp tục hạ xuống. Ngọa tào, tiểu tử ngươi đem điểu ra ta đến chỗ nào? Hỏa diễm huyễn điểu sôi trào lên liệt diễm, vội vàng liền muốn đuổi theo Khương Phàm. Siêu siêu siêu. Bóng đen càng ngày càng gần, giống như rắn độc, xuyên thủng hồ sâu, nhào về phía hỏa diễm huyễn điểu. Bành! Khương Phàm chật vật vọt ra, toàn thân treo đầy hàn băng thật dày, hắn lạnh cóng đến run rẩy. Nhưng hắn không chần chờ chút nào, lập tức quay người, vung cửu hoàng luyện thiên đỉnh lên, hung hăng đánh một kích xuống phía dưới. Hỏa diễm huyễn điểu vừa muốn lao ra, nó lập tức co rụt con ngươi lại, đỉnh lô giống như là ngọn núi từ trên trời giáng xuống. Đại gia ngươi! Một tiếng vang trầm, hỏa diễm huyễn điểu bị đón đầu đánh trúng, thân thể bỗng nhiên chìm xuống, va vào bên trong hồ sâu thăm thẳm. Số lượng lớn hắc xà bổ nhào qua, khuấy động hàn khí đáng sợ, không để ý đến liệt diễm của hỏa diễm huyễn điểu, chúng nó cuốn lấy thân thể kéo về phía dưới đáy hồ. Sâu trong đáy hồ, một cỗ khí tức càng đáng sợ thức tỉnh, con mắt tinh hồng giống như hai cái đèn lồng, tản ra ánh sáng quỷ bí làm cho người khác phải hồi hộp. Khương Phàm xua tan hàn băng. Lấy cửu hoàng luyện thiên đỉnh đi, nhanh chóng thoát khỏi nơi này. Rất hiểm. Hỏa diễm huyễn điểu cũng không thể đối phó, cũng may đầu nó không quá sáng. Đan hoàng than nhẹ, ở trong ý thức hải thay Khương Phàm lau vệt mồ hôi. Đứa nhỏ này kinh nghiệm sinh tồn với năng lực ứng biến xác thực rất ưu tú, mặc kệ gặp phải chuyện gì, luôn có thể xảo diệu ứng phó. Khương Phàm không có một khắc đình chỉ, hắn tiếp tục phóng tới phía trước, bây giờ uy hiếp lớn nhất vẫn đến từ khổng tước ngũ sắc. Nhất định phải ngay trước khi nó kịp phản ứng, chạy trốn tới khoảng cách an toàn. Chí ít ngàn dặm. Hồ sâu trong sơn cốc lâm vào bình tĩnh giống như thường ngày, mặt hồ vuông vức như gương, đáy hồ tĩnh mịch hắc ám. Nhưng cũng không lâu lắm, một đoạn cường quang nở rộ ở bên trong, kéo thẳng tới mặt hồ. Ầm ầm, ánh lửa mãnh liệt ngút trời, hỏa diễm huyễn điểu hóa thân ác dao, phá tan mặt hồ, chật vật bổ nhào vào trong núi rừng. Bóng đen trong đáy hồ tán loạn, nhưng không lại đuổi theo. Ta đường đường là điểu ra, lại bị một tên bé con đùa nghịch. Hỏa diễm huyễn điểu mệt mỏi nằm nhoài trong cánh rừng, liệt diễm toàn thân lúc sáng lúc tối, giống như muốn dập tắt. Mấy vết thương nhìn thấy mà giật mình, ở trên cái cổ, bụng, trên móng vuốt đều có. Chỉ sau chốc lát, một bóng dáng lướt qua rừng cây, phù quang lược ảnh nhẹ nhàng, chạy đến nơi này. Ai? Hỏa diễm huyễn điểu lập tức dâng lên, muốn phóng thích liệt diễm uy hiếp. Kết quả linh lực đã gần như tiêu hao hết ở cái hồ kia rồi. Mạnh mẽ phóng thích liệt diễm, trải rộng ra mấy chục mét, sau đó. Diệt, chỉ còn nó, trụi lùi, máu me nhảy nhụa, đứng ở nơi đó. Hỏa diễm huyễn điểu đều sửng sốt một chút, nó lập tức lẻn đến trong đại thụ bị nhen lửa phía trước để tránh bại lộ. Người tiến vào, sao ngươi mong muốn như thế nào? Một tuyệt đại giai nhân, mềm mại lượn lờ đi đến, giống như là tiên tử trong bức tranh đi ra. Là nha đầu ngươi. Hỏa diễm huyễn điểu thoáng thở phào, sau đó lại ưỡn ngực, tiểu gia ta là bị hố. Ngươi không phải tự xưng là thông minh sao? Nữ tử an tĩnh mỹ lệ, có tư sắc khuynh thành. Da như mỡ đông, mắt như thu thủy, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, môi đỏ trơn bóng, trong cánh rừng lượn lờ mê vụ lại càng giống như là bức tranh tiên tử, đẹp đến mức làm cho người ta nín thở. Ta, ngựa có thất đề, chim có mất cánh. Lần này chỉ là vì ở bên ngoài thôi. Hỏa diễm huyễn điểu xoay động con mắt, nhìn chằm chằm nữ tử, người đi ra từ vùng đất Di Lạc, muốn rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Chúng ta đều chuẩn bị xong,
đây cũng là thời điểm để rời khỏi. Đã quyết định thật rồi sao? Nếu ngươi đi, sẽ vĩnh viễn không về được. Nữ tử cười yếu ớt, mắt ngọc mày ngài, khuynh quốc khuynh thành như mộng như ảo, người đây là không bỏ được. Ta đương nhiên không bỏ, ta vẫn chờ vào cái ngày hóa thân thành hình người đó, cưới ngươi làm lão bà. Hỏa diễm huyễn điểu ta ác cười một tiếng, tùy tiện đánh giá nữ tử mỹ diệu trước mặt. Là cái gì? Giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Lan giận, sao ngươi lại ở đây, chẳng lẽ ngươi cũng muốn rời khỏi? Hỏa diễm huyễn điểu kinh ngạc nhìn nam tử đi tới. Ta áp chế cảnh giới đã 5 năm, chính là chờ vĩnh hằng chi linh nở rộ. Nam tử có màu da cổ đồng, ngũ quan rõ ràng lại thâm thúy, giống như là một pho tượng, khiến cho người ta ấn tượng khắc sâu. Con mắt thâm thúy rất lạnh, cái đầu cao ngạo khẽ nhếch lên, lộ ra cuồng dã không bị trói buộc. Hỏa diễm huyễn điểu đột nhiên có chút bất an, con mắt loạn chuyển bốn chỗ, phát hiện trong rừng rậm liên tiếp xuất hiện số lượng lớn thân ảnh thanh niên, các người đây là tới cáo biệt với ta sao? Quá khách khí, muốn đi thì đi nha, còn cần. Oanh! Hỏa diễm huyễn điểu đột nhiên vỗ cánh, thôi động linh khí vừa mới bổ sung, hóa thành liệt diễm phóng lên tận trời, tiếng nói vang vọng chân trời, đám hỗn đản các ngươi lại còn muốn bắt lão tử. Nghĩ hay lắm, gặp lại, vĩnh viễn không thấy. Những thân ảnh xung quanh đang muốn nhào tới liên tiếp phanh lại, nhìn qua hỏa diễm huyễn điểu chạy trốn mà tiếc nuối lắc đầu. Gia hỏa này, quỷ tinh thật. Thiếu nữ xinh đẹp trước đó lắc đầu cười khẽ, tên tặc điều tiềm lực vô cùng lớn, nếu như có thể mang ra ngoài thì là tốt nhất rồi. Lan giận có chút tiếc nuối. Không nôn nóng, bắt được trước khi nó ra ngoài là được. Nữ tử thả người nhảy lên cây, giống như tinh linh biến mất trong rừng rậm. Tản ra, tìm kiếm dựa theo trên danh sách yêu thú. Lan giận phất tay ra hiệu với mọi người xung quanh. Bọn hắn muốn trước lúc rời khỏi bắt một vài yêu thú huyết mạch cường hãn. Cưỡng ép ký kết khế ước, cùng bọn hắn xông xáo ra thế giới bên ngoài. Danh sách vị trí thứ 5 chính là Hỏa Diễm Huyễn Điểu. Khương Phàm ở giữa rừng rậm, lại ở trên bầu trời, điên cuồng lao vùn vụt, liên tiếp tránh né đánh giết mãnh thú, hung cầm, mặc dù đã đều mấy lần từ cõi chết trở về, nhưng vẫn kiên trì xông về phía trước. Hẳn đã chừng 1.500 dặm rồi, trong một lúc hẳn là khổng tước ngũ sắc sẽ không tìm thấy nơi này. Khương Phàm đứng tại một đỉnh núi. Định thần cảm nhận được trong linh nguyên trong khí hải. Vẫn rất bình tĩnh, không có dao động gì đặc biệt. Đan Hoàng nhắc nhở. Đi dạo khắp nơi. Không quan tâm vĩnh hằng chi linh có phải có chu tước yêu hồn hoa hay không, loại linh thảo này rất đặc biệt, có thể là đã thức tỉnh linh trí, sẽ đi tứ xứ. Khương Phàm thả người nhảy xuống vách núi, huy động hỏa dực, bay về phía trước. Phương xa, mây đen cuồn cuộn che khuất bầu trời, như đại dương mênh mông. Sấm sét vang dội, bao phủ lấy dãy núi, rừng rậm mênh mông. Lôi điện vừa dày đặc vừa thô tráng, cuồng vũ khắp đất trời, oanh minh điếc tai. Gió lốc gào thét, lung lay núi cao cũng đang phá hủy rừng rậm, số lượng lớn đại thụ che trời bị bẻ gãy, tràng diện vô cùng rung động. Rất nhiều cây rừng đột ngột nhảy lên, xông về bầu trời mờ tối đang đổ mưa to, tiếp theo bị lôi điện đánh vỡ nát. 100.000 mãnh thú gào thét, chạy trốn tứ tán. Bao phủ hơn 10 dặm, cảnh tượng hỗn loạn cứ như đang xảy ra tận thế. Nhưng đây không phải tai nạn tự nhiên, mà là hai con ác thú đang chém giết lẫn nhau. Một con là quái vật khổng lồ màu đen, thân dài đạt tới hơn 200 mét, giống như là cự quy, trở theo sơn phong màu đen, nhìn kỹ lại, nó có một cái đầu rồng đáng sợ, tứ chi tráng kiện, móng vuốt to lớn sắc bén màu đen khiến cho người sợ hãi. Sơn phong trở phía sau lưng lại lít nha lít nhít cốt thứ trụ xương trùng thiên. Lấy phương thức khoa trương ngưng tụ lại cùng nhau, mỗi một cây đều hiện ra cường quang đáng sợ. Cái này thật sự là một siêu cấp hung thú vô cùng kinh khủng. Nó mở cái miệng to như chậu máu ra, lộ ra hàm răng sắc bén dài hơn 10 mét giống như kiếm bản rộng, nó phát ra từng tiếng gào thét khủng bố đến cực điểm, âm thanh chấn động hơn trăm dặm dãy núi. Đại địa chập trùng như sóng đào, ngọn núi vỡ nát lại vỡ nát, số lượng lớn mãnh thú đang chạy trốn trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Vô số điểu cầm liên miên rơi xuống. Khương Phàm đứng ở cách xa trăm dặm đều có thể cảm nhận được uy thế sóng âm, chấn động đến khí huyết sôi trào, hô hấp không thoải mái. Đại yêu đang cùng con ác thú này chém giết giữa lôi vân như ẩn như hiện, so với ác thú phía dưới, về mặt hình thể nó không có chút nào ưu thế, đứng tại vị trí Khương Phàm đều thấy không rõ bộ dáng, nhưng uy lực thú vương lại tràn ngập đất trời, giống như con sông bạo động. Lôi đình đầy trời tiếp tục bạo kích.
khi thì như mưa to như chút nước, khi thì như vạn kiếm đều xuất hiện, hủy diệt dãy núi, càng trấn áp ác thú phía dưới. Cự phong long, kỳ lân thú, vĩnh hằng thánh sơn quả nhiên là vùng đất phong ấn nguyên thủy. Giọng đan hoàng vang lên trong đầu Khương Phàm. Cự phong long thuộc về bá chủ nhất mạch trong địa long, không giống huyết mạch địa long khác trầm ổn như thế, ngược lại là táo bạo dễ giận, thiên tính hiếu chiến. Từ xưa đến nay được xưng là địa long nhất mạch bá đạo, cũng chọc tới cho địa long nhất mạch không ít phiền phức. Tại 5 vạn năm trước, cự phong long từng phát triển đến đỉnh phong, sinh ra vô số siêu cấp cường giả, bành trướng mưu toan khiêu chiến của cự long đối với bọn hắn, kết quả để tập thể địa long nhất mạch từ bỏ, sau đó cự long bị tiêu diệt. Tại thời đại chúng ta, cự phong long cơ hồ là tuyệt tích, không nghĩ tới nơi này còn có. Trên trời hẳn là kỳ lân thú, thuộc về lôi kỳ lân trong ngũ hành kỳ lân. Đúng nghĩa, kỳ lân, là có được thần mạch tổ kỳ lân, tại thời đại của ta cũng là vô cùng hiếm thấy, kỳ lân bình thường hay thấy chỉ có thể coi là kỳ lân thú. Nhưng, kỳ lân thú cũng có được thần huyết, một khi hoàn toàn biến đổi, vẫn có hy vọng rất lớn biến thành kỳ lân chân chính. Một con này, khó mà nói, rốt cuộc là kỳ lân hay là kỳ lân thú. Giọng đan hoàng quanh quẩn trong đầu Khương Phàm, giới thiệu thân phận hai con tuyệt thế hung thú nơi xa. Trách không được Khổng Tước Ngũ Sắc nói nơi này có dấu vết tháng năm. Khương Phàm rung động trong lòng, Khổng Tước, cự phong long, kỳ lân thú, nơi này là còn có yêu vật càng mạnh hay không? Ví dụ như, long tộc chân chính. Ví dụ như, phượng hoàng cao ngạo. Nếu như có thể có được huyết nhục phượng hoàng, thậm chí có được huyết mạch Chu Tước Linh Cầm, coi như không chiếm được Chu Tước Yêu Hồn Hoa cũng đáng. Lách qua đi, nơi này so với những gì ta mong muốn còn đặc biệt hơn, có lẽ người có thể sẽ gặp được không ít cơ duyên. Đây là lần đầu tiên đan hoàng sinh ra chờ mong đối với nơi này. Không vội, chờ bọn chúng đánh xong đã. Khương Phàm lại đưa ánh mắt sáng rực nhìn qua trận chém giết phương xa. Bọn chúng hẳn là người này cũng không làm gì được người kia. Cự phong long không thể nào lên trời, kỳ lân thú không thể nào xuống đất, bọn hắn sẽ lưỡng bại câu thương mà tản ra. Ta muốn chờ bọn hắn đánh xong, sưu tập chút long huyết kỳ lân. Khương Phàm chú ý trận chiến, chờ hai tên này rời khỏi, để lại sẽ là phế tích tung hoành trăm dặm. Không chỉ có sẽ có máu kỳ lân, long huyết, còn có di hài yêu thú vô tội bị liên lụy, thậm chí linh quả đều có thể sẽ bị lộ ra. Khương Phàm không để ý gì mà tiếp tục nhìn chiến trường một hồi. Cự phong long xác thực đã nổi giận, không ngừng đánh rách tả tơi đại địa, ngưng tụ lại thổ lãng, phóng thích cự kiếm vạn mét, cuồng kích thiên khung. Thậm chí ngưng tụ lại bậc thang to lớn, đạp bầu trời, nghênh chiến kỳ lân thú. Kỳ lân thú phóng thích lôi đình vô biên, mượn dẫn thiên uy, giống như thiên kiếp oanh kích cự phong long. Thậm chí cũng từ trên trời giáng xuống, mỗi một bước dẫm xuống đều tràn ngập tràn tuyệt thế hung uy. Cự phong long càng ngày càng táo bạo, nó lật tung đại địa, gào thét với trời, khống chế núi cao nơi xa rồi lại đột ngột nhảy lên, gào thét va chạm lôi vân đầy trời. Kỳ lân thú càng đánh càng mạnh, hiệu lệnh lôi đình đầy trời, phóng thích tuyệt thế chiến kỹ. Phạm vi chiến trường lại nhanh chóng mở rộng, địa tầng bị sụp đổ, núi cao bị chôn vùi, cây rừng bị hóa thành bụi, mãnh thú linh cầm càng điên cuồng chạy trốn, đến mức tạo thành thú triều đáng sợ, lao nhanh về bốn phương tám hướng. Cuối cùng, kỳ lân thú đã rời khỏi, để lại cự phong long tiếp tục gào thét trong phế tích. Con ác thú táo bạo này đã gầm thét hơn nửa giờ, mới nổi giận đùng đùng đánh vỡ đại địa ra, chôn sâu tới sâu trong đất tầng. Quả nhiên tính tình nóng này. Khương Phàm yên lặng đợi một chút, sau khi các năng lượng chiếm cứ nơi đó thoáng tản ra, mới xông vào khe rãnh tung hoành hố sâu phế tích khắp nơi trên đất. Huyết khí tràn ngập, có thể thấy được số lượng lớn di hài mãnh thú khắp nơi, có một số bị hủy rách mướp, có một số chỉ là tàn phế thân thể. Thấy không dùng được, Khương Phàm lại phóng tới trong phế tích, liên miên cuốn vào thanh đồng tiểu tháp. Bởi vì rất nhiều thi hài đều là yêu vật cường hãn, nói không chừng trong thân thể còn có thú nguyên, coi như không có thú nguyên, cũng có thể dùng để luyện chế huyết đan. Chết nhiều rắn như vậy sao? Trong một ngọn núi cao sụp đổ, Khương Phàm phát hiện lít nha lít nhít con rắn chết, số lượng kinh người, máu tươi chảy ngang. Giống như tòa núi này chính là hang rắn. Sau khi Khương Phàm tiện tay cuốn đi một mảnh, vậy mà lại phát hiện ba con đại trên đầu có sừng nhọn, đại khái bộ dáng vẫn giống những con rắn khác, nhưng lân phiến và đầu rắn đều có chút thay đổi rất nhỏ. Rắn mọc sừng, đây là thăng hoa huyết mạch, nó đang biến đổi. Khuôn mặt Khương Phàm có chút động,
vội vàng nắm lên một con đại xà mọc sừng, cẩn thận quan sát. Giọng đan hoàng tại vang lên trong đầu Khương Phàm, đúng là biến đổi, là bị kích phát ra tổ mạch trong huyết mạch, xuất hiện dấu hiệu hóa rồng. Dưới ngọn núi này có cái gì đặc biệt sao? Hẳn là bọn chúng có thể phát giác được nguy hiểm, vì sao lại không trốn đi? Khương Phàm thu sạch đại xà mọc sừng vào thanh đồng tiểu tháp. Đây chính là bảo bối, nhất định là trong huyết mạch có một số long huyết, lại từ trong tổ mạch kích phát ra. Khi Khương Phàm cuốn đi toàn bộ đại xà, rốt cuộc cũng thấy rõ ràng tình huống phía dưới. Phía dưới hang rắn có tảng đá kỳ dị, đang tỏa ra ánh sáng nhu hòa thần bí, đem những tảng đá xung quanh đều chiếu lên ánh sáng ngũ sắc. Ngọn núi cao ngàn mét này bị hai con ác thú rằng co hủy triệt để, vậy mà phạm vi mấy chục mét xung quanh tảng đá kia bình yên vô sự, còn bị đoàn đoàn yêu xà bao vây. Đây là khí tức gì? Khương Phàm thở sâu, ánh sáng thần bí phiêu nhiên nhập thể, trong tích tắc, lục phủ ngũ tạng đều giống như nhận lấy gột rửa. Ý thức thanh minh, linh hồn nhẹ nhàng, ngay cả linh nguyên trong khí hải đều giãn ra hai cánh, từ trong tới ngoài không nói ra được thông thấu. Huyền Hoàng Thạch, ông trời của ta ơi! Xưa nay đan hoàng chưa từng có âm thanh kinh ngạc nào như thế cả. Những ánh sáng này là khí tức huyền hoàng. Khương Phàm muốn rời tảng đá ra ngoài, lại phát hiện đã cùng những tảng đá mấy chục mét xung quanh ngưng tụ thành một thể, chỉ có thể chuyển toàn bộ đi ra. Không sai, chính là huyền hoàng thạch. Loại linh thạch này phải ngược dòng tìm hiểu đến thời đại xa xưa nhất, là linh nguyên nguyên thủy thiên địa thời sơ khai, có được thần lực cường đại diễn biến thành vạn vật. Thần tổ vạn vật đều là được khí thức huyền hoàng thay đổi mà thành, bao gồm cả con chu tước đầu tiên, con cự long đầu tiên, cả con người đầu tiên, con cự ma đầu tiên, và tất nhiên là cả gốc cây đầu tiên. Nếu như hậu thế có thể có được huyền hoàng thạch, cũng có thể thông qua hấp thu khí thức huyền hoàng để thức tỉnh lại tổ mạch, biến đổi huyết mạch. Đan hoàng thật sự quá khiếp sợ, vĩnh hằng thánh sơn này rốt cuộc đã tồn tại bao nhiêu năm tháng, thật chẳng lẽ muốn ngược dòng tìm hiểu đến thời đại thượng cổ. Không hổ là Vĩnh Hằng Thánh Sơn, nơi này thật đúng là cơ duyên ở khắp nơi trên đất. Khương Phàm càng khiếp sợ, trách không được bầy rắn biết rõ bên ngoài nguy hiểm, nhưng cũng không chịu rời khỏi nơi này. Mau thu huyền hoàng thạch lại, tìm cơ hội móc bên trong nó ra, sau đó trực tiếp đeo trên cổ, mỗi ngày hấp thu khí tức huyền hoàng. Ngươi không chỉ có thể càng nhanh sớm hơn hóa thân thành chu tước, còn có thể thức tỉnh tổ mạch chu tước ban sơ. Chu tước tổ mạch đó. Người đã hiểu là có ý gì không? Đan hoàng chưa từng kích động qua như hôm nay. Chu tước đã được gọi là đứng đầu vạn cầm, nếu như có thể chân chính thức tỉnh tổ mạch, có khả năng sẽ tái hiện chu tước thiên tổ thời khắc thiên địa sơ khai kia, có cả một số thần lực. Khương Phàm bưng lấy tảng đá, cũng rung động đến khó mà bình tĩnh được. Vui mừng tới quá đột nhiên. Đây quả thực là quà tặng của ông trời. Đan hoàng thúc giục Khương Phàm. Nhanh thu lại, nhanh nhanh nhanh. Đừng để người khác trông thấy, càng không được nói với bất cứ kẻ nào. Khương Phàm nhanh chóng thu tảng đá vào thanh đồng tiểu tháp, lại chôn cả hố sâu lại. Lúc này, trong bụi mù trước mặt đột nhiên chạy ra một nam tử, cũng đang bốn chỗ tìm kiếm bảo bối. Khương Phàm không muốn để ý tới, đang muốn quay người rời khỏi, lại nhận ra người kia. Khương Phàm. Người kia cũng nhận ra Khương Phàm, sau khi sững sờ, vội vàng cảnh giác xung quanh. Thẩm Hoành Đồ. Khương Phàm cũng nhìn về phía xung quanh, người của Hoàng Triều hẳn là đang ở gần đó. Chỉ một mình ngươi. Thẩm Hoành Đồ nhìn xung quanh một lần, hừ lạnh nói, những người khác thì sao, đều chết hết. Khương Phàm lắc đầu, không muốn để ý tới loại người này. Thẩm Hoành Đồ quát tháo. Dừng lại, chuyện giữa chúng ta vẫn chưa xong đâu. Giữa chúng ta có chuyện gì? Ngươi để cho ta ở bên ngoài mất thể diện, đây chính là đại sự. Tài nghệ không bằng người. Tự tìm đau khổ. Ngươi dám lại nói một lần nữa. Thẩm Hoành Đồ trầm mặt xuống. Đừng ở không đi gây sự, ta bề bộn rất nhiều việc. Một đệ tử thánh địa nho nhỏ, thật đề cao bản thân rồi. Toàn thân Thẩm Hoành Đồ nở rộ tia sáng, hóa thành thủy triều lao nhanh quét sạch phế tích, thanh thế to lớn, như lũ quét bộc phát. Hắn đánh một chưởng về phía trước, dòng lũ vén trời hóa thành thủ ấn khổng lồ, mang theo cuồng lực thủy triều hung hăng chụp về phía Khương Phàm. Lúc Khương Phàm đang nghênh kích, lôi chiều cuồng liệt từ phía sau theo sát tới, quét sạch trưởng ấn hồng thủy, tăng vọt uy thế, cường quang ngập trời. Đôi mắt Khương Phàm trở nên sáng hừng hực, thánh viêm mãnh liệt lao ra, hóa thành kim quang cự tượng, thét dài trong phế tích, đối diện va chạm trưởng ấn. Trong chốc lát, đại địa oanh minh, thanh chấn thiên địa, dòng lũ, liệt diễm, lôi chiều,
quét sạch bốn phương tám hướng. Gương mặt Thẩm Hoành Đồ trở nên dữ tợn, hắn triệu ra một thanh đại đao nặng nề, đạp trên chiều dâng phóng lên tận trời, muốn nghênh đón Khương Phàm. Ầm ầm. Năng lượng cuồng chiều hỗn loạn trước mặt đột nhiên nổ tung, Khương Phàm như thiểm điện giết tới, trọng quyền oanh kích, thánh viêm vần quanh, cuồng lực cuồn cuộn. Sắc mặt Thẩm Hoành Đồ hơi biến, vội vàng vung mạnh đao chém vào, đao thế cuồng dã, khuấy động mấy chục vạn tấn chiều dâng, càng tràn ngập lôi đình bạo kích cường thế. Keng. Khương Phàm lao tới, trực tiếp nắm tay lại bạo kích, rắn chắc đánh vào bên trên cuồng đao. Muốn chết. Thẩm Hoành Đồ đang muốn điên cuồng gào thét, vòng qua Khương Phàm, cuồng đao oanh minh kịch liệt, lại bị dữ dội phá tan, bất ngờ không đề phòng, thân thể của hắn đều bị đánh bay ra ngoài. Khương Phàm cũng bị đánh bay, nhưng thánh viêm không tắt, vẫn sôi trào ngập trời, hóa thành năm chuôi trường mâu kịch liệt bắn ra. Trường mâu chói mắt, thánh viêm thiêu đốt, vạch ra vết tích tàn ảnh, nhanh chóng đánh về phía Thẩm Hoành Đồ. Thẩm Hoành Đồ trung quy vẫn là thiên kiêu hoàng triều, không đợi rơi xuống đất, hắn liền nhấc lên thủy triều, đánh về phía trước, ngay sau đó lôi triều oanh minh, ngưng tụ mười mấy con lôi điểu nổ bắn ra, để tránh Khương Phàm tập kích. Ầm ầm. Cây giáo thánh viêm liên tiếp xuyên qua lôi triều, chấn vỡ vài con lôi điểu trước mặt. Thật mạnh. Sắc mặt Thẩm Hoành Đồ hơi biến đổi, hắn rơi xuống đất đồng thời cảnh giác phía trước, chuẩn bị nghênh kích muốn giết tới Khương Phàm. Nhưng, không trung đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng, Khương Phàm lại từ trên cao giết tới, dữ dội đụng nát một con lôi điểu, nhào về phía Thẩm Hoành Đồ. Thẩm Hoành Đồ đã phán đoán sai, hắn chật vật tháo chạy. Khương Phàm rơi ầm ầm trước mặt hắn. Trọng quyền oanh kích, thánh viêm vần quanh, lực lượng vượt qua 300.000 cực cảnh đánh đến lồng ngực Thẩm Hoành Đồ. Bành! Thẩm Hoành Đồ run rẩy, máu tươi đổ ra, chật vật tung bay ra ngoài. Lần này mặc dù vẫn mang theo áo giáp, nhưng vẫn không có tác dụng. Thẩm Hoành Đồ muốn giãy giụa lấy đứng lên, lại bất chợt quỳ xuống, bưng bít nơi ngực, lâm vào hôn mê. Nếu như lại có lần thứ ba, ta sẽ không lưu tình. Khương Phàm cảnh cáo Thẩm Hoành Đồ. Quay người đối mặt thân ảnh ẩn nấp trong bụi mù phía trước kia. Ra đi. Không cần khẩn trương, là ta. Thân ảnh từ trong bụi mù đi tới, gương mặt trắng nõn lộ ra góc cạnh rõ ràng lãnh tuấn, trong đôi mắt đen nhánh hiện ra vẻ lăng lệ giống như liệp ưng. Lăng Thất Tung. Khương Phàm nhận ra nam tử, võ hầu bảng vị trí thứ 8 tại Vương quốc Hắc Ám, lúc thi đấu khiêu chiến võ hầu đã chủ động nhận thua. Gia phụ Thiên Cương Vương, Huyền Nguyệt Hoàng Triều. Không nghĩ tới. Chúng ta sẽ gặp nhau ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn này. Lăng Thất Tung cười nhạt. Chuyện nơi đó chính là bí mật của ta. Từ lúc Lăng Thất Tung phát hiện Vương quốc Hắc Ám đến bây giờ đã 3 năm, nhưng hắn chưa từng có đề cập qua cùng bất cứ ai, bao gồm cả phụ thân của hắn. Hắn ở nơi đó lịch luyện, càng ở nơi đó giao dịch lấy các loại bảo bối. Hắn không phải không nghĩ tới muốn nói chuyện này với phụ thân, nhưng sợ phụ thân đều đưa các huynh đệ tỉ muội của hắn qua. Lại sợ truyền đến hoàng thất, gây nên hỗn loạn cho Vương quốc Hắc Ám. Cho nên Vương quốc Hắc Ám là bí mật của hắn, cũng là chính cơ duyên của hắn. Đương nhiên, hắn muốn tự mình hưởng thụ. Tương lai có cơ hội, lại đến Vương quốc Hắc Ám tụ họp. Khương Phàm gật đầu, biến mất trong bụi mù. Lăng Thất Tung chờ sau khi Khương Phàm rời khỏi, cười nhạt một tiếng, đi đến trước mặt Thẩm Hoành Đồ đang hôn mê. Ngực Thẩm Hoành Đồ bị thủng, thất khiếu rớm máu. Thương thế vô cùng nghiêm trọng. Tuy nhiên khí tức sinh mệnh mênh mông đang tràn ngập trong thân thể, chậm rãi chữa trị thương thế. Lăng Thất Tung cúi đầu nhìn một chút, lại đột nhiên đưa chân, hung hăng đánh vào ngực Thẩm Hoành Đồ. Một đoạn xương bị đứt gãy trong ngực Thẩm Hoành Đồ đâm xuyên trái tim cũng vì thế mà ngừng đập. Miệng mũi Thẩm Hoành Đồ phun máu, dần dần không còn khí tức, chết đi trong hôn mê. Ha ha, một tên đáng thương. Nụ cười Lăng Thất Tung trở nên lạnh hơn, giống như cái gì cũng đều không có xảy ra, hắn cứ thế đi đến trong bụi mù. Chỉ sau chốc lát, Tiêu Lạc Lê, Tiêu Lạc Sư và các cường giả Hoàng Triều nghe được động tĩnh mới liên tiếp đến nơi này. Chết rồi. Sau khi Tiêu Lạc Sư kiểm tra Thẩm Hoành Đồ thì bỗng nhiên biến sắc. Ai làm? Những cường giả Hoàng Triều còn lại hít một ngụm khí lạnh. Thẩm Hoành Đồ là một trong những thiên tài mạnh nhất của Đại Tân Sinh Thương Loan Võ Việt. Lại còn là đệ tử thân truyền của viện trưởng. Tại Võ Viện, tại Bắc Bộ, thậm chí toàn bộ Hoàng Triều, đều rất nổi danh. Vậy mà lại chết rồi. Hỏa diễm, ngọn lửa màu vàng, chẳng lẽ là Khương Phàm? Tiêu Lạc Lê ngưng tụ lại hỏa diễm còn đang phiêu đãng trong không khí, đoán được kẻ địch.
Khương Phàm, sao hắn dám giết Thẩm Hoành Đồ? Hẳn là hắn, Thẩm Hoành Đồ không thể nào vô duyên vô cớ giao thủ với người khác, nhất định là gặp Khương Phàm, nuốt không trôi khẩu khí kia. Chỉ là luận bàn mà thôi, sao Khương Phàm có thể giết người được? Hắn chỉ là đệ tử thánh địa, cũng dám khiêu khích hoàng tộc. Các thiên tài hoàng triều phẫn uất mắng mỏ, bọn hắn có thể tiếp nhận khiêu chiến, lại không tiếp nhận được giết người. Lúc này, Lăng Thất Thông từ trong bụi mù đi tới, vẫn là bộ dáng cao ngạo lạnh nhạt kia, Thẩm Hoành Đồ sao thế? Hắn chết rồi. Tiêu Lạc Sư đứng dậy, trong đôi mắt chợt hiện lên tia sắt lạnh. Đây không chỉ đơn giản là giết người, mà là đang khiêu khích đội ngũ hoàng triều bọn hắn, khiêu khích Huyền Nguyệt hoàng tộc. Chết rồi, ai làm? Lăng Thất Tung cau chặt lông mày, cố ý thể hiện tức giận. Hẳn là Khương Phàm. Khương Phàm, điên rồi sao, trực tiếp giết người. Lấy lực ảnh hưởng của Thương Loan học viện tại Bắc Bộ, chỉ sợ chuyện này không dễ kết thúc. Lăng Thất Tung, rốt cuộc là làm sao ngươi biết Khương Phàm? Tiêu Lạc Lê má ngọc như xương, ánh mắt lăng lệ. Ta ở bên ngoài lịch luyện đụng phải ngoài ý muốn, không có trực tiếp tiếp xúc, chỉ là nhìn qua hắn chiến đấu. Rất mạnh, thật rất mạnh, hắn thậm chí đánh đã bại một vị chí tôn thánh văn, cụ thể là ai, ta cũng không muốn nói nhiều. Chí tôn thánh văn. Các thiên tài lại ngạc nhiên, khó có thể tin được mà trao đổi ánh mắt với nhau. Đại thừa thánh văn và chí tôn thánh văn mặc dù cùng là thánh phẩm, nhưng chênh lệch quá lớn, có thể so với vạch trời, khó mà vượt qua được. Mà thiên tài có được chí tôn thánh văn, ai không phải là bị thế lực đỉnh cấp bồi dưỡng mạnh mẽ, ai không phải tu luyện đến đỉnh cấp võ pháp, có được vũ khí siêu cấp, làm sao có thể bị đại thừa thánh văn đánh bại được. Lăng Thất Tung lại nói. Nghe nói, hắn là thiên tài được Vô Hồi Thánh chủ tự mình mời chào, cũng là người mạnh nhất một đời mới của Vô Hồi Thánh địa. Bất kể hắn là thánh địa nào, linh văn gì, dám giết hại tử đệ hoàng tộc, hắn chính là muốn chết. Tiêu Lạc Sư cất kỹ thi thể Thẩm Hoành Đồ, vẫn ngắm nhìn bụi mù xung quanh, ánh mắt giá lạnh, tìm kiếm cho ta. Mặc kệ các ngươi và Thẩm Hoành Đồ có giao tình hay không, bây giờ chính là liên quan đến mặt mũi hoàng tộc. Lăng Thất Tung nhắc nhở. Tính cách Khương Phàm lạnh lẽo cứng rắn, làm việc không hề cố kỵ. Sau khi các ngươi gặp mặt hắn, nếu như toát ra địch ý, hắn sẽ trực tiếp ra tay. Cho nên, nếu như phát hiện, hoặc là âm thầm theo dõi không động thủ, hoặc là trực tiếp giết qua. Lùng bắt Khương Phàm. Đôi mắt mỹ lệ của Tiêu Lạc Lê nổi lên ý lạnh. Khương Phàm đang di chuyển trong phế tích, cuốn đi số lượng lớn thi thể yêu thú chết thảm. Con rết lớn như vậy. Khương Phàm phát hiện một con rết trong phế tích, thân dài tới hơn 50 mét, nhìn thấy mà giật mình. Toàn thân nó đen kịt, áo giáp cứng rắn như sắt thép, chân dài hai bên vô cùng cường tráng, giống như là cương mâu sắc bén. Đáng sợ nhất là gương mặt kia, giống như là mặt quỷ dữ tợn, lít nha lít nhít chấm đỏ giống như vô số ánh mắt, để cho người ta nhìn thấy mà phát lạnh. Quỷ diện Ngô Công, bình thường sinh sống mấy ngàn mét dưới mặt đất, rất ít khi xuất hiện ở bên ngoài, nó hẳn là bị cự phong long dung ra. Nó là nổi danh độc vật, huyết nhục đều có kịch độc, có thể khiến người ta ruột xuyên bụng nát, linh hồn tan rã. Con quỷ diện Ngô Công này có thể dài đến quy mô này, chỉ sợ độc tố trong thân thể đã tích lũy đến tình trạng thái kinh người rồi. Đan Hoàng không chỉ quen thuộc dược liệu, đối với yêu thú cũng có nghiên cứu. Dù sao thời điểm luyện chế đan dược, sẽ còn cần đến một ít huyết nhục yêu thú, hoặc có thể là thú nguyên. Chỉ có độc, không có chút tác dụng nào khác. Giáp da của nó rất đặc biệt. Đặc biệt thế nào? Nóng chảy thành nước, phát ra đến trong không khí, sẽ có mùi hương kỳ dị. Sau đó thì, trợ hứng, chính là vấn đề hào hứng kia. Ngày nào đó người muốn cùng Dạ An Nhiên, phụng trộm làm chút thứ này. Đoán chừng hai người có thể giày vò 10 ngày 10 đêm đều không dừng được. Ngài đang nói đùa. Khương Phàm bỗng dưng cứng đờ. Chỉ cần một giọt, ngươi hào hứng cao, nàng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào. Chỉ cần ngươi eo tốt thận tốt, nàng lại chịu được, 10 ngày đều là ta phỏng đoán cẩn thận. Khương Phàm dở khóc dở cười, quay đầu rời khỏi. Lão nhân gia này kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng cho hắn chút ngôn từ lang hổ, mấu chốt còn chứng chạc đàng hoàng. Tuy nhiên, Khương Phàm chưa đi được mấy bước, con mắt chợt xoay chuyển, lại đi trở về. Đan Hoàng nghĩ là Khương Phàm đã động tâm, lập tức khuyên bảo hắn. Lần đầu tiên hai người đều rất biết hàm xúc, không biết làm sao ra tay, làm không tốt sẽ còn làm cho rất xấu hổ. Nếu như có thứ này, rất nhanh, thân thể hai người liền sẽ phát nhiệt, con mắt tỏa ánh sáng,
sau đó quên hết tất cả, tùy ý hưởng thụ. Đã giải quyết xấu hổ, lại có thể để lại cho các ngươi dư vị lần đầu tiên, nhất cử lưỡng tiện. Ta không phải dùng cho mình. Khương Phàm cười khổ lắc đầu, lão tổ tông này còn nói nghiện. Đừng thẹn thùng, đều đã lớn, có một số việc nên trải qua thì phải trải qua. Đan Hoàng thật hy vọng Khương Phàm có thể trải qua, đó là quá trình biến đổi từ Nam Hải Nhi đến Nam Tử. Ta thật không phải dùng cho mình. Khương Phàm thu quỷ diện Ngô Công vào thanh đồng tiểu tháp. Ngươi muốn làm gì, chớ làm loạn nha. Đan Hoàng nhắc nhở xong liền thở dài, đứa nhỏ này khẳng định là muốn dùng cho chủ ý xấu nào đó, nhắc nhở không làm loạn chính là câu nói nhảm. Lúc này, càng ngày càng nhiều yêu thú, đệ tử thánh địa, xông vào mảnh bụi mù tung hoành trăm dặm này, kích động tìm kiếm bảo bối. Khương Phàm bằng vào ý thức mẫn cảm, xảo diệu tránh khỏi các nơi có vật sống, tự mình siêu tập thi thể yêu thú, đào móc linh quả đặc biệt. Long huyết cự phong long. Sau khi Khương Phàm dày vò nửa ngày, rốt cuộc tìm được một vũng máu. Nồng đậm huyết khí tràn ngập mấy trăm mét, mơ hồ quanh quẩn tiếng long ngâm trầm thấp. Một đám xuyên sơn giáp to béo lần theo khí tức phóng tới, hai con mắt đều nổi đỏ lên. Trước tiên Khương Phàm liền cuốn đi toàn bộ long huyết, phóng lên tận trời, biến mất tại trong bụi mù. Sau đó không lâu, bọn người Tiêu Lạc Lê, Tiêu Lạc Sư truy đuổi đến nơi đây. Hoàng huynh, huynh có phát hiện hay không, khí tức Khương Phàm có chút đặc biệt. Tiêu Lạc Lê khẽ mím môi, vẻ mặt có chút quái lạ. Cái gì đặc biệt? Ta mơ hồ có thể cảm nhận được hắn tồn tại, nhất là lúc hắn phóng thích thánh viêm. Tiêu Lạc Lê vừa mới bắt đầu không có cảm giác như vậy, thế nhưng truy tìm cho đến bây giờ, càng ngày càng xác định nàng có thể cảm nhận được Khương Phàm. Linh văn của hắn là gì? Tiêu Lạc Sư nhìn về phía Lăng Thất Tung, thú linh văn loại hỏa điểu, cụ thể không rõ ràng. Lăng Thất Tung lắc đầu, ngay cả vương quốc Hắc Ám đều không thật sự xác định được linh văn của Khương Phàm, có người nói hỏa liệt điểu, có người nói một loại liệt diễm tước nào đó. Chúng ta là lôi hỏa song linh văn, đối với thánh linh văn loại hỏa diễm có cảm ứng cũng coi như bình thường, nhưng hắn cho ta cảm giác. Tiêu Lạc Lê càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Lúc này, nơi xa đột nhiên phát sinh tiếng oanh minh kịch liệt, đất rung núi chuyển, cường quang ngập trời. Khuôn mặt mỹ lệ của Tiêu Lạc Lê có chút động, khó có thể tin được mà nhìn ngọc thạch nơi cổ áo mình. Đây là vũ khí không gian đặc chế, bên trong không chỉ có nhu yếu phẩm của nàng, còn có một chu tước pháp chỉ trước khi đi phụ hoàng đặc biệt giao cho nàng. Bảo đảm bọn hắn có thể tại thời điểm gặp được vĩnh hằng chi linh, cưỡng ép cầm xuống. Muội làm sao thế? Tiêu Lạc Sư kỳ quái nhìn sắc mặt Tiêu Lạc Lê. Những người khác cũng đều đang nhìn nàng, còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị công chúa hoàng tộc cao ngạo này toát ra vẻ mặt như vậy. Đi qua nhìn một chút. Tiêu Lạc Lê lập tức ngưng tụ hai cánh hỏa diễm, phóng tới phương xa. Rốt cuộc nàng cũng xác định loại cảm giác này là đến từ chỗ nào, chính là chu tước pháp chỉ phong tồn bên trong không gian ngọc thạch kia. Tại sao Khương Phàm lại gây nên cảm ứng cho chu tước pháp chỉ? Là linh văn của Khương Phàm, hay là trên người Khương Phàm mang theo thứ gì đặc biệt? Danh con, điểu ra ta tìm được ngươi rồi. Hỏa diễm huyễn điểu đột nhiên xuất hiện trên mây mù, cuồn cuộn liệt diễm, hóa thân liệt diễm hùng sư, uy nghiêm cuồng bạo, gào thét như sấm, nhào về phía Khương Phàm. Ngươi còn sống. Khương Phàm giật mình phát hiện nguy hiểm, thú văn trong ý thức hải liên miên phát sáng, nhưng không phải phóng xuất ra mãnh hổ hùng sư, mà là mấy trăm con phi trùng, hỏa phong. Còn có linh điệp, toàn bộ phóng lên tận trời, liên tiếp dẫn bạo. Không phải muốn chặn đánh hỏa diễm huyễn điểu, mà là che giấu vị trí của hắn, quấy nhiễu hỏa diễm huyễn điểu. Hỏa diễm huyễn điểu hóa thân hùng sư, hung hãn nóng nảy, đạp trên liệt diễm giáng lâm, đánh vỡ nát thánh viêm. Khương Phàm mượn cơ hội này, nhanh chóng phóng tới, chấn mở hai cánh, bay lên trời cao. Danh con, ngươi chạy sao? Hỏa diễm huyễn điểu rơi xuống đất. Phát ra tiếng gào thét thật lớn. Giống như là bí thuật sư hống, sóng âm cuồn cuộn, chấn động thiên khung, không gian đều nổi lên gợn sóng. Khương Phàm kêu lên đầy thê lương thảm thiết, đầu đau muốn nứt, thánh viêm toàn thân đều suýt chút nữa đã sụp đổ, nhưng hắn vẫn cắn răng, liều mạng huy động hai cánh chạy trốn. Hống hống hống. Hỏa diễm huyễn điểu hóa thân cự điểu, vỗ cánh bay lên không, liệt diễm, cuồng phong gào thét, thanh thế cực kỳ to lớn. Quả nhiên là Khương Phàm. Bọn người Tiêu Lạc Lê vào tới chỗ cao, ngóng nhìn phương xa. Đuổi. Tiêu Lạc Sư phóng xuất ra một con thương thiên tước từ trong nhẫn không gian. Mặc dù chỉ có 5 tuổi,
nhưng lại có cảnh giới tương đương với linh nguyên cảnh cửu trọng thiên. Thương thiên tước dương cánh hơn 50 mét, tràn ngập lôi chiều, bay thẳng lên trời, cường quang chói mắt. Bọn người Tiêu Lạc Lê liên tiếp bay lên không, vững vàng rơi trên người thương thiên tước, phóng theo Khương Phàm. Tên tặc điểu này nhanh thật. Khương Phàm huy động hai cánh, tốc độ tăng lên tới cực hạn, nhưng vẫn không thoát nổi hỏa diễm huyễn điểu phía sau. Tiểu tử, khoanh tay chờ bị bắt đi, điểu ra ta hôm nay không bắt được ngươi quyết không bỏ qua. Hỏa diễm huyễn điểu hóa thân Liệp Ưng theo đuổi không bỏ, liệt diễm càng ngày càng hừng hực, xa xa nhìn lại, giống như một mảnh thiên thạch kéo dài ánh lửa trăm thước lướt qua trời cao. Khương Phàm tiếp cận ngọn núi cao trước mặt, hắn không tránh né, cứ thế trực tiếp đón đầu đụng vào. Ầm ầm, đỉnh núi sụp đổ, núi cao lay động, đá vụn hòa với thánh viêm đổ xuống. Khương Phàm chật vật theo đá vụn rơi xuống rừng rậm. Ngọa tào, tự mình đụng chết, đây là thà chết chứ không chịu khuất phục sao? Thật là kiên cường. Hỏa diễm huyễn điểu ngây ra một lúc, cũng đổ đầu lao xuống, cuốn lên liệt diễm ngập trời, đuổi kịp Khương Phàm. Chẳng quản ngươi sống hay chết, lão tử ăn chắc. Tuy nhiên, hỏa diễm huyễn điểu rất xảo quyệt, nó không trực tiếp bổ nhào qua, mà là ngưng tụ lại số lượng lớn hỏa cầu đánh về phía Khương Phàm, toàn bộ bạo tạc. Ầm ầm, hỏa cầu liên miên nổ tung, số lượng kinh người, hình thành sóng xung kích kinh khủng, cũng mang theo cả sóng nhiệt kinh người. Khương Phàm kích phát áo giáp, ngạnh kháng hỏa diễm, vung ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh về phía hỏa diễm huyễn điểu. Ha ha, nổ choáng đi, ngươi ném sớm rồi. Hỏa diễm huyễn điểu nhanh chóng tránh khỏi, vạch ra một đường cong, sượt qua cửu hoàng luyện thiên đỉnh, lao thẳng tới Khương Phàm. Liệt diễm toàn thân nó cuồn cuộn, hóa thân thành liệt diễm hùng sư, mở ra cái miệng thật lớn, một ngụm nuốt qua. Thời khắc sinh tử, thanh đồng tiểu tháp trên cổ Khương Phàm lóe lên cường quang, quỷ diện ngô công dài 50 mét đột nhiên xuất hiện. Quá lớn, quá đột nhiên, ngao. Uy mãnh liệt diễm hùng sư trừng to mắt, đối diện liền nuốt 7-8 mét. Cái đuôi cứng rắn của quỷ diện ngô công chọc thẳng vào cổ họng của nó. Răng rắc, liệt diễm hùng sư tức giận, miệng rộng bỗng nhiên khép kín, huyết thủy văng khắp nơi, cưỡng ép cắn đứt. Khương Phàm quả quyết lấy đi phần còn lại, chạy tới mấy bước, sau đó lại phóng lên tận trời. Lại ra vẻ, ngươi không thể thành thành thật thật nhận mệnh sao? Hùng sư nhấm nuốt, luyện hóa huyết nhục, phun ra giáp ra, đạp trên liệt diễm phóng lên tận trời, tiếp tục đuổi bắt Khương Phàm. Chờ một chút. Khương Phàm dừng ở giữa không trung, kịch liệt thở dốc. Hỏa cầu quần bạo trước đó không thể nổ chết hắn, nhưng đã chấn thương nội tạng. Chờ không được nữa. Liệt diễm hùng sư gào thét phóng tới. Tên ngu xuẩn nhà ngươi, chẳng lẽ ngươi không phát hiện có cái gì không thích hợp sao? Đó là quỷ diện ngô công, huyết nhục có kịch độc, có thể để ngươi ruột xuyên bụng nát, linh hồn tan rã. Khương Phàm chỉ vào hỏa diễm huyễn điểu hô to. Liệt diễm hùng sư tranh thủ thời gian dừng lại, ngươi lừa gạt ta sao? Quỷ diện ngô công dưới đất mấy ngàn mét, ngươi có thể móc nó ra. Ngươi cũng hiểu rõ quỷ diện ngô công, vậy thì quá tốt rồi. Khương Phàm lật ra quỷ diện ngô công hơn 40 mét còn lại từ trong thanh đồng tiểu tháp, dùng sức lung lay, lại thu về. Có phản ứng chưa? Phản ứng cái rắm, điều ra ta bán yêu bán linh, không có lục phủ ngũ tạng. Hỏa diễm huyễn điều trở về bộ dáng lúc đầu, ngoại trừ thân ảnh mơ hồ, đơn giản giống như là đoàn lửa sôi trào. Thì ra không tim không phổi sao, nhưng ngươi có linh hồn. Ngươi ác độc. Ngươi hiểu rõ quỷ diện ngô công sao? Giáp da của nó sau khi nóng chảy, còn có hiệu quả trợ hứng. Mặc dù ngươi đã phun ra, nhưng hẳn là cũng đã trúng rồi. Hỗn đản, ra ra ta liều mạng với ngươi. Hỏa diễm huyễn điểu hét giận dữ. Chờ một chút, ta có thuốc giải, còn không mau lấy ra. Ta cho ngươi thuốc giải, ngươi đừng có lại đuổi ta. Thành giao, nghĩ hay lắm. Vậy thì cùng chết đi. Đến đây, giết chết ta trước, ngươi lại tìm nơi chờ chết. Khương Phàm tản ra liệt diễm, rơi xuống trên núi đá rách dưới phía dưới. Hỏa diễm huyễn điểu hung dữ trừng mắt nhìn Khương Phàm, thân thể thật đã xuất hiện cảm giác khác thường. Mà cái gọi là bán yêu bán linh, là có lực khống chế linh tộc đặc biệt, lại có thể chất yêu tộc cường hãn. Nó không phải không xương không thịt, không tim không phổi, mà là có thể hóa thành linh lực, lại có thể ngưng tụ thành nhục thể, không phải không tồn tại, là tồn tại dưới một phương thức khác. Thuốc giải. Nhanh, thuốc giải, hỏa diễm huyễn điểu nhịn không được nữa. Liệt diễm toàn thân bắt đầu nhấc lên kịch liệt, không bị khống chế trở về thành da thịt hài cốt,
còn đau nhức kịch liệt khó nhịn, kích thích đến từ linh hồn cũng càng ngày càng mãnh liệt. Khương Phàm nhún nhún vai. Ta không có thuốc giải, nhưng ta có thể luyện thuốc giải. Ngươi đi giúp ta tìm dược liệu, ta giúp ngươi luyện. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nhìn hằm hằm Khương Phàm. Ngươi đùa bỡn ta. Ai bảo ngươi muốn ăn ta? Khương Phàm không có thừa cơ giết nó, là hy vọng có thể mang nó ra ngoài. Loại yêu bán linh này quá hiếm thấy, nếu như có thể hàng phục, nhất định có tác dụng to lớn. Ngươi, đừng ngươi ta nữa, nhanh đi, sớm tìm tới một phần, sớm giải thoát đau đớn. Tiểu tử ngươi nếu là dám, Hỏa Diễm Huyễn Điểu đột nhiên cúi đầu nhìn phía dưới mình. Có phải có phản ứng hay không? Khương Phàm cũng nhìn không được vui vẻ. Ngươi hỗn đản, nhanh đi. Hỏa Diễm Huyễn Điểu muốn điên rồi, thân thể rõ ràng rất đau đớn, vậy mà có một số nào đó rất hưng phấn. Đan Hoàng cung cấp cách luyện thuốc giải cho Khương Phàm. 12 gốc tẩy cốt hoa, 300 viên hoạt khí quả, 100 gốc huyết tinh thảo, 200 gốc bát giác huyền băng thảo, 9 cây tử hồn tử liên. Khương Phàm dựa theo Đan Hoàng phối phương, theo thứ tự nói ra. Chậm một chút, điều ra đầu óc không có tốt như vậy. Ta viết cho ngươi. Viết, nhanh viết. Ngươi không chỉ có thể nói tiếng người, còn có thể biết xem chữ. Ngươi chẳng cần quan tâm ta, nhanh lên. Khương Phàm dùng gia thú viết xuống hơn 30 loại dược thảo, giao cho Hỏa Diễm Huyễn Điểu. Đừng chạy xa, điều ra rất nhanh sẽ trở lại. Hỏa Diễm Huyễn Điểu mang theo gia thú vội vã rời khỏi. Sau khi Khương Phàm thấy Hỏa Diễm Huyễn Điểu biến mất, nhanh chóng tiến vào trong rừng rậm, tiếp tục tìm kiếm cơ duyên của hắn. Nơi này cách Thánh Sơn chỉ có ngàn dặm, nghe rất xa, nhưng Thánh Sơn nơi xa quá to lớn, đứng ở chỗ này đều có cảm giác như gần ngay trước mắt. Nơi này cây cối nồng đậm lại tươi tốt, khắp nơi có thể thấy được đại thụ cao hơn ngàn mét, rủ xuống vô số trạc cây sợi đằng, giống như là núi lớn san sát. Ở trước mặt bọn chúng, một ít núi đá đều lộ ra nhỏ bé. Nhưng, số lượng mãnh thú nơi này cũng dần dần tăng nhiều, còn có rất nhiều khí tức kinh khủng tràn ngập giữa rừng rậm. Khương Phàm không thể không thả chậm tốc độ, cẩn thận tìm kiếm linh quả. Đó là cái gì? Khương Phàm đột nhiên nghe được một tiếng vang quái dị, cẩn thận từng ly từng tí chui vào bên trong sợi đằng già nhìn quanh về phía trước. Một cảnh tượng rung động xuất hiện ở trước mắt. Một gốc quái thụ to lớn đang quay quanh một ngọn núi đá cao hơn mấy trăm mét. Quái thụ do số lượng sợi đằng tráng kiện kinh người quấn quanh mà thành, bộ dáng giống như là thanh đằng lão long, phía trên rất nhiều sợi đằng còn tỏa ra tử hoa tiên diễm, lấp lóe ánh sáng quỷ dị mê người. Núi đá đang lay động lịch liệt, không ngừng sụp ra vết nứt, âm thanh răng rắc giống như đang gào thét. Quái thụ kịch liệt vặn vẹo, không ngừng tăng cường lực lượng, còn vung lên sợi đằng, tiến vào trong cái khe núi đá đổ xuống, hấp thu lực lượng bên trong. Thôn sơn thụ, một loại thụ yêu, dây leo rất cứng, lực lớn không gì sánh được, lấy núi cao làm thức ăn. Loại yêu thụ này tính phá hư cực mạnh, lúc bình thường thôn phệ núi đá, nếu như phát hiện ở dưới mặt đất có linh mạch, cũng sẽ chui vào dưới mặt đất, săn linh mạch. Đan Hoàng xuyên thấu qua linh hồn Khương Phàm, quan sát tình huống bên ngoài. Những thứ kỳ quái nơi này thật đúng là không ít. Khương Phàm lặng lẽ rút đi, tiếp tục tìm kiếm phía trước. Giống như hắn nói, xác thực quái đồ nơi này rất nhiều. Số lượng lớn yêu vật kỳ dị chưa bao giờ nghe đến lai có thể thấy được ở khắp nơi. Ví dụ như yêu hoa cực xinh đẹp nở rộ trong tán cây cao ngất, mãnh cầm săn mồi trên trời. Ví dụ như ba cự tượng đầu có thể điều khiển ba loại năng lượng khác nhau, ẩn hiện thành đàn, săn bắn hùng sư, mãnh hổ. Ví dụ con kiến to như con nghé, có thể đi ra khỏi mặt đất làm rung chuyển núi. Thậm chí Khương Phàm còn phát hiện một linh tuyền thần bí, nhưng nơi đó có một quái vật nửa người nửa rắn chiếm cứ, tràn ngập khí tức làm cho người hồi hộp. Nơi đó có người. Khương Phàm phát hiện một mảnh sương mù chiếu sáng trong một sơn động. Chợt nhìn, giống như có người đang cúi đầu tĩnh tọa ở bên trong. Khương Phàm ngưng tụ linh lực kích thích hai mắt, dần dần nhìn thấu màn đêm. Một gốc linh quả hình người. Khương Phàm kinh dị khẽ nói, đó là một quả trái cây hình người, giống như là thánh Phật, toàn thân bạch ngọc, nghiêm túc yên tĩnh, liên tục tỏa ra vầng sáng kỳ diệu. Ngươi chờ chút đã, để cho ta tìm kiếm. Linh hồn Đan Hoàng bám vào trên linh hồn Khương Phàm, quan sát phía ngoài. Là thánh nhân quả sao? Thật đúng là thánh nhân quả. Dùng thánh nhân để gọi sao? Nó có hiệu công thần kỳ gì sao? Khương Phàm ngạc nhiên, lại nhìn qua.
Sở dĩ dùng thánh nhân để gọi là bởi vì chỉ có nơi thánh nhân mai táng, mới có thể sau một thời gian thật lâu mới sinh ra ra một gốc thánh nhân quả. Phía dưới có thánh nhân. Gương mặt Khương Phàm có phản ứng. Thánh nhân, phía trên niết bàn cảnh, là con người tồn tại gần với thần. Có thể chôn giấu lấy di hài thánh nhân, cũng có thể là máu thánh nhân vẩy xuống, có rất nhiều khả năng. Nhưng, chỉ cần đã sinh ra thánh nhân quả, đã nói lên thánh nhân mai táng ở đó đã hoàn toàn biến mất. Thánh nhân quả được xem như di thể để lại cho nhân gian một chút năng lượng sau cùng. Đan Hoàng rung động không thôi, Vĩnh Hằng Thánh Sơn quá kỳ diệu, nếu như có thể, hắn thật hy vọng Khương Phàm có thể ở chỗ này cái 3 năm, 5 năm. Hiệu quả thì sao? Khương Phàm càng mong đợi. Phải nhìn xem mai táng phía dưới là cái gì, cũng phải nhìn năng lượng còn sót lại mạnh hay yếu. Có một số hài cốt có thể khỏe mạnh, có một số có thể mở rộng kinh mạch, có một số có thể kích phát huyết mạch, thậm chí có một số còn để lại truyền thừa đặc biệt, tóm lại có liên quan với thánh nhân khi còn sống. Nhưng mặc kệ như thế nào, khí tức thánh nhân đối với ngươi mà nói, tuyệt đối đều là cơ duyên, có thể kích phát lực lượng huyết mạch của ngươi, dẫn dụ thức tỉnh uy lực truyền thừa. Loại vật này không thể nào vô chủ, bên trong hẳn là có vô ưu vật đáng sợ trông coi. Khương Phàm vừa chờ mong, vừa khẩn trương. Trong sơn động đen như mực, giống như vô cùng sâu, nhưng, lại giống như không có yêu khí đặc biệt mãnh liệt nào. Thánh nhân quả do là di thể thánh nhân dưới đất thai nghén, cho đến khi hoàn toàn thành hình, mới có thể nhanh chóng mọc ra mặt đất, đồng thời phóng xuất ra năng lượng kỳ diệu, hấp dẫn những yêu thú huyết mạch cường đại kia có thể là linh văn đặc biệt của con người. Nếu như thánh nhân quả này là mới xuất hiện, có lẽ còn không mang theo hộ giả. Nhưng nếu như đã ra thời gian rất lâu, trong sơn động nhất định là yêu thú cấp bậc như khổng tước, kỳ lân kia. Lần này Đan Hoàng chỉ nhắc nhở Khương Phàm, không có khuyên hắn trực tiếp rời khỏi. Không phải tất cả nơi thánh nhân mai táng đều sẽ xuất hiện thánh nhân quả, tỷ lệ vô cùng nhỏ, nếu gặp, liền phải tranh thủ một chút. Mà theo tính cách tiểu tử này, chỉ cần phát hiện bảo bối mình muốn, khẳng định sẽ nghĩ cách ra tay, coi như không có cơ hội, cũng sẽ tạo cơ hội. Khương Phàm trần chờ một chút nói. Ngài nói, giáp quỷ diện Ngô Công mài thành nước trợ hứng, hiệu quả rất mạnh sao? Một giọt đã có thể để cho ta dày vò 10 ngày 10 đêm. Nếu ta đem toàn bộ giáp ra quỷ diện Ngô Công nóng chảy, có thể ảnh hưởng đến yêu thú bên trong hay không? Đan Hoàng im lặng, thua thiệt tiểu tử này nghĩ ra. Khương Phàm truy vấn. Có hiệu quả không? Tại sao tiền bối không nói chuyện? Ngươi muốn ta nói cái gì? Hiệu quả. Ta là đề nghị ngươi cùng nữ hài tử trợ hứng, không có để cho ngươi tai họa đến yêu thú. Thử nhìn hiệu quả một chút. Chờ một chút. Thế nào? Ngươi không sợ dùng sức quá mạnh, nó đi ra gây tai họa cho ngươi. Ta tận lực trốn xa, chờ thời điểm nó sao động lao ra phát tiết, ta bắt lấy thánh nhân quả liền chạy. Khương Phàm càng nghĩ càng có thể thực hiện. Nếu như bên trong thật sự là quái vật kinh khủng như khổng tước, kỳ lân, thủ đoạn bình thường rất khó kích thích đi ra, coi như kích thích đi ra được, cũng sẽ tức giận tìm kiếm kẻ xông vào. Ngược lại là thuốc độc, có thể tùy tiện kích thích đi ra, còn có thể để yêu thú mất lý trí. Chỉ cần hắn tìm đúng cơ hội liền có thể vụng trộm lấy đi. Nghĩ lại đi. Đan Hoàng rất bất đắc dĩ, cái này không phải, biện pháp, quả thực là, hồ nháo. Khương Phàm lặng lẽ rút đi, chạy đến ngoài 30 dặm, sau khi xác định xung quanh an toàn, hắn lấy ra quỷ diện Ngô Công hơn 40 mét còn lại, cẩn thận từng ly từng tí móc huyết nhục ra ngoài, bỏ vào thanh đồng tiểu tháp, phóng thích thánh viêm hòa tan giáp ra. Đan Hoàng lại đang thở dài bên trong ý thức hải, cũng không ngăn cản nữa. Khương Phàm cẩn thận đốt hơn nửa giờ, đem toàn bộ giáp da nóng chảy thành chất lỏng màu vàng óng. Chất lỏng này bốc hơi rất mạnh, Khương Phàm không thể không ngừng thở, lập tức thu vào thanh đồng tiểu tháp, dùng da thú bên trong làm cái túi. Túi da thú to bằng cái thớt, dòng giã đựng được 8 túi. Khương Phàm âm thầm nhếch miệng, một giọt đã có thể để cho mình dày vò, 8 cái túi này ném vào, chỉ sợ sẽ là khổng tước thật, cũng phải đứng lên cả ngày. Oát con, điều ra trở về rồi. Hỏa diễm huyễn điều từ trên trời giáng xuống, căm tức nhìn Khương Phàm, sao ngươi lại chạy xa như vậy? Nếu không phải ra ra ta mẫn cảm đối với hỏa diễm, thì còn không tìm thấy ngươi. Tìm được hết rồi. Khương Phàm nhíu mày, khá nhanh đấy. Cho ngươi, tranh thủ thời gian luyện cho điều ra ta. Hỏa diễm huyễn điều đem số lượng lớn linh thảo linh quả ném trên mặt đất, tranh thủ thời gian bay xa xa. Bây giờ toàn thân nó đau đớn,
từ xương cốt đến da thịt đều giống như muốn thối rữa, linh hồn nóng rực khó chịu. Khó chịu nhất vẫn hiệu quả trợ hứng gì đó kia, để nó trong đau đớn hận không thể bắt đầu làm càn một lần. Không. 10 lần 8 lần đều không đủ. Không. Còn quản hắn bị gì, còn sống là được. Nói cho xong, ta cho ngươi thuốc giải, chúng ta xóa bỏ. Khương Phàm tế ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh, không vội vã luyện. Xóa bỏ, xóa bỏ, ngươi ngược lại là nhanh lên a. Nói lời giữ lời. Điều ra ta là chim có tôn nghiêm. Đương nhiên nói lời giữ lời. Nhanh lên, không phải vậy bây giờ điều ra ta liền thịt ngươi. Khương Phàm cười khẽ hai tiếng, được đan hoàng chỉ dẫn, hắn bắt đầu luyện chế thuốc giải. Hỏa diễm huyễn điểu ở phía xa nhảy tung tăng, lại vừa thoải mái vừa đau, tiếng hét thê lương tràn đầy tuyệt vọng cùng xấu hổ, giận dữ. Tốt chưa? Ta bảo ngươi gọi ra ra còn không được sao? Ra ra, nhanh cứu ta. Hai ta thật xóa bỏ. Nhanh lên, nếu không ta không gánh được. Ra thì toàn thân hỏa diễm huyễn điểu đều bắt đầu muốn thối rữa, rốt cuộc nó cũng cúng cầu xin Khương Phàm tha thứ. Đợi thêm 5 phút nữa. Khương Phàm không vội vã luyện chế. 5 phút đồng hồ, tốt, ta có thể chịu, ta có thể chịu, hô, bây giờ thế nào? 5 phút đồng hồ tới rồi sao? Nói chuyện đi, hỏa diễm huyễn điểu gục ở chỗ này, trong hốc mắt cũng bắt đầu rớm máu. Sau 5 phút, có thể rồi, tiếp lấy. Khương Phàm lấy ra đan dược, tiện tay ném cho hỏa diễm huyễn điểu. Hỏa diễm huyễn điểu mang theo khẩu khí vọt lên đến, một ngụm nuốt vào, gục ở chỗ này tranh thủ thời gian luyện hóa. Thuốc giải mát mẻ, nhanh chóng dọn dẹp kịch độc, áp chế suy nghĩ xấu hổ giận dữ trong đầu, để nó nhịn không được phát ra tiếng ngâm khẽ. Chúng ta xóa bỏ, đừng có lại đi theo ta. Khương Phàm chui vào trong rừng già, đi tới trước sơn động mấy chục dặm bên ngoài, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Sơn động vẫn rất an tĩnh, không có âm thanh, không có yêu khí, chỉ có màn đêm giống như mực đậm. Khương Phàm lặp đi lặp lại dò xét thật lâu. Sau khi xác định không có bên trong không có vấn đề gì, hắn liền to gan đi lên phía trước, cuối cùng ngừng đến phía trước 100 mét, hắn khẩn trương ngừng thở, chậm rãi từ trong thanh đồng tiểu tháp lấy ra túi gia thú. Sơn động vẫn không có tiếng vang, ngay cả chút yêu khí đều không có. Chẳng lẽ bên trong không có yêu thú? Hay là yêu thú trốn đến rất sâu? Khương Phàm hít một hơi thật sâu, cẩn thận mở túi gia thú. Ngươi đang làm gì? Hỏa diễm huyễn điểu đột nhiên từ trên trời giáng xuống, toàn thân Khương Phàm khẽ run rẩy, suýt chút nữa ngồi ở chỗ đó. Im miệng, đừng làm ầm ĩ, ngươi nhanh như vậy đã khôi phục rồi. Khương Phàm tranh thủ thời gian ngăn chặn hỏa diễm huyễn điểu. Thân thể gần như đã hoàn toàn khôi phục, như phía dưới còn nóng hầm hập. Ồ, ở trong đó có người. Hỏa diễm huyễn điểu xốc Khương Phàm lên, tiếp cận sơn động trước mặt. Ngươi mau tránh ra, bên trong có đầu yêu thú cường đại. Cái giám, đó là gốc linh quả hình người. Bên trong có yêu thú bảo vệ, yên lặng chút cho ta. Sao ngươi còn chưa đi? Hỏa diễm huyễn điểu thu liễm hỏa diễm, biến thành sẻ nhỏ, rơi xuống trên vai Khương Phàm, như tên trộm nhìn qua phía trước. Linh quả hình người, đây là lần đầu tiên nó nhìn thấy. Ta đang chuẩn bị đi. Ngươi cảm thấy điều ra ngốc lắm sao? Ngươi đựng cái gì bên trong cái túi này? Giữa chúng ta không phải xóa bỏ sao, ngươi đi mau. Ta không đi, chia đều. Đều cái đầu của ngươi, đi mau. Nếu ngươi có thái độ này, ta cần phải phun lửa vào bên trong. Chẳng đánh thức lão yêu trong đó. Khương Phàm lại đi về trước mấy bước, đem toàn bộ chất lỏng bên trong túi gia thú đổ ra, giải đầy cửa hang, còn cả gan đổ một chút vào bên trong. Hỏa diễm huyễn điểu ngừng thở. Đây là vật gì, thuốc độc sao? Đây là thuốc trợ hứng luyện từ giáp gia quỷ diện ngô công. Khương Phàm phẩy phẩy vào bên trong, từ từ lui lại. Hỏa diễm huyễn điểu trừng to mắt, giật mình nhìn Khương Phàm, nhiều như vậy. Ngươi muốn làm gì, dùng loại thuốc này trong kích thích lão yêu. Cáp, nhìn không ra, ngươi rất to gan đó. Đi mau. Khương Phàm cảnh giác lui lại 2 bước, xoay người chạy vội, càng chạy càng nhanh, cuối cùng điên cuồng tán loạn ở trong rừng rậm. Chất lỏng rất nhanh bốc hơi, biến thành mùi thơm nồng nặc, phiêu đãng trong rừng rậm. Khuếch tán trong sơn động. Nhưng, không đợi dược khí kích thích đến mãnh thú sâu trong sơn động, một đoạn lôi chiều từ trên trời giáng xuống, nổ tung rừng rậm, rơi xuống trước sơn động mặt cách đó không xa. Hẳn là ở gần đó. Tiêu Lạc Lê lần theo pháp chỉ cảm ứng đến nơi này. Bọn người Lăng Thất Tung từ bên trên Thương Thiên Tước nhảy xuống,
định thần quan sát rừng rậm. Hắn hẳn là đang tìm kiếm cơ duyên khắp nơi. Nơi này cách Thánh Sơn rất gần, cơ duyên nhiều, nguy hiểm càng nhiều, đều cẩn thận một chút. Chúng ta xuống dưới tìm như thế cũng không phải cách, tốt nhất là tạo ra hỗn loạn, kích thích Khương Phàm đi ra. À, mùi gì vậy, thơm quá. Một nữ tử hoàng triều dùng sức hít hà, mùi thơm nồng nặc thấm vào xoang mũi, một dòng nước ấm thoải mái tràn đầy toàn thân, cảm giác con mắt đều sáng lên rất nhiều, toàn bộ thế giới đều thật đẹp. Đám người Lăng Thất Thông hít thật sâu, hai mắt tỏa sáng, mùi thơm rất đặc biệt. Nơi này có linh quả gì sao? Tiêu Lạc Lê nhảy xuống, liên tiếp hít sâu mấy ngụm. Cảm giác tuyệt vời để toàn thân nàng nổi lên nhiệt ý, có loại cảm giác tốt đẹp không nói ra được. Tiêu Lạc Lê nhìn không được lại hít thêm vài hơi, con mắt đều sáng rực rạng rỡ lên, ý thức đều có chút hoảng hốt, cảm giác cả người rất vui vẻ. Cảm giác thật là kỳ lạ, hẳn là có bảo bối gì đó. Bọn hắn không ngừng hít lấy mùi thơm, lại có cảm giác say mê. Mau nhìn xem, nơi đó. Tiêu Lạc Sư bỗng nhiên chỉ vào sơn động ẩn nấp ngoài trăm thước, ở trong đó có cái gì đó đang sáng rực. Đó là người, không phải, là linh quả hình người. Đây là cái gì? Có ai gặp qua chưa? Đám người kích động, vậy mà lại có linh quả kỳ diệu như thế. Chỉ là nghe mùi hương cũng đã làm người ta dễ chịu, nếu như có thể ăn hết, tất nhiên sẽ có hiệu quả. Chớ lộn xộn, linh quả đặc biệt thường sẽ có dị thú bảo vệ. Nơi này rất gần Thánh Sơn, nếu quả thật có dị thú, khẳng định đặc biệt cường đại. À, Tiêu Lạc Lê đang cảnh cáo đám người, toàn thân lại đột nhiên nóng lên, trong lòng rung động, phát ra một âm thanh để nàng khó có thể tin. Thanh âm mỹ diệu bất thình lình giống như là thuốc dẫn vô hình lại mãnh liệt, lập tức khơi dậy dược hiệu trong cơ thể bọn người Tiêu Lạc Sư, Lăng Thất Tung. Có mặt người gò má phiếm hồng, có người lên tiếng ngâm khẽ. Bầu không khí lập tức trở nên mập mờ. Ánh mắt bọn hắn lắc lư, con mắt trừng lớn, đột nhiên đã hiểu cái gọi là cảm giác tốt đẹp này là gì. Nhưng, dược hiệu bắt đầu phát tác, giống như có tà hỏa đang tán loạn toàn thân, kích thích thân thể bọn họ nóng hổi. Hô hấp dồn dập, ánh mắt mê ly. Trong đầu hiện ra các loại ý nghĩ hỏng bét lại lớn mật. Các nam tử nóng bỏng nhìn về phía các nam nữ, nhất là chú ý tới những vị trí đặc biệt lại mẫn cảm kia. Nhiệt lưu nóng hổi lao nhanh khắp toàn thân, khát vọng mãnh liệt cuồn cuộn tại lồng ngực. Bọn hắn miệng đắng lưỡi khô, con mắt càng ngày càng sáng. Một cảm giác nóng nảy giống như muốn khống chế bọn hắn. Nam nữ tử đau đớn khó nhịn. Không tự chủ được nhìn về phía nam tử bên cạnh, một loại xúc động khó mà ức chế được cuồn cuộn ở trong lòng, kích thích lý trí của các nàng. Có người bừng tỉnh, muốn khống chế, nhưng Khương Phàm lại vẩy thuốc vào nơi đó quá nhiều, phá tan thần kinh của bọn hắn, nhóm lên liệt hỏa chưa bao giờ có. Đang có người khống chế không nổi muốn nhào về phía đối phương, có người bắt đầu vuốt ve mình, có người trực tiếp tháo bỏ y phục, bất chợt, sâu trong sơn động truyền ra một tiếng gào trầm trầm, lại đột nhiên mãnh liệt. Thoáng chốc, đá vụn cuồn cuộn bụi mù, chật ních sơn động, oanh động bên trong kịch liệt phun ra ngoài. Một yêu khí khủng bố làm cho người ta hồi hộp, khuấy động cả rừng rậm. Đều tỉnh táo lại cho ta, chạy. Tiêu Lạc Lê bừng tỉnh, chịu đựng cảm giác khô nóng lại khó chịu, kêu to lên, liệt diễm toàn thân cuồn cuộn, hóa thành hai cánh phóng lên tận trời. Đáng chết! Bọn người Lăng Thất Tung dùng sức cắn răng, chấn định tinh thần, cũng đi theo phóng tới không trung. Nhưng nhìn qua dáng người uyển chuyển của Tiêu Lạc Lê ở phía trước, cái cảm giác mãnh liệt kia hận không thể nhào tới ăn sống nuốt tươi nàng lần nữa xông lên đầu. Đều nhịn xuống cho ta. Tiêu Lạc Sư ở phía sau phóng thích lên lôi chiều chói mắt, che mất bọn người Lăng Thất Tung. Lôi điện xé rách da thịt, mang đến đau đớn, cưỡng ép kích thích tinh thần của bọn hắn. Thương Thiên Tước tiếp được bọn hắn, nhanh chóng chạy trốn. Bọn hắn tranh thủ thời gian ngồi xuống, muốn điều động linh lực. Kiểm tra tình huống thân thể, kết quả cảm xúc khẩn trương dao động, ngược lại còn khuếch tán dược hiệu trầm trọng hơn. Thương Thiên Tước vừa mới bay về phía không trung, 11 người trên lưng lại không hẹn mà cùng phát ra thanh âm xấu hổ làm cho người khác giận dữ. Có kiểu nữ hoàng triều ánh mắt mê ly, hô hấp dồn dập, cơ hồ muốn đánh mất lý trí. À, Tiêu Lạc Lê phát ra tiếng thét bi phẫn, mình đường đường là công chúa hoàng triều, vậy mà ở trước mặt thần tử toát ra bộ dáng khó coi như vậy. Nhanh dùng đan dược định thần tĩnh khí. Tiêu Lạc Sư ép buộc mình không nhìn tới đám nữ hài tử xung quanh, nhưng trong mắt lại giống như đã dính chặt, nhìn không được mà nhìn vị trí uyển chuyển trên thân các nàng, càng xem càng sao động, càng xem càng hoảng hốt, tà hỏa trong lòng lại tán loạn,
giống như tùy thời đều muốn hóa thân thành mãnh thú, bổ nhào qua hung hăng chà đạp. Lăng Thất Tung tranh thủ thời gian lấy ra đan dược ra luyện hóa, thế nhưng con mắt cũng đều không nhịn được mà nhìn chằm chằm đám nữ hài tử nóng bỏng, cũng bao gồm cả Tiêu Lạc Lê. Có người ý chí không kiên định, đột nhiên bắt lấy chân một nữ tử bên cạnh, muốn thô lỗ kéo tới. Nữ hài nhi đầu tiên là hoảng hốt, khát vọng, nhưng sau đó là bừng tỉnh, giãy giụa thảm thiết, cút. Cút ngay cho ta. Giống. Tiếng gào thét trong rừng rậm phía dưới càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng nóng nảy, như sấm chiều giống như lũ ống, khuấy động dãy núi. Trong phạm vi mấy chục dặm, núi cao lay động, cây rừng đổ nát, túc điểu kinh bay, thanh thế kinh người. Khương Phàm còn đang chạy đi lập tức dừng lại, vượt lên đại thụ trước mặt, dùng cả tay chân leo thẳng đến trên tán cây, cách cành lá rậm rạp nhìn về nơi xa. Hỏa Diễm Huyễn Điểu cũng nín thở định thần, như tên trộm nhìn quanh. Sẽ là lão yêu gì đây? Giống. Hống hống hống. Tiếng giống như sấm, càng ngày càng kinh khủng, kinh hãi cả rừng rậm. Khí lãng nhấc lên sâu trong sơn động, yêu khí cuồn cuộn, ngay sau đó truyền ra một tiếng bước chân trầm muộn. Mỗi một bước rơi xuống đều khiến đất rung núi chuyển, như cự long bước đi, khiến cho người khác vô cùng sợ hãi. Khương Phàm cách xa mấy chục dặm đều âm thầm nhếch miệng, đây là yêu vật gì thế này? Ngay cả Sa Thương Thiên Tước đều xoay quanh ở trên không, giật mình không biết dạng yêu vật gì lại có thể mang ra thanh thế như vậy. Sau đó không lâu, ác thú, đâm cháy sơn động, xuất hiện trong rừng rậm. Yêu khí sôi trào, cuồn cuộn về bốn phương tám hướng, đại địa lan tràn vết nứt. Đá vụn bay lên, cây già tráng kiện đột ngột nhảy lên, cảnh tượng rất khủng bố. Nhưng, là ai, con cái nhà ai, bà nội cha nó, lão tử đều đã tuyệt tinh, ai lại chạy tới hạ tình dược cho lão tử? Một người sống sờ sờ, tóc tai bù xù phá tan sơn động. Cường quang sôi trào trên trán hắn, toàn thân khuấy động lên yêu khí kinh khủng, yêu khí lao nhanh như sông như biển, bên trong lại còn xuất hiện 5 loại thú ảnh hoàn toàn khác biệt. Có cự viên đấm ngực, gào thét với trời. Có hùng sư đạp tan sông núi, giống động vạn rừng. Có huyền ưng tiếng gáy to khắp trời cao, kinh nhiếp vạn cầm. Có thạch quy đạp chiều mà lên, đoạn sông liệt hải. Càng có địa long ra khỏi vực sâu, cuồn cuộn yêu khí, hiệu lệnh đại địa thú vương. Khương Phàm hít một ngụm khí lạnh, khó có thể tin nhìn qua phía trước, Vĩnh Hằng Thánh Sơn lại còn có người sinh sống. Hỏa Diễm Huyễn Điểu bị dọa đến rụt cổ vào. Vĩnh Hằng Thánh Sơn đương nhiên là có nhân tộc, không phải vậy ngươi cho rằng ta học được tiếng người từ chỗ nào. Thế nhưng, tại sao hắn lại ở đây? Nhân tộc ở đâu ra? Nơi này không phải. Khương Phàm đột nhiên tỉnh ngộ, khiếp sợ nhìn Hỏa Diễm Huyễn Điểu. Thời điểm lần trước mở ra Vĩnh Hằng Thánh Sơn, có người lựa chọn ở lại nơi này. Mỗi lần mở ra Thánh Sơn, đều có người tham luyến linh bảo, cơ duyên nơi này nên đã bỏ lỡ cơ hội rời khỏi. Lúc đầu, những người này sống không quá 3-5 năm liền sẽ bị mãnh thú săn mồi, cho đến khi. Ngọa Tào, hắn đang muốn tiếp cận ngươi. Hắn đang đến, Hỏa Diễm Huyễn Điểu kinh hãi lông tóc toàn thân đều nổ lên, không lo được Khương Phàm, nó dâng lên hỏa diễm mãnh liệt, phóng lên tận trời, giống như nổi điên chạy trốn về nơi xa. Toàn thân Khương Phàm bỗng nhiên ớn lạnh, vừa muốn chạy trốn, lại rõ ràng cảm nhận được hơn 30 dặm bên ngoài. Một đôi mắt hiện ra hồng quang cách rậm rạp cây rừng đang tập trung vào hắn. Tiểu hài tử, ngươi dám hạ dược cho lão nhân gia ta. Khinh người quá đáng. Nam tử tóc dài đứng ngoài 30 dặm đạp tung mặt đất, phóng lên tận trời, yêu khí thao thiên sôi trào, tràn ngập kinh thế sát uy, bổ nhào tới phía Khương Phàm. Ta đã nói ngươi không nên làm loạn. Đan hoàng trong ý thức hải Khương Phàm đều cảm thấy trùng kích khủng bố đập vào mặt. Khương Phàm tê cả da đầu, chấn mở hai cánh. Bay lên trời cao. Khương Phàm. Bọn người Tiêu Lạc Lê trên lưng Thương Thiên Tước cùng nhau kinh hô, trước tiên liền nhận ra được. Hỗn đản này hạ dược. Hắn lấy ở đâu ra thứ ác độc như vậy? Xúc sinh. Bọn người Tiêu Lạc Sư tức giận không kiềm chế được, còn tưởng rằng là linh quả sinh ra ảnh hưởng, không nghĩ tới lại là thuốc độc. Thế nhưng, khi bọn hắn kích động, máu chảy toàn thân lại tăng tốc, loại cảm giác tuyệt vời kia lại lần nữa cuốn tới. Bao gồm cả Tiêu Lạc Lê, hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi ở chỗ đó, phát ra tiếng ngâm khẽ. Bọn người Tiêu Lạc Sư thì trong nháy mắt lại trừng mắt lên, nóng bỏng nhìn chằm chằm các nàng, bị thanh âm tuyệt vời này kích thích nóng nảy đến kích động. Tiếp theo, năm nữ hài tử toàn bộ sụp đổ thét lên.
các nàng không phải công chúa thì cũng chính là quý nữ, trong hoàng triều đều là tình nhân trong mộng để cho người ta cúng bái, hâm mộ, chưa từng có cử động xấu hổ như vậy. Khương Phàm, ta phải giết ngươi. Giết ngươi. Năm vị nữ hài tử phát điên gào thét, hận thấu tên xúc sinh kia. Đừng hét nữa, còn có bao nhiêu đan dược tĩnh tâm, toàn bộ lấy ra. Lăng Thất Tung tức giận la lên, trước tiên phải ổn định cảm xúc mới là quan trọng, bằng không hắn thật không khống chế nổi mà muốn lột sạch Tiêu Lạc Lê. Ầm ầm, yêu khí ngập trời, như giang hà lao nhanh, như đại dương mênh mông lên sóng lớn, cách rất xa đã bao phủ Khương Phàm. Toàn thân Khương Phàm run rẩy, máu tươi ngược dòng phun ra chỗ thủng, kêu thảm rơi xuống rừng rậm. Nam tử tóc dài từ trên trời giáng xuống, trong hai mắt nộ trừng bò đầy tơ máu, không đợi đụng phải Khương Phàm, chỉ là cỗ khí tức kia liền để Khương Phàm cảm giác giống như là muốn nát. Một Di Lạc cổ điện non nớt, lão tử đã cảnh cáo các ngươi, đừng tới chọc ta. Nam tử giơ lên nắm đấm, kéo thẳng đến đầu Khương Phàm, dưới sự tức giận, muốn trực tiếp oanh sát. Di Lạc cổ địa là cái gì? Ta không phải Di Lạc cổ địa, ta là Vô Hồi Thánh địa. Khương Phàm kinh hồn kêu to, cưỡng ép điều động linh lực, muốn kích thích linh vũ khổng tước chỗ yết hầu. Nam tử bỗng nhiên phanh nắm đấm lại, nhưng yêu khí cuồng liệt cùng kình phong vẫn vô tình đánh bay Khương Phàm ra ngoài, trực tiếp nện vào trong núi đá trước mặt. Khụ khụ. Khương Phàm cưỡng ép ngăn chặn linh vũ suýt chút nữa đã bị đánh thức, chật vật leo ra, không đợi đứng vững, máu tươi cuồn cuộn mà ra. Ngồi ở chỗ đó, xương cốt toàn thân như đã nát hơn phân nửa. Nam tử này quá mạnh. Nam tử đưa con mắt phiếm hồng tiếp cận Khương Phàm, người nói cái gì, Vô Hồi Thánh địa. Vô Hồi Thánh địa Nam Bộ, Vĩnh Hằng Thánh Sơn, lại mở ra sao? Khương Phàm kịch liệt thở dốc, miệng đầy máu tươi, vừa mở ra. Khả năng nam tử này đã ngủ say quá lâu, ý thức có chút hoảng hốt, cũng có thể là bị thuốc độc kích thích tinh thần, có chút hỗn loạn. Hắn dùng sức lung lay đầu, mới nói. Làm sao Thánh địa Nam Bộ các ngươi lại tới Vĩnh Hằng Thánh Sơn này? Chúng ta được tôn chủ Tây Bộ, đại diễn Thánh địa mời, tiến Vĩnh Hằng Thánh Sơn lịch luyện. Khương Phàm đút đan dược vào trong miệng, bổ sung huyết khí, điều trị thương thế. Vì sao đại diễn Thánh địa mời các ngươi? Nam tử trừng trừng hai mắt, lấp lóe tinh mang, phát ra khí thế cường đại. Liên minh Thánh địa Nam Bộ ra chút nhiễu loạn. Đại diễn thánh địa được mời đi qua lắng lại. Sau đó đại diễn thánh chủ cũng đã mời chúng ta cùng đi đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn lịch luyện. Khương Phàm điều trị huyết khí, cũng ngưng tụ linh lực, tùy thời chuẩn bị lại kích thích văn ấn linh vũ chỗ yết hầu. Đã bao nhiêu năm? Nam tử dần dần tản ra khí thế nóng nảy, thanh âm đều đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Cái gì? Khoảng cách lần trước Vĩnh Hằng Thánh Sơn mở ra, đã trôi qua bao nhiêu năm? Nói là hơn 120 năm. Hơn 120 năm, nam tử hoảng hốt, bất chi bất giác, vậy mà đã qua đã nhiều năm như vậy à? Tiền bối, ngài là ở lại từ lần trước sao? Khương Phàm hỏi dò. Nam tử tiếp cận Khương Phàm. Tiểu tử ngươi mang theo thuốc độc trong người, tử đệ thánh địa luân lạc tới trình độ ti tiện này như ngươi sao? Khương Phàm dở khóc dở cười. Ngài nghe ta giải thích, ta là trên đường nhặt được thi thể của một con quỷ diện ngô công, luyện thành dược thủy. Dùng để thu thập con hỏa diễm huyễn điểu một mực muốn đuổi bắt ta kia. Không nghĩ tới lại phát hiện thánh nhân quả, lại cảm thấy bên trong khả năng có yêu thú, liền vẩy ra dược thủy, muốn kích thích yêu thú đi ra, sau đó ta thừa cơ kiếm tiện nghi. Ta thật không biết bên trong là có người sống, nếu không tuyệt đối sẽ không dùng thứ này. Ánh mắt nam tử ngưng lại. Ngươi biết thánh nhân quả, ta là luyện đan sư. Khương Phàm nói xong, tranh thủ thời gian chủ động xin lỗi. Để tiền bối khó chịu, ta nhận sai, xin thỉnh tội. Nam tử nhíu nhíu mày, nói, thánh chủ đại diễn thánh địa là ai? Ta chỉ biết hắn là thánh chủ, không biết tên, bọn hắn tới bao nhiêu người? 10 người, dẫn đội là Linh Nguyên Cửu Trọng Thiên, Thẩm Minh Thu, nhưng hạch tâm là trưởng tử thánh chủ, Tô Triệt. Người cũng không tệ lắm, xem như thanh niên tuấn kiệt ít có trong thánh địa. Khương Phàm cẩn thận quan sát đến biểu hiện của nam tử. Tiền bối. Ngài là người của đại diễn thánh địa sao? Nam tử khua tay nói. Ngươi có thể đi. Tiền bối, chuyện vừa rồi, còn xin thông cảm. Khương Phàm xin lỗi rút đi. Hơn 120 năm sao? Sau khi Khương Phàm biến mất, nam tử ung dung than nhẹ, thời gian trôi qua thật nhanh. Đám con cháu đại diễn nếu đều đến, kẻ làm trưởng bối như ta cũng nên chuẩn bị kỹ càng lễ vật để tiếp đãi. Đời ta xem như đã hủy.
có thể làm chút cống hiến cho đại diễn thánh địa, cũng coi như chết mà nhắm mắt. Nam tử thở ra một hơi, quay người đi về sơn động phương xa. Đó là nơi hắn cư trú, không chỉ có thánh nhân quả, còn chữ các bảo bối khác. Đều là đồ tốt tìm kiếm được trong những năm này tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Đương nhiên, thánh nhân quả xem như quý giá nhất, so với Vĩnh Hằng Chi Linh không kém bao nhiêu. Nhưng, sau đó không lâu, trong rừng rậm đột nhiên truyền ra tiếng nam tử tức giận gào thét. Thánh nhân quả của ta đâu? Danh con, khinh người quá đáng. Khương Phàm đang phóng tới trong rừng rậm, sau khi nghe được tiếng gào thét phía xa xa khẽ biến sắc. Hỏa diễm huyễn điểu, tên điểu tặc này lại quấn trở về. Khương Phàm lập tức đã hiểu, nhất định là hỏa diễm huyễn điểu thừa dịp hắn và nam tử nói chuyện với nhau, liền vào hang núi kia, trộm đi thánh nhân quả. Giờ khắc này, hỏa diễm huyễn điểu đã hóa thân thành hỏa liệt điểu, mang theo hỏa diễm chạy trốn, thỉnh thoảng sẽ quay đầu nhìn quanh, như một tên trộm, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Nam tử kia khí thế quá kinh khủng, có thể chạy đều phải chạy thật xa, tuyệt đối không thể để bị bắt lại. Tặc điểu, ngươi ngược lại là đi kiếm tiện nghi. Khương Phàm xông lên bầu trời, nhìn ra xa bốn chỗ, nhưng không đợi phát hiện hỏa diễm huyễn điểu, vậy mà lại thấy được thương thiên tước khổng lồ sâu trong tầng mây kia. Khương Phàm, ngươi là tên súc sinh. Tiêu Lạc Lê nhìn thấy Khương Phàm, cảm xúc kích động, sụp đổ thét lên. Kết quả vừa mới kích động, sóng nhiệt lại dâng lên, toàn thân như nhũn ra, vừa thẹn vừa tức, sụi lơ xuống. Khương Phàm, ngươi là tên vô sỉ lưu manh, súc sinh không biết xấu hổ. Ngươi chết không yên lành, thiên tri kiều nữ hoàng triều đều bi phẫn thét lên, nhưng ngay sau đó đều khó chịu ngồi liệt xuống dưới, ý thức hoảng hốt, thân thể rã rời. Là đang kêu ta sao? Đám nữ tử này có bệnh sao? Khương Phàm khẽ nhíu mày, quay đầu rời khỏi, tiếp tục lùng bắt hỏa diễm huyễn điểu. Nhất định phải đoạt lại trước khi tặc điểu kia ăn hết thánh nhân quả. Đuổi! Có cường giả hoàng triều giận dữ mắng mỏ, Tiêu Lạc Sư bực tức nói. Đuổi cái gì đuổi, tình huống chúng ta bây giờ, đuổi theo là muốn chết sao? Tên hỗn đản Khương Phàm kia vậy mà lại mang theo thuốc độc trong người, khẳng định không phải thứ gì tốt. Bây giờ toàn bộ bọn hắn đã trúng độc, cũng không dám loạn động, đừng nói đánh. Nếu nhào lên, hậu quả khẳng định là mặc kệ xâm lược. Nam ngược lại là không quan trọng, nếu như nữ hài tử đều bị lăng nhục, chắc chắn sẽ biến thành trò cười, trở thành sỉ nhục của hoàng triều. Trước tiên tìm nơi khử độc. Tiêu Lạc Lê cảm giác mình sắp không chịu được nữa, cũng thực sự chịu đủ cảm giác hỏng bét xen lẫn cùng bọn nam tử này rồi. Bây giờ nàng chỉ muốn tìm chỗ yên tĩnh, từ từ thanh lý tình độc. Thương Thiên Tước nhấc lên lôi chiều mãnh liệt, lướt qua tầng mây, phóng tới rừng rậm xa xa. Hỏa diễm huyễn điểu chạy ra hơn 300 dặm, mới thu liễm hỏa diễm, trốn trong một cái khe núi. Nơi này hẳn là an toàn rồi. Linh quả này là thứ gì? Vậy mà có thể để cho ra hỏa mạnh như vậy bảo vệ. Hắc hắc, nếm thử hương vị trước đã. Sau khi hỏa diễm huyễn điểu xác định xung quanh không có nguy hiểm, nó vung thánh nhân quả lên nuốt xuống toàn bộ. Nhưng, nó đã đánh giá thấp năng lượng của linh quả này. Thánh nhân quả nhận liệt diễm thôn phệ luyện hóa, lập tức phóng thích lên năng lượng mãnh liệt. Giống như là một thánh linh đang thức tỉnh, nhấc lên năng lượng mãnh liệt như cuồng chiều, trong nháy mắt đã bao phủ hỏa diễm huyễn điểu. À. Hỏa diễm huyễn điểu đau đớn kêu thảm, liệt diễm mất khống chế, cuốn qua vết nứt hẻm núi, từ đỉnh núi ngàn mét dội thẳng trời cao. Hỏa diễm huyễn điểu cảm giác mình sắp bị cháy rụi, là hỏa diễm linh thể, nếu như bị lửa thiêu chết, quả thực là làm trò cười cho thiên hạ. Nhưng, bây giờ nó là đang bị thiêu đốt, từ xương cốt đến linh hồn đều đang bị thiêu đốt. Liệt diễm bạo động khắp toàn thân, càng ngày càng mãnh liệt, không bị khống chế biến thành hùng sư. Gào thét trong hẻm núi, lại biến thành linh điệp, vỗ cánh bay, tiếp đó là biến thành cự ưng, sau đó lại là ác dao, khuấy động liệt diễm, cuối cùng biến thành hỏa liệt điểu, lệ khí cuồn cuộn. Bản thể chuyển hóa giữa năm loại yêu thú. Phốc, hỏa diễm huyễn điểu gian nan phun thánh nhân quả ra, khôi phục lại bộ dáng lúc đầu, kinh nghi nhìn nó. Đây là thứ gì, năng lượng lớn như vậy? Hỏa diễm huyễn điểu run run, con mắt bỗng nhiên nổi lên ánh sáng. Một ngụm lại nuốt xuống. Oanh! Liệt diễm nhấc lên chật ních cả hẻm núi, thuận theo vách đá thẳng tới vách núi, phóng tới không trung. Hỏa diễm huyễn điểu lại kêu gào thảm thiết, đau đớn không chịu nổi, rất nhanh lại bắt đầu kịch liệt chuyển hóa giữa từ bản thể đến hùng sư, mãnh cầm. Tiếng thú giống chim gáy, vang vọng trong hẻm núi.
hỏa diễm huyễn điểu không tiếp tục phun ra thánh nhân quả, ngược lại là đang điều động liệt diễm, toàn lực luyện hóa trong thân thể. Thánh nhân quả thả ra năng lượng càng ngày càng mạnh, đánh thẳng vào cơ thể hỏa diễm huyễn điểu, cũng đang kích thích linh hồn. Nó đau đớn, càng phấn khởi. Bởi vì cơ thể đang cường đại, linh hồn đang thăng hoa. Khi hóa thân thành hùng sư, nó trở nên càng chân thực càng khôi ngô. Da thịt, móng vuốt, lông tóc, đều xuất hiện hoàn chỉnh, chân chính biến thành liệt diễm hùng sư, mà trong ý thức lại còn thức tỉnh ra uy lực truyền thừa chuyên môn. Khi hóa thân thành linh điệp, cự ưng, nó bắt đầu thay đổi hoàn chỉnh, cũng thức uy lực tỉnh truyền thừa. Chỉ có hỏa liệt điểu, ác giao là tình huống đặc thù, lúc ấy là may mắn có được mấy mảnh xương cốt, chỉ có thể huyễn hóa ra bộ dáng mà thôi. Nhưng dù vậy, hóa thân thành hỏa liệt điểu, ác giao, cũng đều trở nên càng chân thực hơn. Phốc, hỏa diễm huyễn điểu gánh không được, lại phun ra, mặc dù đau đớn, nhưng kích động đến run rẩy. Cảm giác này quá mỹ diệu. Sau khi chậm một trận mà, hỏa diễm huyễn điểu lại há mồm nuốt vào. Cứ như thế lặp đi lặp lại 13 lần. Thánh nhân quả đã tiêu hao 2/3, cảnh giới hỏa diễm huyễn điểu liên tiếp đột phá 2 trọng thiên. Hình tượng 5 loại mãnh thú càng thêm chân thực, cơ hồ nhìn không ra bất kỳ vết tích thay đổi nào. Càng làm cho hỏa diễm huyễn điểu kích động là, huyết mạch nó đã thăng hoa, xác thực mà nó chính là thực hiện ước mơ biến đổi tha thiết. Chân thân nó đã biến thành 2 viên hạt châu, một viên linh châu phong tồn rộng lượng năng lượng, một viên huyết châu, phun trào huyết khí bành trướng. Đây là sinh mệnh của nó. Chỉ cần bọn chúng không bị hủy, mặc kệ nó gặp thương tích bao lớn, cũng không tính là có bất cứ thương tổn gì. À, quá sung sướng, điều ra ta muốn làm bá vương. Hỏa diễm huyễn điểu kích động thét dài, liệt diễm tăng vọt, nóng chảy hẻm núi vách đá, hình thành dung nham cuồn cuộn xuống. Điều tặc, Khương Phàm xông vào hẻm núi, giận dữ mắng mỏ hỏa diễm huyễn điểu, giao thánh nhân quả ra. Hỏa diễm huyễn điểu lập tức giữ vững thánh nhân quả, cảnh giác Khương Phàm, nghĩ hay lắm. Đây là điều ra ta liều mạng lấy được. Khương Phàm tức giận. Ai liều mạng, là ta ở phía trước liều mạng. Hỏa diễm huyễn điểu khinh thường, ngươi chỉ là ở phía trước hấp dẫn lực chú ý mà thôi. Bớt nói nhảm, hoặc là ngươi cho ta, hoặc là bây giờ ta liền đi nói cho lão gia hỏa kia, là ngươi trộm thánh nhân quả đi. Ngươi dám uy hiếp ta, ngươi không sợ ta ăn ngươi. Ngươi qua đây thử một chút, ta nhét thịt rết đầy miệng ngươi, đừng có nói thịt rết với ta. Con mắt hỏa diễm huyễn điểu đi lòng vòng, nói. Điều ra ta không phải người không nói lý, thánh nhân quả này xác thực có công lao của ngươi. Như vậy đi, hai ta thay phiên dùng, làm sao thay phiên? Một người thả trong miệng ngậm một hồi, ai nhịn không được phun ra, thay đổi cho người khác. Ngươi có ác tâm hay không? Ta còn chê ngươi buồn nôn đây. Điều ra ta là linh thể tinh khiết, trong miệng ngươi tất cả đều là nước bọt. Khương Phàm nhíu nhíu mày, đưa tay. Lấy ra. Ta trước. Hỏa diễm huyễn điểu há mồm liền phải ném thánh nhân quả vào. Không biết xấu hổ. Khương Phàm tranh thủ thời gian đoạt lại, một ngụm nhét vào trong miệng. Hắc hắc. Hỏa diễm huyễn điểu không có đoạt lại, mặt mũi tràn đầy nụ cười xấu xa tiếp cận Khương Phàm. Lấy nó thể chất hỏa diễm mỗi lần đều chỉ có thể ngậm một hồi. Tiểu tử này hẳn là chẳng mấy chốc sẽ phun ra. Thánh nhân quả bây giờ chỉ còn 1/3, nhưng hẳn là còn hạch tâm nhất. Chờ sau khi đến phiên nó ngậm lấy, liền gắt gao chịu đựng, triệt để luyện hóa. Trông coi cho ta. Khương Phàm ăn vào thánh nhân quả, kích phát đại diệu thiên kinh, cưỡng ép luyện hóa. Thánh nhân quả giống như là thánh linh thức tỉnh, lập tức nở rộ lên thánh uy kỳ dị, nương theo năng lượng mãnh liệt. Khương Phàm biết đây là vật gì, cho nên đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn đánh giá thấp năng lượng bên trong. Khí hải cuồn cuộn, linh lực trùng kích kinh mạch, hóa thành kim quang thánh viêm, sôi trào khắp hẻm núi. Toàn thân Khương Phàm giống như muốn bị đốt thấu, đau đớn không chịu nổi, suýt chút nữa đã phải phun thánh nhân quả ra, nhưng cũng may ý chí hắn cứng cỏi, cưỡng ép chống đỡ, vững vàng vận chuyển đại diệu thiên kinh, hình thành vòng xoáy thôn phệ, bao phủ thánh nhân quả. Khí tức thánh linh, năng lượng mênh mông, khuếch tán tại toàn thân Khương Phàm, giống như là dòng lũ lao nhanh, mãnh liệt đến trình độ kinh người. Nếu như không phải hắn có thể chất đặc thù, lại có bát hoang chiến trụ bảo vệ, thời khắc này Khương Phàm ngạnh kháng, vô cùng có khả năng hủy thân thể đi. À, gánh vác được rồi. Hỏa diễm huyễn điểu ngoài ý muốn càng sốt ruột, rất có thể là linh quả còn lại có một số tinh hoa tốt hơn, có nhiều bí mật hơn.
Khương Phàm gắt gao cắn chặt răng, toàn thân bị đốt thành màu vàng, giống như đang nóng chảy, nhưng vẫn cưỡng ép chống đỡ. Không thể nào để tặc điều tiện nghi hơn này. Nôn đi, nhanh nôn ra, đừng gượng chống, nhanh nhanh nhanh. Ngươi, đứa nhỏ này, bướng bỉnh như thế. Năng lượng này quá kinh khủng, sẽ để ngươi no bạo. Ngươi một ngụm, ta một ngụm, hai ta cứ từ từ. Hỏa diễm huyễn điều tức giận, hận không thể gỡ miệng Khương Phàm, cưỡng ép móc ra. Khương Phàm vận chuyển đại diệu thiên kinh, cường lực luyện hóa thánh nhân quả. Khí tức thánh linh của thánh nhân quả cực kỳ đặc biệt, loại sinh tử cảnh siêu việt này càng siêu việt lực lượng niết bàn cảnh phi phàm, trong thân thể linh nguyên cảnh của Khương Phàm sinh ra ảnh hưởng kinh người. Khí tức siêu phàm nhập thánh tư dưỡng huyết nhục linh hồn Khương Phàm, càng tư dưỡng linh nguyên trong khí hải. Linh lực hải dương kịch liệt mở rộng, phạm vi tăng vọt, nội bộ còn hiện ra thánh quang đặc thù, vững chắc không gian khí hải. Ý thức hải cuồn cuộn sóng lớn, rõ ràng hơn, cường thịnh hơn, bên trong thú văn đều giống như nước thánh quang tắm rửa, bọn chúng phát ra tiếng gào thét mát lạnh. Trái tim bành trướng nhảy lên, khỏe mạnh hữu lực, càng đánh thẳng vào mạch máu toàn thân, chăm chú quấn chặt lấy tất cả kinh mạch. Toàn thân Khương Phàm phồng lên, đau đớn không chịu nổi, nhưng vẫn gắt gao ngăn chặn thánh nhân quả. Danh con, phun ra, tới phiên, đã nói thay phiên mà, người đây là chơi xấu. Điểu ra ta sắp nín chết rồi. Hỏa diễm huyễn điểu bay tới bay lui vòng quanh Khương Phàm, sắp không nhịn được nữa. Giống. Khương Phàm đột nhiên ngẩng đầu, phát ra gào thét khàn giọng giống như mãnh thú, liệt diễm toàn thân nháy mắt bạo động, so với khí thế trước đó đã cường thịnh hơn mấy lần. Kim quang thánh viêm cuốn qua hẻm núi, xông thẳng lên trời. Hung uy chu tước, khuấy động thiên địa. Ngọa tào. Hỏa diễm huyễn điểu kinh hãi. Nó vội vàng lui lại. Đây là khí tức gì? Hài cốt toàn thân Khương Phàm đôm đốc loạn hưởng, da thịt nhấc lên chập trùng như sóng lớn, bắt đầu hóa thú toàn diện. Hai cánh chấn kích, ở hai bên triển khai 8-9 mét. Hai tay vặn vẹo, cùng cốt sực phát sinh giao hòa hoàn chỉnh, biến thành cánh chu tước chân chính, có thể chém chết vạn vật, chém giết lôi đình. Hoa văn trên cơ bắp hai chân có thể thấy rõ ràng, đầu ngón tay sắc bén, hàn khí tản ra bốn phía. Văn ấn chu tước bác thiên thuật lại chủ động thức tỉnh, không ngừng liên tục hấp thu khí tức thánh linh, tràn ngập sát huy làm cho người khác phải hồi hộp. Xương sống Khương Phàm kéo dài xuống, xuất hiện lông đuôi hoa lệ. Cái đầu vặn vẹo, biến thành đầu chu tước. Khương Phàm đau đớn lại bạo ngược gáy to, hoàn toàn hóa thành hình thái chu tước. Ầm ầm, sông núi nổ vang, nguyên khí khuấy động, thiên khung run rẩy, núi lớn gào thét. Toàn thân Khương Phàm bao trùm hỏa vũ màu vàng. Vỗ cánh bay lên, để lại vết nứt không gian kinh người. Hai mắt lấp lóe kim quang, như cửu thiên kiếp quang, muốn nhìn thấu thiên khung vô tận, chiến trường chư thần kia. Linh nguyên thức tỉnh toàn diện, hình thái hoàn chỉnh thay đổi, thánh nhân quả tiếp tục kích thích xuống, rốt cuộc cũng tái hiện ra uy lực chu tước. Lão tổ tông của ta, chu tước. Hỏa diễm huyễn điểu kinh hồn thét lên, liệt diễm toàn thân không bị khống chế nhấc lên, suýt chút nữa liền quỳ xuống. Ta, phụ mẫu nó. Ta đang nhìn thấy cái gì thế này? Chu tước, thần tổ vạn cầm, một trong thượng cổ thần tổ, đây là ảo giác sao? Làm sao hình thái chu tước có thể tại hiển hiện trên thân nhân tộc? Cùng lúc đó, nam tử đang điên cuồng tìm kiếm thánh nhân quả cũng xông lên thiên khung, cách khoảng không ngắm nhìn hỏa điểu uy nghiêm đang dương cánh kích thiên kia. Chu tước, hay là hỏa liệt điểu? Không, đây không phải là hỏa liệt điểu, đó là chu tước. Gia phả vạn yêu. Tờ đầu tiên của thiên cầm, chu tước. Hắn đã gặp qua tại tổ địa Vĩnh Hằng Thánh Sơn, ấn tượng quá sâu sắc. Đứa nhỏ này đã thức tỉnh chu tước linh văn, đây là muốn biến thiên sao? Vô hồi thánh địa biết không? Đại diễn thánh địa biết không? Đây là phúc phần thánh địa thiên hạ, hay là tai họa cho thánh địa? Cái này nếu để cho hoàng tộc biết, há không muốn xé bỏ hiệp nghị thánh địa, chạy thẳng đến vô hồi thánh địa. Khương Phàm toàn diện thức tỉnh chu tước linh văn. Cảnh giới cường thế đột phá bát trọng thiên, thẳng tới cửu trọng thiên, trùng kích tới cực đỉnh cửu trọng. Thăng hoa không có gì sánh kịp, viễn siêu hơn mấy giọt thần huyết lúc trước. Một lực lượng huyết mạch mãnh liệt bộc phát tại toàn thân, mong đợi bí thuật chu tước lại lần nữa thức tỉnh. Chu tước quy nguyên thuật. Có thể thôn nạp vạn hỏa thiên hạ, có thể uy áp vạn vật hỏa linh. Có thể làm cho vạn vật quy nguyên, có thể tái diễn vạn hỏa pháp tắc. Nếu như tương lai Khương Phàm có thể thức tỉnh diệt thế phần thiên viêm chân chính, liền có thể lăng ra phía trên vạn hỏa,
hiệu lệnh vạn vật hỏa linh. Thậm chí có thể đem linh lực khác, cưỡng ép nghịch biến thành hỏa nguyên lực tinh khiết, để cho hắn sử dụng. Ví dụ như, chu tước thần tổ chân chính, có thể làm cho giang hải vạn dặm trong lúc thoáng qua biến thành biển lửa vô biên, càng có thể làm cho chư thần thả ra võ pháp cường đại, nghịch chuyển thành liệt diễm cho mình sử dụng, hiện ra uy lực vạn hỏa. Khương Phàm chấn kinh càng mừng như điên hơn. Không hổ là chu tước thần tổ, mỗi lần thức tỉnh huyết mạch truyền thừa đều mang thần uy kinh thế, lại còn mang theo khí thế vô địch bá đạo. Mặc dù bây giờ Khương Phàm còn không có đạt tới diệt thế phần thiên viêm, nhưng sớm đã thức tỉnh tại linh nguyên cảnh, liền mang ý nghĩa hắn có thể chính thức thôn vệ hỏa diễm khác, đồng thời có thể sinh ra áp chế đối với những hỏa diễm linh văn khác, còn có thể đồng cấp trong đối kháng, đem của thế công kẻ địch, diễn biến thành liệt diễm. Nhưng lúc Khương Phàm đang còn đắm chìm bên trong cuồng hỉ, trong ý thức hải lại hiện ra tia sáng mãnh liệt, lập lòe chữ cổ lạ thường, bát cấm thánh thiên quyết. Khương Phàm định thần cảm nhận, ánh mắt bén nhọn lấp lóe lắc lư. Đây là thánh pháp. Tại sao có thể có thánh pháp như vậy? Khương Phàm chấn kinh, thậm chí so thức tỉnh chu tước quy nguyên thuật càng khiếp sợ hơn. Đừng nói sau khi hắn sống lại chưa từng gặp qua võ pháp như thế này, trong ý thức truyền xuống kiếp trước đều không có ký ức cùng loại. Bộ này thánh pháp rất có thể đã siêu việt tới thánh pháp. Thánh thiên, thắng thiên, bát cấm thánh thiên quyết ảo diệu ở chỗ, mỗi khi vượt qua cảnh giới đều sẽ lắng động một bản thân độc lập, cũng trưởng thành theo sau này. Mỗi khi tại thời điểm cần thiết cưỡng ép kích phát, bản thân này sẽ dung nhập toàn thân, tăng lên sức chiến đấu gấp đôi. Tựa như thời điểm linh anh cảnh cửu trọng thiên vượt qua linh nguyên cảnh, loại biến đổi toàn diện, thăng hoa kỳ diệu kia, sẽ thông qua bát cấm thánh thiên quyết. Ngưng tụ thành một bản thân, độc lập, chìm vào khí hải. Sau đó, bản thân, sẽ theo, bản ngã, trưởng thành mà tiếp tục trưởng thành, các mặt đều tăng lên. Mặc dù không thể nào rời khỏi thân thể mà chiến đấu, nhưng lại có thể tại thời điểm cần thiết hòa tan vào thân thể, tăng lên sức chiến đấu. Linh anh cảnh vượt qua linh nguyên cảnh, là đệ nhất cấm. Linh nguyên cảnh vượt qua linh hồn cảnh, là đệ nhị cấm. Linh hồn cảnh vượt qua sinh tử cảnh, là đệ tam cấm. Cứ thế mà suy ra, 9 đại cảnh giới, 8 lần lắng động, ngưng tụ 8, bản thân. Là bát cấm thánh thiên quyết. Nói cách khác, nếu như có thể lắng động 8 lần, thực lực cuối cùng sẽ tăng lên 8 lần. 8 lần. Đây là tăng cường kinh người đến cỡ nào. Đừng nói 8 lần, liền xem như gấp 2, gấp 3, đều đã rất khủng bố. Khương Phàm quên đi đau đớn thánh nhân quả mang tới, hắn đắm chìm tại trong thức hải tiếp tục cảm nhận. Đây là vị nào thánh nhân nghiên cứu ra được sao? Hay là từ thời đại thượng cổ truyền xuống? Thánh thiên, thắng thiên, chiến thiên, nghịch thiên. Khương Phàm càng cảm nhận càng rung động, chỉ hận mình không thể sớm đạt được, bỏ lỡ cơ hội linh anh cảnh lắng động đến linh nguyên cảnh. Đối với hắn mà nói, bát cấm đã đi đầu tiên. Nhưng, còn tốt không hề làm mất biến đổi linh nguyên đến hướng linh hồn cảnh sắp tới. Chỉ cần thành công, hắn sẽ tới được linh hồn cảnh. Trong lúc đó bất kỳ thời điểm nào cũng có thể tăng sức chiến đấu lên gấp đôi. Hắn đã có thể khinh thường thánh văn thiên hạ, nếu như có thể thăng hoa gấp đôi, lấy một địch hai, địch ba, thậm chí vượt cấp đều có thể buông tay chiến một trận. Khương Phàm đột nhiên bừng tỉnh, cúi đầu xem xét, trên hẻm núi vách đá phía dưới có một nam tử đang đứng đấy, chính là nam tử trong sơn động trước đó. Nam tử tóc tai bù xù, khí thế cuồng dã, con mắt hiện ra hồng quang trợn gắt gao nhìn chằm chằm Khương Phàm. Khương Phàm tranh thủ thời gian luyện hóa chút thánh nhân quả cuối cùng này, sau đó thu liễm chu tước yêu thể, trở lại thân người, từ trên cao xuống tới. Thánh nhân quả là hỏa diễm huyễn điểu trộm, ta không biết hắn. Mẹ nó chứ. Hỏa diễm huyễn điểu trợn mắt chừng hắn một cái. Nếu không phải là bị khí thế nam tử ép đến khó chịu, lúc này đã sớm chửi ầm lên. Toàn thân nam tử tràn ngập khí tức vừa táo bạo vừa kinh khủng, con mắt giống như lôi điện tiếp cận Khương Phàm, linh văn của ngươi là cái gì? Hỏa điểu loại gì, chưa làm rõ. Ngươi là chu tước, nói đùa cái gì, ta chỉ là thánh văn, ngươi chính là chu tước. Tiền bối, ngài nhầm rồi, còn có ai biết? Ta cũng không biết, đáy mắt nam tử chợt hiện lên ý lạnh. Tiểu tử, nói thật cho ta, nếu không bây giờ ta liền tuyên cáo vĩnh hằng thánh sơn. Ngươi đoán xem, sẽ xuất hiện hậu quả gì? Khương Phàm trần chờ, cười khổ nói. Còn xin tiền bối giữ bí mật. Làm trao đổi, nếu như ta có thể trưởng thành, tương lai đại diễn thánh địa gặp nạn, tất dốc sức giúp đỡ. Thật sự là chu tước.
mặc dù nam tử chỉ suy đoán, nhưng từ trong miệng thiếu niên trước mặt nói ra, vẫn khó mà bình tĩnh, nhãn thần đều trở nên phức tạp. Thánh nhân quả, coi như ta thiếu ngài, tương lai sẽ dùng linh bảo khác quý giá hơn, làm quà tặng đại diễn thánh địa. Khương Phàm vội vàng nói. Nhất định nhất định. Hỏa diễm huyễn điểu ở bên cạnh cũng gật đầu, sợ nam tử này tức giận một cái, đem nó đập nát. Vẻ mặt nam tử lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Khương Phàm. Thánh nhân quả là linh bảo có giá trị nhất hắn sưu tập trăm năm qua, là chuẩn bị cho đám con cháu đại diễn thánh địa. Kết quả bị hai gia hỏa tai họa này lấy mất, thế nhưng, vậy mà kinh ra một con chu tước. Hắn lại không tức giận được. Nam tử ngóng nhìn Khương Phàm thật lâu, tản ra khí thế, vô lực lắc đầu. Thôi, ta không thể rời bỏ nơi này, cũng không sống nổi bao nhiêu năm, chuyện bên ngoài liền mặc kệ. Nếu thánh nhân quả đã bị ngươi ăn, chính là hữu duyên với ngươi. Khương Phàm âm thầm thở phào. Tạ tiền bối thành toàn, ngươi không nợ ta, ngươi nợ đại diễn thánh địa. Nam tử nhìn Khương Phàm lần nữa, sau đó bay lên không rời khỏi. Đi rồi, cứ đi như thế sao? Hỏa diễm huyễn điểu như tên trộm lắc lắc con mắt, ngồi liệt ở nơi đó. Khương Phàm cũng thật bất ngờ, nói đi là đi, đều không có truy cứu tới thánh nhân quả. Người của đại diễn thánh địa coi như không tệ. Người đã ăn hết, không còn lại chút nào. Hỏa diễm huyễn điểu dâng thân thể lên, ăn hết. Ngươi là thật hung ác, người ta kết nhóm làm việc, mình ăn thịt, chí ít cũng phải chia cho đồng bạn chừa chút xương cốt, ngươi là ngay cả mảnh vụn cũng không cho. Trước đó ngươi gặm thì sao? Ai, người ta là vắt chảy ra nước, ngươi căn bản là không có lông. Ngươi ngay cả cái này đều học, ta hỏi ngươi, trong đầu của ngươi có xuất hiện võ pháp hay không? Võ pháp gì? Ngươi nuốt nhiều như vậy, được cái gì rồi? Huyết mạch, ngươi còn thức tỉnh võ pháp rồi. Ngươi lại còn thức tỉnh võ pháp. Ngươi, hỏa diễm huyễn điểu há miệng, khí thế bỗng nhiên yếu đi, có chút kiêng kỵ ra hỏa trước mặt này. Huyết mạch ngươi thế nào? Huyết mạch của ta biến đổi. Nếu như lại nuốt yêu thú loại liệt diễm, nói không chừng có thể cướp đoạt toàn bộ thực lực của nó. Ta còn có thể hoàn chỉnh chuyển hóa yêu thể linh thể, không giống trước đó, thời điểm biến thân yêu thể còn để lại linh thể, thời điểm biến thân linh thể còn có hình thái yêu thể. Hỏa diễm huyễn điểu hưng phấn, đây chính là năng lực cường đại nó đều đang chờ mong cho tới nay. Khương Phàm đột nhiên hỏi. Có hứng thú cùng ta rời khỏi hay không? Mặc dù phẩm hạnh tên điểu tặc này có chút vấn đề, thế nhưng thực lực xác thực rất mạnh, không chỉ có thể tự nhiên chuyển hóa linh thể yêu thể, còn có thể chân chính biến thân thành hình thái yêu thú. Tương lai ngày nào đó, nếu là dùng máu mình cho hắn ăn mấy năm, chẳng phải là gia hỏa này có thể. Điều ra ta mấy năm trước còn muốn rời khỏi, một mực đè ép cảnh giới, kết quả vĩnh hằng chi linh chậm chạp không nở rộ, cuối cùng không nín được, đã đột phá. Kết quả điều ra ta vừa đột phá không được nửa năm, vĩnh hằng chi linh lại nở rộ. Hỏa diễm huyễn điểu nhắc đến liền uất ức. Bây giờ cảnh giới của ngươi là gì? Trước đó là linh hồn cảnh nhất trọng thiên, bây giờ, hắc hắc, tam trọng thiên. Ngươi có muốn rời khỏi hay không? Ngươi nghe không hiểu ta. Ta không thể đi được, ta có thể mang ngươi rời khỏi. Ngươi bốc phét gì đấy? Ngươi nếu không có gì thì làm sao mang ta đi ra ngoài? Tòa tháp này của ta rất thần kỳ, có thể giấu ngươi vào, cũng cách ly khí tức. Thật chứ? Hỏa diễm huyễn điểu tỏa sáng hai mắt, tuy nhiên ngươi phải cùng ta lăn lộn. Hỏa diễm huyễn điểu xoay động con mắt, vung lên cánh vỗ tay cùng Khương Phàm, thành giao. Thống khoái như vậy? Đó là đương nhiên. Điều ra làm việc từ trước đến nay rất quả quyết. Hỏa diễm huyễn điểu tinh danh, thế giới bên ngoài khẳng định nguy hiểm, thể chất của nó lại đặc thù, làm không tốt liền sẽ bị bắt làm chiến nô. Nam hài trước mặt này lại là chu tước linh văn, thành tựu tương lai khẳng định phi phàm, đi theo hắn chuẩn không sai. Mà, gia hỏa đùa bỡn tình dược, thực sự quá hợp khẩu vị của nó. Bây giờ nói cho ta biết, Di Lạc cổ địa là nơi nào? Khương Phàm bay lên không rời khỏi, để tránh khí tức chu tước trước đó mang theo khổng tước. Trước tiên nói đến lấy ở đâu? Hỏa diễm huyễn điểu theo sát ở phía sau. Số lượng yêu thú ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn rất nhiều, hơn 6 phần đều là huyết mạch nguyên thủy. Nếu như con người linh nguyên cảnh chưa quen thuộc tình huống, sống dăm 3 tháng còn có thể, nhưng vượt qua nửa năm, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi phải biết, linh văn cường hãn đối với yêu thú mà nói cũng là đại bổ, nhất là thánh linh văn. Cho nên từ xưa đến nay, mỗi khi Vĩnh Hằng Thánh Sơn phong bế,
người bị vây ở chỗ này cơ hồ không có còn sống hy vọng. Cho đến khi hơn 7.000 năm trước, bởi vì không rõ nguyên nhân, Vĩnh Hằng Chi Linh nở rộ sau một tháng ngắn ngủi lại đột nhiên tàn lụi, khiến cho Vĩnh Hằng Thánh Sơn sớm đóng lại. Hơn 200 con người bị vây ở nơi này, tuyệt vọng để rất nhiều người nổi điên, cũng làm cho rất nhiều người đoàn kết lại. Trải qua 3 năm sinh tồn, có một số đều đã chết, nhưng còn có 17 người vẫn kiên trì nổi, người không nhiều, nhưng đều là những thánh văn cường đại. Bọn hắn đóng trại sâu trong tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, cùng tiến cùng lui, cùng nhau sinh sống, cùng nhau trưởng thành. Vốn là đang mong đợi có thể kiên trì 100 năm, chờ Vĩnh Hằng Thánh Sơn lại mở ra, cùng bên ngoài báo cái bình an, đem đời sau của mình đưa trở về. Kết quả, sau khi lần Vĩnh Hằng Chi Linh kia tàn lụi ngoài ý muốn, 800 năm không tiếp tục nở rộ. 800 năm đó, đám người này đều đã chết già rồi, người còn sống đều là sinh sôi mấy chục đời sau, bọn hắn đã sớm quên lãng thân phận tổ tiên, đem mình làm con dân tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, sinh sống tại bí cảnh Thánh Sơn này, đem nơi đó xưng là Di Lạc cổ địa. Thời gian qua đi 800 năm, sau khi Vĩnh Hằng Thánh Sơn mở ra lần nữa, bọn hắn đã không liên hệ cùng bên ngoài, ngược lại tập trung xông vào con người. Không phải trực tiếp săn bắt, mà là chờ sau khi Thánh Sơn đóng lại, vây ở chỗ này cho hai lựa chọn. Một là bị giết chết, hai là loại bỏ ký ức, tìm bọn hắn làm nơi nương tựa. Hỏa Diễm Huyễn Điểu nhớ tới nam tử trong sơn động. Nam tử kia không có tìm tới Di Lạc cổ địa, vậy mà đã sống đến bây giờ, còn mạnh hơn, hung hãn hơn đến trình độ này. Quả thực là kỳ tích. Khương Phàm rất bất ngờ, Vĩnh Hằng Thánh Sơn vậy mà lại có một nhóm người bị lãng quên như thế sinh sống ở đây. Bọn hắn ở chỗ này sinh tồn 7.000 năm, còn không ngừng mời chào đệ tử bị nhốt. Đúng vậy, mỗi lần Vĩnh Hằng Thánh Sơn đóng lại, đều có một số người tham lam đi trễ, kết quả bị vây ở chỗ này. Những người bị nhốt này, thiên phú cũng không tệ đi. Đó là đương nhiên, mỗi lần Di Lạc cổ địa đều có thể mời chào 2-3 thánh văn tươi mới. Mà bản thân bọn hắn cũng đều là hậu đại thánh văn, còn có được ưu thế Vĩnh Hằng Thánh Sơn được trời ưu ái, thực lực phát triển đến bây giờ đã vô cùng khủng bố. Ngoại trừ vài tên ác thú bá chủ bên ngoài, bọn hắn cơ hồ đều đã xưng bá. Bọn hắn không có phái người đi ra ngoài. Hắc hắc, ngươi khoan hãy nói, bọn hắn, bình thường đều chẳng quan tâm gì cả, ngươi hiểu cái kia là cái gì không, ngươi qua cái kia không. Đừng nói nhảm, nói điểm chính. Trước khi Vĩnh Hằng Chi Linh sắp nở rộ 10 năm, 20 năm, bọn hắn sẽ điên cuồng, hắc hắc, tạo ra người toàn lực bồi dưỡng, chờ sau khi Vĩnh Hằng Chi Linh nở rộ, chọn lựa một số tinh anh thả ra. Trước sau sau mấy ngàn năm, ta hoài nghi bọn hắn đã ở bên ngoài kiến tạo thế lực thần bí, đồng thời phát triển rất tốt. Nhóm người cách mỗi 100 năm thả ra này, tương đương với máu mới, sẽ còn mang đi ra ngoài linh bảo cường đại, cùng dị thú cường hãn. Hỏa Diễm Huyễn Điểu đuổi kịp Khương Phàm, hạ giọng. Lần này cũng có, mấy ngày trước ta còn gặp, hai kẻ mạnh nhất tên là Lan Nặc, Lan Giận, thiên phú đều vô cùng mạnh. Khương Phàm chậm rãi gật đầu, nếu thật là như thế này, bọn hắn vô cùng có khả năng ở bên ngoài sáng tạo tổ chức bí mật, mà đã đặc biệt cường đại. Chí ít cũng là cấp bậc hoàng tộc. Thậm chí là chủng loại, hoàng đạo, đăng lâm bách tộc chiến trường kia. Khương Phàm chỉ lo trốn tránh Khổng Tước. Lại không chú ý tới sau khi hắn rời khỏi không lâu, trong hẻm núi nơi xa có hồng quang yêu dị đang lặng yên nở rộ, đang cẩn thận cảm nhận được khí tức Chu Tước để lại. 300 dặm bên ngoài. Khương Phàm mới thoáng thả chậm tốc độ, rơi xuống một đỉnh núi nguy nga, người đều phải rời khỏi, có muốn mang đồ đi hay không? Ta chỉ là một cô gia quả điểu, không có gì để nhớ mong. Ta nói là bảo bối cất giấu ở nơi này, cái gì cũng không có sao. Rời khỏi. Coi như không về được, có thể mang đi thì đừng khách khí. Bảo bối cất giữ sao, để ta ngẫm lại xem. Linh bảo linh quả bình thường coi như xong, muốn làm liền làm lớn. Thật là có. Hỏa Diễm Huyễn Điểu tỏa sáng hai mắt, nghĩ đến một nơi. Có cái gì đặc biệt? Theo ta đi. Hỏa Diễm Huyễn Điểu lập tức tăng tốc, mang theo Khương Phàm rời xa đỉnh núi, lao vùn vụt về nơi xa. Hắc, bớt đi phiền toái, tặc điều này khẳng định có, hàng lớn. Khương Phàm lập tức đuổi theo. Nhưng, sau vài trăm dặm, Khương Phàm bỗng nhiên cảm giác không đúng, phương hướng này sao lại giống như đường về chỗ Khổng Tước vậy? Đây là đi đâu? Người muốn chơi lớn, ta cảm giác nơi đó có thứ lớn nhất. Tuyệt đối rung động, mà, Hỏa Diễm Huyễn Điểu cười một tiếng như tên trộm. Ta có thể bảo đảm, từ xưa đến nay,
đều không có người phát hiện nơi đó. Đó là bí mật ta ngẫu nhiên phát hiện, vẫn còn rất xa. Hướng phía trước hơn 300 dặm đã đến, xác định chỉ cần hơn 300 dặm, đương nhiên xác định, người sợ cái gì, hơn 300 dặm còn có thể tiếp nhận. Khương Phàm đuổi theo hỏa diễm huyễn điểu, chỉ cần có thể giữ vững khoảng cách ngàn dặm cùng Khổng Tước, hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn. Người quan sát phía dưới, hỏa diễm huyễn điểu mang theo Khương Phàm xoay quanh ở trên không, quan sát rừng cây tươi tốt vạn mét phía dưới. Quan sát cái gì? Khương Phàm kỳ quái. Nơi này với nơi khác khác nhau ở chỗ nào sao? Quan sát phạm vi trăm dặm đại sơn, người không nghe lầm, chính là trăm dặm. Lại quan sát hai hồ lớn kia, hỏa diễm huyễn điểu xoay quanh ở trên không, trong ánh mắt khó nén hưng phấn. Khương Phàm tránh khỏi chập trùng mây mù, cẩn thận quan sát dãy núi. Thế núi chập trùng lên xuống, răng khắp nơi, không có chút quy luật nào. Ngược lại hồ nước có chút đặc biệt, một chỗ tương tự mặt trời. Xung quanh lan tràn vết tích xoay tròn, một chỗ tương tự loan nguyệt, lại không có quy tắc nào. Nhìn ra cái gì không? Không có. Ngươi thuận theo hướng ta chỉ mà nhìn. Hỏa diễm huyễn điểu chỉ vào phía trước núi cao, thuận thế núi từ từ di chuyển. Vẫn không nhìn ra cái gì. Phát huy tưởng tượng của ngươi đi. Chín dãy núi này giống là chín đầu cự long, quấn quýt lấy nhau hay không? Cự long, dây dưa, ngươi đây cũng quá gượng ép. Vĩnh Hằng Thánh Sơn đã tồn tại quá đã lâu, phần lớn ngọn núi đều sẽ bởi vì nguyên nhân đặc biệt mà xuất hiện sụp đổ, sai nứt, ngươi tưởng tượng một chút, trở lại như cũ một chút. Có phải giống hay không? Ngươi nói như vậy, thật là có chút giống. Nhưng cái này cũng... Cái gì gọi là có chút, là vô cùng giống. Ngươi lại nhìn hai cái hồ kia, giống Thái Dương M. Nguyệt hay không? Đừng nhìn hình dáng bây giờ, ngươi phát huy sức tưởng tượng. Ngươi cứ trực tiếp nói phía dưới có cái gì đi. Từ rất lâu về trước có một số người đã chú ý tới tình huống nơi này, đồng thời huyễn tưởng ra cửu long bái thiên, nhật nguyệt đồng huy, sau đó căn cứ pháp trận thôi diễn ra một cái hạch tâm, là ở chỗ này. Hỏa diễm huyễn điểu chỉ xa xa vài ngọn núi cao rõ ràng đã từng sụp đổ qua, tiếp tục nói. Năm ngọn núi kia trước đây không phải như vậy, mà là nguy nga thẳng tắp, giống như là người thị vệ khổng lồ, trấn thủ lấy một thâm cốc. Thâm cốc phía dưới chính là tâm pháp trận. Ban đầu là chủ nhân Di Lạc phát hiện nơi này, đồng thời cưỡng ép đánh đổ năm ngọn núi, ở phía dưới đào ra một cung điện khổng lồ. Lúc ấy còn đưa tới oanh động cho toàn bộ Vĩnh Hằng Thánh Sơn, Kỳ Lân, Khổng Tước, Thiên Bằng các loại đều tới. Trong cung điện có hàng vạn hài cốt, tất cả đều là cự thú thượng cổ, huyền vũ, côn bằng, thao thiết các loại, còn có phượng hoàng, cự long. Mặc dù thời gian đã lâu, nhưng rất nhiều di cốt yêu thú bên trong vẫn còn giữ sơ qua yêu khí. Những hài cốt này tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn đã gây nên mấy chục trận hỗn chiến, cũng làm cho số lượng lớn mãnh thú bởi vì yêu khí bên trong hài cốt mà biến đổi huyết mạch. Tuy nhiên đó là chuyện 3.000 năm trước, bây giờ cung điện đã hoang phế, bên trong ngay cả cái mảnh xương đều không có. Hỏa diễm huyễn điểu phá tan mây mù thật dày, phóng tới năm ngọn núi cao xa xa kia. Khương Phàm theo sát ở phía sau. Không còn có cái gì nữa, ngươi còn dẫn ta tới làm gì? Hắc hắc, điều ra ta có phát hiện mới, mau lên trên, cam đoan để cho ngươi giật nảy cả mình. Hỏa diễm huyễn điểu hưng phấn mà thúc giục Khương Phàm, lao đến núi cao. Năm ngọn núi cao từ vạn mét không trung quan sát cũng cảm giác vô cùng khổng lồ, sau khi ở trong đó càng có thể cảm nhận được bọn chúng rộng lớn. Cây rừng tươi tốt, bao phủ, lấy núi cao chập trùng, một ít cây già thẳng tắp che trời, còn có rất nhiều cây cối tráng kiện to lớn, chạc cây rủ xuống, giống như vải mảnh. Lá rụng dày đặc trên mặt đất dày chừng 7-8 mét, ẩn giấu đi số lượng lớn linh quả lão dược. Khương Phàm đi theo hỏa diễm huyễn điểu xê dịch giữa trà cây hỗn loạn, tìm kiếm cửa vào u cốc. Mười mấy dặm bên ngoài. Một đám thanh niên nam nữ đang cẩn thận từng ly từng tí tiềm phục tại chỗ tối, nín thở định thần, khẩn trương nhìn cánh rừng 300 mét bên ngoài kia. Nơi đó so với rừng cây xung quanh không có gì khác biệt, an tĩnh ẩm ướt, tươi tốt nồng đậm. Mấy cây già tang thương lẳng lặng chiếm cứ ở nơi đó, rủ xuống trăm ngàn cành, treo dây leo đầy rêu xanh. Từng tia nắng xuyên qua tán cây, hiện ra cột sáng mông lung, đem nơi đó chiếu ánh duy mỹ tươi mát. Nhưng chính vì nhìn như rất bình thường kia lại làm cho đám nam nữ 300 mét bên ngoài kia khẩn trương đến ngạt thở. Bọn hắn không phải đệ tử thánh địa phía ngoài, mà là bọn người Lan Nặc, Lan Giật, Di Lạc cổ địa. Vạn linh huyết thụ, là vạn linh huyết thụ. Lan Nặc khẩn trương lại kích động,
trong đôi mắt sáng tỏ đung đưa tinh quang không thể tưởng tượng nổi. Ở giữa mấy cây già có một gốc cây nhỏ tươi non, đứng đấy, thân cành tinh hồng như máu, bốn chạc cây nhỏ dài mềm dẻo, rễ cây non mịn không đâm vào dưới mặt đất, mà là, giẫm, trồng lên lá khô, thần kỳ nhất chính là linh quả đỏ tươi ướt át trên ngọn cây kia. Chợt nhìn, giống như mọc ra một tiểu nhân nhi. Cây nhỏ này lại còn giống như rất có linh tính, nó đang thất thần nhìn qua phương xa. Đó chính là vạn linh huyết thụ. Sẽ không sai. Bọn người Lan Dận trao đổi ánh mắt kích động, chậm rãi gật đầu, đều cho nhau xác nhận. Sớm tại 3.000 năm trước, ngay lúc đó tiên tổ Di Lạc cổ địa từng tại dưới mặt đất mảnh rừng núi này phát hiện bảo điện, bên trong chôn giấu vô số yêu thú di cốt. Bao gồm cả cự long, phượng hoàng thậm chí là huyền vũ, các loại cự thú thượng cổ. Người thủ vệ, bảo điện chính là một gốc quái thụ màu máu cứng cáp khổng lồ. Lại bằng sức một mình liều mạng với tất cả đỉnh cấp yêu thú vĩnh hằng thánh sơn, giết đến máu chảy thành sông, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Theo ghi chép, cây huyết thụ kia suýt chút nữa đã diệt sạch các yêu vương bá chủ tầng chót nhất của vĩnh hằng thánh sơn. Gốc cây kia, chính là vạn linh huyết thụ. Là siêu cấp chiến thụ hấp thu ngàn vạn di cốt huyết mạch yêu thú mai táng bên trong bảo điện mà sinh ra. Nó có thể xưng là khắc tinh của yêu tộc, loài săn mồi yêu tộc kinh khủng nhất. Chỉ cần nó hấp thu qua huyết mạch yêu thú tương tự, trong thân thể liền có thể diễn biến ra lực lượng cường đại trấn áp loại huyết mạch kia. Ví dụ như, nếu như nó hấp thu qua thần long, liền có thể săn bắt long tộc thiên hạ, nếu như hấp thu qua chu tước, liền có thể săn mồi ức vạn cầm tộc, nếu như hấp thu huyền vũ, liền có thể giết vào biển cả, lấy vạn yêu hải tộc làm thức ăn. Nó hấp thu huyết mạch yêu tộc càng nhiều thì sẽ càng mạnh, nó sẽ càng cường đại, cho đến khi không thể địch nổi. Nó đã từng là ác mộng thời đại yêu tộc thượng cổ. Nó từng mang theo ức vạn yêu tộc liên thủ vây bắt, lấy thần lực phong ấn triệt để luân hồi. Ai cũng không nghĩ tới, vạn linh huyết thụ lại tại xuất hiện vĩnh hằng thánh sơn. Rốt cuộc là thượng cổ để lại hạt giống để vào tình huống đặc biệt tỏa sáng sinh mệnh, hay là chủ nhân mai táng tòa cung điện kia lấy năng lực đặc thù để làm sống lại vạn linh huyết thụ. Cái này không ai biết được. Nhưng sự cường đại của nó để yêu tộc của Vĩnh Hằng Thánh Sơn cảm nhận được uy hiếp mãnh liệt, cuối cùng sau khi toàn bộ liên hợp lại, mới có thể đánh giết vạn linh huyết thụ. Xác thực mà nói, vạn linh huyết thụ không có chết, không có bị trấn áp, mà là tại thời khắc cuối cùng đã đem mình hóa thành vô tận yêu huyết mà phóng thích, nhuộm đỏ vạn dặm dãy núi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Có người từng nói, đây là binh giải bản thân vạn linh huyết thụ, là một loại trùng sinh khác. Trong tương lai, nếu có một gốc cây nhỏ màu máu xuất hiện, đỉnh đầu lại có huyết quả, cũng đi đến bảo điện, hoặc có thể là ở phía xa ngóng nhìn bảo điện, liền có thể nhận định được, đó là vạn linh huyết thụ. Đã sống lại, chỉ là từ đó về sau, 3.000 năm, tất cả yêu tộc cùng Di Lạc cổ địa đã tìm kiếm bốn phương, không còn có phát hiện cây nhỏ trên đỉnh đầu huyết quả. Đây là truyền thuyết. Đây là ghi chép cổ lão. Lan Nặc làm sao cũng đều không nghĩ đến, tại thời điểm nàng sắp rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Vậy mà lại có thể gặp được vạn linh huyết thụ trùng sinh. Đây quả thực là ông trời ban ân cho nàng. Bắt lấy nó, nhất định phải bắt lấy nó. Lan Nặc ra hiệu với đám người, chuẩn bị tới gần phía trước. Đám người gật đầu với nhau, sau khi hít một hơi thật sâu, lần nữa ngừng thở, khống chế linh lực lưu động trong kinh mạch, cẩn thận từng ly từng tí tới gần phía trước. Loại vật nghịch thiên này có thể được xem là cấm kỵ, nếu gặp, tuyệt đối không thể bỏ qua. Vạn linh huyết thụ có linh trí rất cao, nó vẫn đang, ngóng nhìn, về phương xa. Nơi đó là phương hướng năm ngọn núi cao bảo vệ U Cốc, nơi đó đã từng là nơi nó bảo vệ. Răng rắc, Lan Dận sốt ruột đi lên phía trước, không cẩn thận đạp gãy một cây cành khô. Toàn thân cứng đờ, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh, khẩn trương nhìn qua vạn linh huyết thụ xa xa. Lan Nặc bọn người lập tức co thân thể lên, trốn ở phía sau đại thụ bên cạnh. Vạn linh huyết thụ, ung dung hoàn hồn, trái cây màu đỏ như máu phía trên giống như là cái đầu quay lại, quan sát rừng cây xung quanh. Tim bọn người Lan Dận cũng nhảy lên đến cuống họng. Một khi vạn linh huyết thụ bị hù chạy, muốn ở bên trong rừng mưa mênh mông này lại tìm đến nó, không khác gì mò kim đáy biển. Bọn hắn nhất định phải tới được khoảng cách nhất định, sau đó mới có thể khởi xướng vây bắt. Vạn linh huyết thụ, nhìn bốn chỗ, sau khi không có phát hiện ra vấn đề gì. Nó lại quay đầu tiếp tục nhìn qua nơi xa. Hô! Tiếp tục! 100 mét, nhất định phải đến được 100 mét. Lan Dận thoáng thở phào, ra hiệu với đám người, tiếp tục vây quanh tới phía trước. Nhưng, đúng vào lúc này,
nơi xa đột nhiên truyền đến từng tiếng hô to. Ha ha, phía trước, ngay ở phía trước, điều ra ta trước đây là chuẩn bị đợi đến sinh tử cảnh lại đến, không nghĩ tới nhanh như vậy đã trở lại. Người đi theo điều ra, lần này kiếm lợi lớn. Hỏa diễm huyễn điểu hưng phấn mà ngao ngao kêu to, nhanh chóng xen kẽ giữa rừng rậm, ánh lửa bừng bừng, xông lại phía vạn linh huyết thụ nơi này. Ra tay. Sắc mặt bọn người Lan Nặc đại biến, không lo được ẩn nấp nữ ua, toàn bộ liền lập tức xuất hiện nhào về phía vạn linh huyết thụ xa xa. Nhưng, vạn linh huyết thụ đã bị chấn kinh, nó đã tiến vào rừng rậm trước một bước, biến mất không còn bóng dáng. Tại nơi rừng già tươi tốt này, thụ yêu vạn linh huyết thụ có thể tùy tiện ẩn nấp. Đáng chết, còn kém một chút nữa. A a a. Lan giận tức giận đến dữ tợn. Vạn linh huyết thụ, đã sắp bắt được rồi. Nếu như có thể có được vạn linh huyết thụ, bọn hắn coi như không cần thái thản cự mãng, không cần khổng tước, cái gì cũng đều có thể không cần. Các tộc nhân Di Lạc cổ địa đều giật mình đứng nguyên tại chỗ, biến mất. Vạn linh huyết thụ, cứ như vậy mà trơ mắt nhìn nó chạy trốn ở trước mặt bọn hắn. A, lại gặp mặt. Hỏa diễm huyễn điểu bất ngờ khi đụng phải người của Di Lạc cổ địa nơi này. Ngươi tới nơi này làm gì? Ai bảo ngươi tới? Có thanh niên tộc nhân hai mắt đỏ lên, giận dữ mắng mỏ hỏa diễm huyễn điểu. Điều tặc đáng chết, sớm không tới trễ không tới, hết lần này tới lần khác lại tới vào đúng lúc này. Cố ý sao, nói thế là thế nào, nơi này lúc nào đã thành của Di Lạc cổ địa các ngươi rồi, điều ra ta còn không thể tới sao. Hỏa diễm huyễn điểu cao ngạo dương đầu lên, huyết mạch biến đổi, cảnh giới tăng lên, nó không sợ đám tiểu tử này. Ngươi có thể tới đây, nhưng ngươi tới không phải lúc. Lan Nặc cũng thật đáng tiếc, chỉ cần lại tới gần 10 mét, trong vòng 100 mét, đã có thể ra tay. Ai? Vạn linh huyết thụ. Nếu như có thể đưa ra bên ngoài, lợi dụng yêu thú phía ngoài nuôi nấng, vạn linh huyết thụ sẽ để cho toàn bộ Thương Huyền Đại Lục cũng vì đó chấn kinh. Bất luận là Huyền Thiên Hoàng tộc, hay là Thiên Khải Hoàng đạo, đều đem một lần nữa đánh giá thực lực, thần giáo, bọn hắn. Mà những người mới các nàng đây cũng có thể bằng vào vạn linh huyết thụ, được thần giáo vun trồng đặc, thậm chí là được lão tổ chiếu cố. Hỏa diễm huyễn điểu xoay động con mắt, bỗng nhiên nói. Có phải các ngươi ở chỗ này bắt cái gì hay không? Ngươi đã hù chạy cá tiến vào lưới chúng ta, ngươi chịu trách nhiệm đi. Lan giận căm tức nhìn chằm chằm hỏa diễm huyễn điểu. Hắc hắc, ta nhiều nhất là phụ trách đối với bảo bối Lan Nặc. Hỏa diễm huyễn điểu chớp mắt với Lan Nặc. Còn phong tao thổi huyết sáo. Bắt lấy nó. Lan Nặc ra hiệu với đám người. Vạn linh huyết thụ chạy, vậy thì lấy tên tặc điểu này bồi thường. Ta khuyên các ngươi nên suy nghĩ lại một chút, điều ra ta bây giờ đã là linh hồn cảnh tam trọng thiên. Hỏa diễm huyễn điểu kiêu ngạo nhắc nhở bọn hắn, mặc dù là nói như vậy, nhưng ánh mắt cũng rất cảnh giác. Bọn gia hỏa này chuẩn bị rời khỏi khẳng định đã mang theo rất vũ khí đáng sợ trong người, nếu là đánh nhau. Ai mạnh ai yếu thật đúng là không nhất định. Nấy ngày trước không phải ngươi còn là nhất trọng thiên sao? Lan giận lúc này mới phát hiện khí tức hỏa diễm huyễn điểu đã mạnh lên. Ngươi cũng đã nói, đó là vài ngày trước, điều ra ta ngút trời. Hỏa diễm huyễn điểu đang muốn khoe khoang, Lan Nặc đột nhiên đưa tay, đầu ngón tay mảnh khảnh kéo về phía trước vung lên một giọt nước óng ánh. Giọt nước sáng long lanh, trong suốt tinh khiết, phản chiếu ra cảnh đẹp rừng rậm, phản chiếu cả trời xanh mây trắng. Nhẹ nhàng mỹ diệu, lại thanh linh vô hại. Nhưng, chính là cảnh tượng cũng chiếu thiên địa này, lại không thể tưởng tượng nổi bị thu nhận đến bên trong. Ầm ầm, phạm vi rừng rậm hơn ngàn mét ầm vang sụp đổ, trong nháy mắt biến thành bụi. Thiên khung lờ mờ, mây mù tiêu tán như hóa thành lỗ đen. Giọt nước tốc độ tăng vọt, uy thế kinh hồn, mang sơn hạ uy lực, thiên địa khí tức, cho đến khi hỏa diễm huyễn điểu. Một nước một thế giới. Diễn biến khó có thể tin được. Bạo kích rung động lòng người. Hỏa diễm huyễn điểu còn đang há mồm nhìn, giọt nước đã tới trong nháy mắt, đánh vào trong miệng nó. Nương theo lấy bạo tạc thảm liệt, đầu và nửa thân thể hỏa diễm huyễn điểu nổ nát vụn tại chỗ. Nó không chết được, tản ra, vây khốn. Đôi mắt xinh đẹp của Lan Nặc lấp lóe tinh quang, thét lên ra lệnh đám người hình thành vòng vây, đầu ngón tay dương nhẹ, một mảnh ngọc kính quăng về phía không trung. Đây là bảo bối vừa rồi chuẩn bị bắt vạn linh huyết thụ, bây giờ, hầu hạ, tặc điểu. Ngọc kính bay lên không, tia sáng nở rộ, chói mắt hừng hực, trong nháy mắt đều chiếu thấu cả đất trời. Bừng sáng. Sau một khắc, ngọc kính hoành không,
bộ dáng hỏa diễm huyễn điểu rách dưới. Tiểu nương nhi, ngươi cũng là linh hồn cảnh rồi. Giấu quá kỹ nhỉ, hỏa diễm huyễn điểu lập tức muốn đoàn tụ thân thể, lại đột nhiên phát hiện không động được. Bất luận thôi động huyết châu như thế nào, huyết khí đều khó mà đoàn tụ được với cơ thể, giống như bị giam cầm trong không gian. Hư thiên kính, ngọa tào, sao chủ nhân di lạc lại đem nó cho ngươi? Hỏa diễm huyễn điểu chấn kinh, đó là sát khí đáng sợ có thể vặn vẹo hiện thực. Một khi chiếu ra hình dạng của ngươi liền có thể hoàn toàn khống chế lại ngươi, bao gồm cả thân thể cùng linh hồn của ngươi. Trong ngọc kính xuất hiện thay đổi cái gì, trong hiện thực ngươi sẽ xuất hiện thay đổi cái đó. Trong ngọc kính bất động, ngươi liền không động được. Trong ngọc kính chết rồi, ngươi cũng sẽ chết. Di Lạc cổ địa lại giao loại sát khí này cho Lan Nặc. Cùng ta rời khỏi. Lan Nặc nhảy vọt lên, muốn bắt hướng hư thiên kính, khống chế hỏa diễm huyễn điểu. Đúng vào lúc này, một bóng người như thiểm điện từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến cực hạn, trong nháy mắt đã lập tức rơi xuống bên cạnh một người trong đó. Người kia ngưng tụ con ngươi, phản ứng cực nhanh, nháy mắt đã quay người, hắc đao nặng nề trong tay dâng lên đao khí, lấp lóe như lôi điện, ngang nhiên phách chạm. Khương Phàm rơi xuống đất đứng dậy, đưa tay chặn đường, hiện rõ thuế lực cương mãnh như nước chảy mây trôi. Keng! Một tiếng điếc tai oanh minh, hắc đao dừng lại. Khương Phàm trực tiếp dùng bàn tay cầm lưỡi đao, cánh tay bộc phát cuồng lực, nắm lấy lưỡi đao giơ lên. Nam tử vội vàng không kịp chuẩn bị, chật vật vén lui. Khương Phàm ra tay như điện, một tay bóp lấy cổ nam tử. Ai? Đám người bừng tỉnh, bỗng nhiên quay người, thả nó ra. Khương Phàm bóp lấy cổ nam tử, đầu ngón tay khảm tiến vào da thịt, xoay ở động mạch cùng xương cổ. Nam tử bị bóp đến trợn trắng mắt, muốn phản kích, lại có thể rõ ràng cảm nhận được chỗ cổ tay người này trước mặt đang phun trào ngọn lửa màu vàng óng. Chỉ cần mình vận dụng linh lực, cỗ liệt diễm kia vô cùng có khả năng cùng lúc bao phủ đầu mình. Thả ai? Lan giận chau mày, thần tình nghiêm túc. Trước khi bọn hắn rời khỏi thánh địa hành động phải tận lực giữ bí mật, tránh tiếp xúc quá nhiều cùng người xa lạ. Người này lại từ đâu xuất hiện, lại còn trực tiếp rơi vào trước mặt bọn hắn như vậy. Nơi này còn có thứ khác cần thả. Khương Phàm đưa ánh mắt bén nhọn đảo qua hơn 10 vị đệ tử ở xung quanh, những người này hẳn là người của Di Lạc cổ địa. Hỏa diễm huyễn điểu. Lan giận nhìn hỏa diễm huyễn điểu bị khống chế, lại có người làm bằng hữu cùng tặc điểu, là bị tặc điểu lừa gạt sao? Thả nó. Tay Khương Phàm càng bóp càng chặt, tùy thời có thể cố chấp bẻ gãy cổ tộc nhân Di Lạc. Nó đã là của chúng ta. Lan giận ra hiệu các tộc nhân chuẩn bị sẵn sàng, cảnh giới người này rất cao, khí tức cũng không yếu. Nó không phải vật vô chủ, nó thuộc về ta. Khương Phàm thoáng cảnh giác. Nó thuộc về ngươi, ha ha, ngươi thật đúng là cái gì cũng dám muốn. Không sợ tặc điểu này bán ngươi đi, không liên quan với các ngươi, thả nó. Nó đã quấy rầy chúng ta đi săn, ngươi nói xem tính thế nào. Ngươi tha thứ nó vô ý, ta tha thứ các ngươi nổ thương nó, thanh toán xong. Ha ha, coi như đem nó nổ chết, đều đền không nổi. Vậy ngươi nói, giải quyết như thế nào? Ngươi bây giờ quay người, đi ra, nó thuộc về chúng ta, sống hay chết, đều không liên hệ gì tới ngươi. Khương Phàm nhẹ giọng cười một tiếng. Ta có một chủ ý, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Nói. Các ngươi thả nó, ta bảo đảm giữ thân phận và bí mật của các ngươi. Khương Phàm vừa mới nói xong, ánh mắt tộc nhân Di Lạc bỗng nhiên lăng lệ, gắt gao tiếp cận Khương Phàm, xin hỏi, thân phận gì, bí mật gì? Khương Phàm đón ánh mắt của bọn hắn. Thân phận, Di Lạc cổ địa, bí mật, các ngươi muốn rời khỏi đây. Đủ không, Lan Nặc thì tiếp cận hỏa diễm huyễn điểu, ngươi nói thứ không nên nói. Ngươi biết hậu quả, trong thân thể rách dưới hỏa diễm huyễn điểu phát ra âm thanh, ta bây giờ không có đầu không có miệng, không nghe được ngươi nói cái gì, cũng nói không ra. Giết! Lan Nặc quả quyết hạ lệnh. Bí mật Di Lạc cổ địa không thể truyền đến bên ngoài, nhất định phải bảo trụ. Hai vị tộc nhân trong nháy mắt đã biến mất, sau một khắc liền trực tiếp xuất hiện ở hai bên trái phải Khương Phàm, tốc độ nhanh đến cực hạn, đao nhọn cùng lúc đâm về yết hầu cùng lồng ngực Khương Phàm. Keng! Da thịt Khương Phàm căng cứng, kích thích chiến trụ, ngạnh kháng đao nhọn, đồng thời dâng lên hắc chiều mãnh liệt, quét sạch mấy chục mét. Sắc mặt hai người hơi biến, quả quyết bước ra. Nhưng 12 thiết lao bên trong hắc chiều nháy mắt đã rộng mở, đánh ra từng sợi xiềng xích, kịch liệt tiêu xạ, cưỡng ép cuốn lấy bọn hắn. Đám người nơi xa nhíu mày,
đây là võ pháp gì? Lan Dận bất ngờ, thân thể của người này có thể trực tiếp chống đỡ đao nhọn ám sát. Khuôn mặt Khương Phàm lạnh lẽo, ánh mắt lăng lệ. Ba mạng đổi một cái mạng của nó. Nếu như có thể, thả nó, nếu như không được, các ngươi giết nó, ta giết bọn hắn, sau đó. Ta cùng các ngươi chơi tới cùng. Đại thừa Thánh Văn, ngươi là con dân Huyền Nguyệt, hay là đệ tử Thánh Địa? Lan Nặc vẫn đang khống chế hỏa diễm huyễn điểu, tuy nhiên đã một lần nữa bắt đầu đánh giá đến Khương Phàm. Đệ tử Thánh Địa, chỉ một mình ngươi. Ta nói chỉ còn mình một ta, ngươi tin không? Chí ít, bọn hắn không ở nơi này, người đây phô trương thanh thế dùng rất thô giáp. Lan Nặc nhìn chằm chằm Khương Phàm, hơi chút trầm mặc, nói, ngươi thật có thể giữ bí mật. Nếu như chúng ta từ đây lại không có liên hệ, ta sẽ vĩnh viễn giữ vững bí mật, nếu có bất cứ chuyện gì không tốt phát sinh, ta. Lúc này, mặt đất đột nhiên nhúc nhích, một gốc sợi đằng già cứng cáp chui ra ngoài, phía trên có hồ lô màu tím. Ánh mắt Khương Phàm lạnh xuống, nháy mắt bạo khởi, kéo ba vị tộc nhân tiến vào thanh đồng tiểu tháp, chấn mở hai cánh thánh viêm, phóng đến không trung. Lan Nguyệt, thu hắn. Lan Nặc thét lên ra lệnh. Hồ lô màu tím rạng rỡ ánh sáng, tiên diễm ướt át, trong chốc lát sôi trào lên ánh sáng ngập trời, che mất Khương Phàm đang chạy trốn. Khương Phàm lập tức phát giác, giống như bị hãm sâu trong hải dương cuồn cuộn, tốc độ nhận hạn chế nghiêm trọng. Ngươi trốn không thoát. Một nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn ngọt ngào từ dưới đất lao ra, bưng lấy sợi đằng già, khống chế hồ lô màu tím. Nàng là tộc nhân Di Lạc. Trước đó tại thời điểm Khương Phàm khống chế hai vị tộc nhân nàng đã liền lặng lẽ chìm vào trong đất. Thu! Lan Nguyệt quát lên, hồ lô trong tay chỉ lên trời một kích, tử khí ngập trời lập tức hình thành vòng xoáy, rung động ầm ầm, thanh thế to lớn, kéo Khương Phàm từ không trung xuống. Khương Phàm điên cuồng phóng thích liệt diễm, nhưng vẫn khó mà khống chế được thân thể, theo vòng xoáy tử khí nhanh chóng hạ xuống. Hồ lô càn khôn, Di Lạc cổ địa đều đem vốn liếng cho các ngươi sao? Hỏa diễm huyễn điểu ở phía xa kinh hô. Tiểu tử, tiến đến cho tỷ tỷ ta. Lan Nguyệt xinh đẹp, thôi động sợi đằng già trùng kích hồ lô màu tím. Hồ lô tinh xảo mỹ diệu, lại lắc lư lên thuế lực sông núi rừng mưa, chiều dâng màu tím đại tác, quấn lấy Khương Phàm cho đến khi hồ lô. Giữa lúc nghìn cân treo sợi tóc, Khương Phàm tế lên cửu hoàng luyện thiên đỉnh, toàn lực thôi động. Ầm ầm, đỉnh lô chấn động, đinh tai nhức óc, kịch liệt tăng vọt đến hơn 50 mét. Thánh viêm sôi trào cuồn cuộn, theo Khương Phàm hung hăng đánh tới hồ lô, điên cuồng gào thét vang vọng rừng rậm, nát cho ta. Cái gì? Lan Nguyệt kinh hô, cảm thấy đỉnh lô bất phàm, quả quyết thu hồ lô lại, tản ra tử khí. Khương Phàm lại không ngừng tấn công, lấy đi đỉnh lô, toàn thân xoay chuyển, vồ một cái về phía yết hầu nữ tử. Bất chợt, một hồn châm phá không gian, đánh về phía Khương Phàm. Hồn châm tinh tế như lông. Tới gần Khương Phàm không một tiếng động, trong chốc lát đã phân hóa ra trăm ngàn lần, lạnh thấu xương, âm trầm tà ác, giống như trăm ngàn con ác quỷ nhanh chóng phóng tới đầu Khương Phàm. Khương Phàm chấn động hai cánh, mãnh liệt xoay chuyển, hiểm lại càng hiểm tránh khỏi hồn châm đâm xuyên. A! À, một vị tộc nhân Di Lạc uy mãnh phía trước hơi kinh ngạc, nhạy bén như thế sao? Khương Phàm rơi xuống, trong nháy mắt đã lập tức bay thẳng lên trời ngàn mét, liệt diễm cuồn cuộn khắp toàn thân. Sẵn sàng trận địa đón quân địch. Chẳng lẽ những tộc nhân Di Lạc này mỗi người có một bảo khí sao? Bảo bối tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn đều bị bọn hắn đào đi rồi sao? Phản ứng vẫn rất nhanh. Lan Nguyệt nắm sợi đằng già, cảnh giác không chung. Không nghĩ tới trong thánh địa lại còn có người đặc biệt như thế, trong ánh mắt lộ ra ngoan khí, trong ứng biến hiện ra kinh nghiệm. Xem ra chúng ta là không đạt thành hiệp nghị. Khương Phàm lại phóng xuất ba vị tộc nhân Di Lạc ra. Dùng xiềng xích treo ở giữa không trung, các ngươi là muốn giữ bí mật, hoàn toàn không để ý sống chết của bọn hắn. Coi như chúng ta đều chết, cũng phải bảo thủ bí mật Di Lạc. Lan Dận cầm bảo đao trong tay, ngóng nhìn bầu trời. Nói như vậy ta hẳn phải chết không nghi ngờ rồi. Ha ha, hỏa diễm huyễn điểu thuộc về các ngươi, cáo từ. Khương Phàm không chần chờ chút nào, kéo lấy ba vị Di Lạc tộc nhân rời khỏi. Ai, xảy ra chuyện gì? Lúc này đã đi rồi. Không còn kiên trì sao? Nói không chừng còn có thể cứu mà. Hỏa diễm huyễn điểu ngao ngao kêu gào. Khương Phàm, tên hỗn đản ngươi, ai nói muốn dẫn ta cùng ra ngoài? Đại gia ngươi, ta muốn tuyệt giao với ngươi. Chớ ồn ào. Lan Nặc khống chế, cái bóng, bên trong hư thiên kính, chậm rãi xé rách.
hắn rốt cuộc là ai? Thân thể hỏa diễm huyễn điểu thật giống bên trong hư không kính, bắt đầu xé rách, máu tươi chảy ngang, ta muốn nghe lời thật, ta mặc dù muốn mang ngươi rời khỏi, nhưng không phải không thể mang ngươi rời khỏi. Ta có thể cho ngươi làm chiến sủng, cũng có thể luyện ngươi. Váy dài lan nặc phiêu giật, xinh đẹp như tiên tử, nhưng lời nói ra lại lạnh đến nỗi để cho người ta sợ hãi. Ta nói, hắn là đệ tử thân truyền của thánh chủ đại diễn thánh địa, hắn tên Khương Phàm, ngươi không nghe lầm, chính là đại diễn thánh địa. Tôn chủ thánh địa Tây Bộ, hắn biết bí mật Di Lạc, không phải là bởi vì ta nói, là nam tử kia nói. Hỏa diễm huyễn điểu đều đang, bịa chuyện. Nam tử nào? Chính là nam tử trông coi thánh nhân quả trong sơn động kia. Ngươi không có chú ý tới huyết mạch của ta đã biến đổi sao, cũng là bởi vì dính chút ánh sáng, ăn thánh nhân quả. Tô Thiên Tịch, bọn người lan nặc, lan giận khẽ nhíu mày. Ta không biết hắn tên là gì, nhưng hắn nói mình là người đại diễn thánh địa để lại, đem thánh nhân quả cho Khương Phàm. Bởi vì ta cùng Khương Phàm xưng huynh gọi đệ, liền may mắn đạt được một chút. Chuyện gì là cổ địa, thật không phải ta nói. Trong mắt hỏa diễm huyễn điểu loạn chuyển, rất tinh minh đem chuyện nhét vào trên thân nam tử đáng sợ kia. Tuy nhiên để nó kỳ quái là, bọn người lan nặc hình như cũng biết nam tử kia. Sắc mặt lan giận chợt trầm xuống. Tô Thiên Tịch đã cùng chúng ta ước định qua, không tiết lộ bí mật Di Lạc cổ địa. Lan Nguyệt nhảy đến phía trước, chỉ vào hỏa diễm huyễn điểu quát, tặc điểu. Tô Thiên Tịch còn nói qua cái gì? Khương Phàm lúc ấy mời hắn mang theo tìm kiếm linh bảo khắp nơi, hắn lại nói mình không thể đi loạn, đem thánh nhân quả cùng bảo bối giao cho Khương Phàm coi như hoàn thành sứ mệnh. Khương Phàm hỏi vì sao không thể đi, hắn do dự một chút liền nói nơi này có một đám người đặc thù sinh sống. Ta lúc ấy lắm miệng, nói câu gì là cổ địa. Nhưng ta cam đoan, không nhiều lời. Hỏa diễm huyễn điểu suy nghĩ vô cùng sinh động, giả ra bộ dáng kêu phụ thân gọi phụ mẫu, xảo diệu ứng phó. Lan giận lại hỏi, làm sao Khương Phàm biết chúng ta muốn rời khỏi, cái này, nói, gia hỏa Khương Phàm này quá thông minh, là chính hắn đã hỏi một câu, người nơi này có thể phái người ra ngoài hay không. Sau đó, ta đương nhiên không thể nói lung tung, nam tử kia trầm mặc, kết quả Khương Phàm liền có thể cảm giác là có. Người nói đều là thật. Lan Nguyệt hồ nghi nhìn hỏa diễm huyễn điểu, Lan Nguyệt muội muội, ta là chim gì, người còn không rõ ràng sao. Tặc điểu, phôi điểu, sắc điểu. Ngươi nói ta tặc, nói ta hỏng, ta có thể chịu. Nói ta sắc, xem như công kích thân chim. Ngươi không sắc, ngươi có nhìn lén ta tắm rửa. À, đó là ngươi sao, ta còn cho là bảo bối lan nặc, hại ta nhớ mãi không quên. Tuy nhiên, dáng người ngươi rất tốt, phát dục không tệ. Ta giết ngươi. Đủ rồi. Lan giận quát tháo, hung tợn tiếp cận hỏa diễm huyễn điểu. Hỏa diễm huyễn điểu nhắc nhở bọn hắn. Ta khuyên các ngươi vẫn nên chủ động hòa giải cùng Khương Phàm, nếu không tên điên kia chuyện gì cũng đều làm được. Ánh mắt lan giận chợt lạnh lên. Nếu như hắn dám ở bên ngoài nói lung tung, đại diễn thánh địa biến mất sẽ không xa. Hỏa diễm huyễn điểu nói. Đừng nói mạnh miệng, thiên hạ này không có người nào có thể tùy tiện hủy đi thánh địa, nếu không truy cứu tới, không chỉ là liên minh thánh địa sẽ thảo phạt, còn có thể liên lụy đến vấn đề cao hơn. Lan giận á khẩu không trả lời được, thánh địa phụ trách bảo vệ dân chúng, khống chế khí vận thiên hạ, không chỉ được người đời tôn trọng, càng được đám thế lực tầng cao nhất kia bảo hộ. Nếu quả thật muốn cùng thánh địa đối nghịch, sẽ chọc cho đến vô số phiền phức, càng có thể đem chuyện làm lớn ra, hoàn toàn bại lộ bí mật của bọn hắn. Hỏa diễm huyễn điểu tiếp tục nói. Ta vẫn khuyên các ngươi nên cùng Khương Phàm hòa giải, người của thánh địa làm việc vẫn có chừng mực. Chỉ cần hắn cam đoan không nói liền thật sẽ không nói. Lại nói, các ngươi ở bên ngoài hẳn là đã phát triển nhiều năm như vậy, không thuộc về hoàng đạo thì cũng là hoàng tộc. Còn sợ bị người ta biết bí mật, Lan Nặc thu hồi hư thiên kính. Gọi hắn qua. Hỏa diễm huyễn điểu khôi phục tự do, nhanh chóng khép lại thương thế. Gọi tới giết, hay là... Ta muốn nói chuyện với hắn một chút. Lan Nặc lạnh nhạt, đáy mắt tản ra sát ý. Chỉ là nói chuyện. Hỏa diễm huyễn điểu cảnh giác xung quanh, xem thái độ của hắn. Tốt, ta nhất định tìm hắn tới. Tuy nhiên các ngươi phải cam đoan, đừng giết hắn. Đại diễn thánh địa rất coi trọng người này, nếu không khẳng định sẽ trả thù. Ngươi một mực mời hắn đến, nếu như cuối cùng hai bên đều hài lòng, ta không chỉ sẽ tha hắn, còn có thể mang ngươi rời khỏi.
rời khỏi. Nếu ngươi đã dùng thánh nhân quả, hẳn là huyết mạch đã biến đổi đến thuần huyết. Ngươi ở lại nơi này quá đáng tiếc, ta mang ngươi rời khỏi, cho ngươi tự do. Ta đều linh hồn cảnh tam trọng thiên. Ta cũng là linh hồn cảnh, nhưng ta có thể phong ấn cảnh giới. Chờ tin tức tốt của ta. Hỏa diễm huyễn điểu thống khoái đồng ý, hóa thành hỏa ưng phóng tới không trung. Lan Nặc nhìn hỏa diễm huyễn điểu rời khỏi, má ngọc xinh đẹp lại bình tĩnh như thường, nhưng đôi mắt trong trẻo lại hiện lên từng tia sắt lạnh. 20 dặm bên ngoài, Khương Phàm ngồi tại đỉnh núi nhìn qua phương xa mây mù tràn ngập rừng rậm, chờ đợi hỏa diễm huyễn điểu. Gia hỏa này rất tinh danh, hẳn là có thể nghĩ được cách thoát thân. Nếu như chờ nửa ngày không trở lại, hắn cũng sẽ nghĩ cách khác đi qua cứu. Sau đó không lâu, một hỏa quang đánh vỡ mây mù xuất hiện trong tầm mắt Khương Phàm. Ngươi cứ như vậy mà chạy sao? Làm ta quá là thất vọng. Hỏa diễm huyễn điểu từ trên trời giáng xuống, ủy cánh căm tức nhìn Khương Phàm. Khương Phàm cười nói. Chút chuyện nhỏ này còn ứng phó không được, còn có mặt mũi cùng ta lăn lộn. Ngươi đại gia, ngươi thương tâm ta. Ngươi hữu tâm, đừng nói nhảm, bọn hắn đi rồi. Bọn hắn ăn chắc ngươi. Bọn hắn muốn thế nào? Tìm ngươi đàm phán, ngươi thả người, bọn hắn thả ngươi. Có thể tin được không? Không đáng tin. Vậy sao ngươi còn đồng ý? Cứ như vậy đồng ý thôi, trước mắt thoát thân mới quan trọng. Hỏa diễm huyễn điểu cười như tên trộm, nếu như là trước đó, hắn thật đúng là sợ đám người Di Lạc cổ địa kia. Dù sao mình bị vây ở Vĩnh Hằng Thánh Sơn này, không chỗ có thể trốn, chỉ cần những đại nhân vật Di Lạc cổ địa kia ra tay, nó hẳn phải chết không nghi ngờ. Bây giờ nha, dù sao cũng đã đều muốn đi theo Khương Phàm rời khỏi, tại sao phải sợ nữa chứ? Nữ hài nhi khống chế ngươi là ai, ngọc kính trong tay kia lại là bảo bối gì? Nữ hài nhi kia tên Lan Nặc, dung mạo xinh đẹp, yêu nhã cao ngạo, lại có mị lực, thánh khiết lại phong tao. Ngươi có thể trải nghiệm loại cảm giác này không? Ngươi chú ý làn da của nàng không, vừa trắng vừa mềm, sờ tới sờ lui khẳng định rất mượt. Ngươi chú ý eo của nàng sao, phải gọi là một mảnh nha. Ngươi chú ý hai chân kia, vừa dài lại rất hoàn mỹ, ta có thể ôm chơi 3 năm. Ngươi chú ý mông kia không? Lớn, lớn lắm, tục ngữ nói đúng, mông lớn qua vai, sống hơn thần tiên. Chờ nàng lớn thêm 3 năm, 5 năm nữa. Tuyệt đối là cấp bậc yêu tinh. Nàng chính là hình mẫu ta thích nhất, xinh đẹp, chọc người, để điều ra ngày nhớ đêm mong, ruột gan đứt từng khúc, ngũ tạng câu phần. Khương Phàm nhìn bộ dáng say mê của điều tặc, chau mày. Ngươi học cái này từ chỗ nào? Ngươi rốt cuộc là người hay là chim? Điều ra ta là chim chính tông, tuy nhiên điều ra ta thích nữ tử. Ta nhìn ngươi là cặn bã chính tông, điều tra. Làm sao nào? Điều ra ta thích nữ tử còn không được sao? Tương lai của điều ra ta nếu có thể huyễn hóa trưởng thành, tất nhiên có thể đem hạt giống của ta, vẩy khắp ngũ hồ tứ hải. Nói điểm chính, nàng là ai? Nàng là Lan Nặc đấy. Ta vừa mới lãng phí nửa ngày tình cảm, người không hề cảm động sao? Đặc điểm. Xinh đẹp. Không có điểm khác đúng không? Chỉ chú ý bề ngoài, bên trong còn không có cơ hội tìm hiểu. Hắc hắc, cho ta chút thuốc. Ta đi thăm dò. Khương Phàm đột nhiên hối hận khi nói là quen với tặc điểu này. Hỏa diễm huyễn điểu tiến đến trước mặt Khương Phàm. Còn có thuốc không? Đừng nói không có. Cái tên hư hỏng như ngươi đây, nhìn thì không đứng đắn, tâm địa gian dảo so với ai khác đều nhiều hơn. Khương Phàm bất đắc dĩ thở dài. Có thể thật dễ nói chuyện không? Nói điểm chính, linh văn của nàng, ngọc kính của nàng. Linh văn không biết, chưa thấy qua, nhưng nàng thật rất mạnh. Ngay cả cái tên gia hỏa cuồng bạo Lan Dận kia đều rất tôn trọng nàng. Đúng, Lan Dận là chí tôn thánh văn. Chí tôn, nơi này lại có chí tôn thánh văn. Đương nhiên, nơi này chính là Vĩnh Hằng Thánh Sơn mà, khắp nơi đều có chí bảo thượng cổ, khắp nơi đều là tài nguyên linh quả. Nếu như Di Lạc cổ địa không thể cam đoan trong vòng 100 năm sinh ra một chí tôn, bọn hắn có khác gì với phế vật? Ngọc Kính thì sao, rốt cuộc ngươi nói hay không? Thứ này là đại sát khí. Là chí bảo chấn tộc của Di Lạc cổ địa, ta không nghĩ tới bọn hắn vậy mà lại giao cho Lan Nặc. Tuy nhiên nàng hẳn là vừa mới có trong tay, còn chưa có học được cách vận dụng, khống chế cũng có hạn, nếu không ngươi trốn không thoát. Mạnh bao nhiêu? Hư thiên kính có thể phục chế thế giới, nghịch chuyển hiện thực. Cụ thể không rõ ràng, chỉ là nghe nói, hư thiên kính là được chủ nhân Di Lạc lấy từ đỉnh Thánh Sơn xuống, thuộc
thuộc về thượng cổ sát khí. Chỉ cần thứ bị nó soi sáng đều có thể phục chế ở bên trong, tương đương với đem thế giới hiện thực đặt vào hư thiên kính. Người khống chế hư thiên kính thì tương đương với chúa tể, tùy tiện khống chế soi sáng ra sơn hà đại địa, sinh linh vạn vật. Sau đó thông qua tình huống bên trong kính tượng, trực tiếp phản hồi đến thế giới hiện thực. Thời điểm mạnh nhất, có thể chiếu phá sơn hà, nghịch loạn M Dương, thậm chí có thể khởi tử hồi sinh, trong kính không chết, hiện thực vĩnh tồn. Khuôn mặt Khương Phàm có chút động, lại có loại vũ khí nghịch thiên như thế này sao? Kiếp trước đều không có nghe nói qua thứ nào khủng bố như vậy. Vẻ mặt hỏa diễm huyễn điểu trở nên nghiêm trọng. Vĩnh Hằng Thánh Sơn rất thần bí, cũng rất quỷ dị, nơi này mai táng bí mật, đáng sợ hơn người tưởng tượng rất nhiều. Tuy nhiên, lần này xác thực bọn hắn có gì đó rất quái lạ. Cổ quái. Càn Khôn Hồ Lô trong tay Lan Nguyệt cũng là di lạc cổ địa đại bảo bối. Có thể thôn thiên nạp địa, có thể dung luyện vạn vật. Tiểu nha đầu kia cũng hẳn là vừa mới nắm tay, vận dụng không tốt lắm. Còn có đao trong tay Lan Dận, cũng có gì đó quái lạ. Ngay cả Lan Nguyệt đều cầm tới Càn Khôn Hồ Lô, gần với đệ nhị thiên tài Lan Nặc, hay chí tôn thánh văn Lan Dận càng sẽ không kém bao nhiêu. Có phải là vĩnh sinh đao hay không? Đây lại là cái gì? Nếu như mà nói, rất khó lường. Di Lạc cổ địa đây là muốn làm gì, dọn nhà sao? Đem vốn liếng thả ra hết, là bên ngoài gặp ngoài ý muốn gì, duy trì trong nhu cầu cấp bách sao, hay là đã nhận ra nguy hiểm gì, muốn chuẩn bị sớm? Trước tiên nói cho ta nghe một chút về trường sinh đao đi. Lai lịch thanh đao này rất lớn, nhưng không có người nào có thể nói rõ ràng cụ thể. Dù sao nó vô cùng cứng rắn, danh xưng trời khó táng đất khó diệt. Ai có thể bồi tiếp nó trưởng thành, người đó có thể không ngừng liên tục hấp thu chất liệu của nó, để thân thể trở nên cứng rắn, mà tuổi thọ sẽ còn không ngừng kéo dài, sống đến 800 năm đều là chuyện nhỏ. Khương Phàm nghe được thì nhíu chặt mày lên. Thánh Sơn thật khủng khiếp, mai táng nhiều tuyệt thế linh bảo như vậy. Rốt cuộc bọn người Lan Nặc muốn làm gì? Hỏa diễm huyễn điểu càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái. Những vũ khí này đều là bí mật của Vĩnh Hằng Thánh Sơn, đưa ra bên ngoài sẽ nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Khương Phàm rung động thật lâu, đứng lên nói. Đi thôi. Đi tìm bọn họ đàm phán. Ta cũng không muốn bị hư thiên kính khống chế. Chúng ta đi tìm bảo bối, ngươi cũng đừng làm cho ta thất vọng. Ha ha, đi đi đi. Hỏa diễm huyễn điểu mang theo Khương Phàm xông vào rừng rậm, cố ý lượn quanh, tránh khỏi bọn người Lan Nặc. Lặng lẽ tiến vào u cốc sâu trong năm ngọn núi. Bây giờ u cốc sớm đã biến thành hẻm núi, lờ mờ rách nát, mọc đầy cây già cỏ dại. Đi theo ta, nơi này. Hỏa diễm huyễn điểu thu liễm hỏa diễm, tìm tới một vết nứt, cẩn thận chui vào. Phía dưới vết nứt có rất nhiều khe, là do núi cao đè ép, địa tầng vỡ nát mà hình thành, răng khắp nơi, phá thành mảnh nhỏ. Hỏa diễm huyễn điểu rất quen thuộc đối với nơi này, mang theo Khương Phàm thất đi bát nhảy. Một mực chui xuống hơn 2.000 mét. Phía dưới là một nham động giá lạnh yên tĩnh lại đen kịt, đưa tay ra cũng khó mà thấy được. Hỏa diễm huyễn điểu bay khắp nơi, vẩy xuống liệt diễm đốt cháy tảng đá, dần dần đốt sáng lên nơi này. Lọt vào trong tầm mắt đều là hoang vu. Trên dưới hai tầng nham thạch tất cả vết tích đều là chiến tranh trước đó còn sót lại, nhìn thấy mà giật mình. Nơi này chính là bảo điện năm đó, bây giờ chỉ còn là phế tích. Lúc ta còn nhỏ bị những yêu thú khác đuổi bắt, trong lúc vô tình chạy đến nơi đây, nấp dòng dã 5 năm, chỉ có thể ngẫu nhiên ra ngoài làm ăn chút gì. Mặc dù những năm kia ta trưởng thành rất chậm, nhưng tốt xấu cũng đều đã sống đến bây giờ. Tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn, huyết mạch càng cường hãn, càng đặc biệt, khi còn nhỏ sẽ càng là nguy hiểm. Ngươi không trốn đi, không có nơi cường đại dựa vào, lúc nào cũng có thể trở thành đồ ăn. Chính là tại thời điểm đó. Ở chỗ này ta đã cảm nhận được một khí tức rất kỳ diệu. Hỏa diễm huyễn điểu mang theo Khương Phàm đi sâu vào trong phế tích, tìm tới một cái khe. Chỗ này có cái gì không giống chứ? Khương Phàm ngắm nhìn bốn phía, khắp nơi đều là hố sâu, vết nứt, thật khó để hỏa diễm huyễn điểu có thể nhận ra chỗ này. Cái khe này không phải đại chiến năm đó lưu lại, rất có thể là sau khi mặt đất chấn động, địa tầng sai nứt, mới xuất hiện. Ngươi nằm xuống, cẩn thận cảm nhận. Khương Phàm nằm ở vết nứt bên cạnh, định thần dò xét. Mới đầu không có gì cảm thấy được gì, nhưng dần dần, chu tước linh nguyên trong khí hải lại bắt đầu sinh động, cường quang nở rộ, gáy to khắp khí hải, linh lực bên trong kinh mạch toàn thân cũng bắt đầu tăng tốc. Khương Phàm ngẩng đầu,
phía dưới có hỏa diễm. Không sai, chính là hỏa diễm, lại còn là loại rất đặc biệt. Vậy còn chờ gì? Khương Phàm đứng dậy, triệu ra tàn đao. Tầng này lúc ấy mai táng vô số hài cốt yêu thú, thoạt nhìn là rất rung động, nhưng có thể cố ý hấp dẫn lực chú ý, che giấu bí mật phía dưới. Hỏa diễm huyễn điểu hóa thành liệt diễm hùng sư, phóng lên cao, sau đó hung hăng vọt tới vết nứt. Trước đó nó còn không dám loạn đụng, là sợ đào mở vết nứt, gây nên oanh động, bị người khác cướp đi. Bây giờ đã chuẩn bị rời khỏi, không có gì để phải lo lắng nữa. Khương Phàm vung tàn đao lên, phối hợp hỏa diễm huyễn điểu, va chạm địa tầng. Mặt đất nổ tung, vết nứt lan tràn, rất nhanh thanh lý ra sâu vài chục thước hố. Một người một thú ra sức hướng xuống đào, nhưng càng đi sâu xuống, mặt đất càng cứng rắn. Sau khi đào được 200 mét, địa tầng đã cứng như sắt thép. Nghỉ ngơi một chút, tiếp tục như thế sẽ mệt chết mất. Hỏa diễm huyễn điểu không nghĩ tới phía dưới lại cứng như vậy. Ta làm chút đan dược, bổ sung thể lực. Khương Phàm ném toàn bộ thi hài mấy ngàn con yêu thú từ trong thanh đồng tiểu tháp ra ngoài, chồng chất như núi. Ngươi lấy bọn chúng từ chỗ nào? Hỏa diễm huyễn điểu bị hù dọa. Một thời gian trước kỳ lân thú và cự phong long giao thủ, yêu thú bị tác động đến chết thảm. Khương Phàm nắm lên vài con yêu thú ném vào cửu hoàng luyện thiên đỉnh, bắt đầu luyện chế huyết đan linh đan cùng hồn đan. Nhiều như vậy, còn có thú nguyên. Hỏa diễm huyễn điểu lay ra một con man nghiêu khổng lồ, từ bên trong đào ra một viên thú nguyên, hưng phấn đến hai mắt tỏa sáng. Người có thể dùng, nhưng xà mãng, viên hầu, đều để lại cho ta. Khương Phàm còn phải cho đao hoàng và tiểu kim hầu chút linh nguyên. Yên tâm, nơi này còn rất nhiều. Hỏa diễm huyễn điểu kích động lật tìm thi thể yêu thú, đút thú nguyên vào trong miệng giống như là ăn kẹo đậu. Hỏa diễm linh hồ thật đáng yêu. Thứ này dùng để dỗ dành nữ hài tử không tệ. Hỏa diễm huyễn điểu lay ra một con hỏa diễm linh hồ đã chết, hai mắt tỏa sáng, nhanh chóng hóa thành linh châu huyết châu, chui vào trong thân thể linh hồ. Toàn thân linh hồ dâng lên hỏa diễm mãnh liệt, lông tóc da thịt hài cốt bắt đầu nóng chảy, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Sau đó không lâu, hỏa diễm nhấc lên, lại bỗng nhiên hội tụ, một con tiểu hồ ly lông xù xuất hiện ở trước mặt Khương Phàm. Không còn liệt diễm cuồn cuộn giống như hùng sư linh điệp, đây đơn giản là cùng linh hồ giống nhau như đúc, toàn thân đỏ chót, lông tóc mềm mại, mắt to linh tính 10 phần, nhìn vô cùng đáng yêu. Cáp, sau khi huyết mạch biến đổi chính là không giống với lúc trước nha. Hỏa diễm huyễn điểu đều sợ hãi thán phục với hình dạng này của mình. Ngươi có thể thay đổi bao nhiêu loại yêu thú? Có số lượng hạn chế à? Cái này cần phải nhìn cấp bậc yêu thú huyễn hóa. Nếu như chỉ là hỏa diễm hùng sư, với tình huống bây giờ của ta có thể huyễn hóa 10 loại 8 loại. Nếu như là giao long hỏa liệt điểu, ta chỉ có thể huyễn hóa hình dạng, hơi có chút khí tức, hù dọa một số người. Tuy nhiên điểu ra ta bây giờ xem như đã là hỏa diễm huyễn điểu thuần huyết, chỉ cần trưởng thành, tiền đồ sẽ rất rộng mở. Vì sao ngươi có thể nói chuyện? Khương Phàm lại hỏi. Điểu ra ta thiên phú dị bẩm, nói chuyện nghiêm chỉnh. Cái này có liên quan với huyết mạch. Cũng phải có người dạy. Tuy nhiên điểu ra ta thật sự là thiên phú dị bẩm, tự thay đổi, biết nói tiếng người chính là đặc điểm huyết mạch của ta. Ta có hai bằng hữu yêu thú, người có rảnh thì chỉ đạo cho bọn chúng một chút. Khương Phàm cảm giác huyết mạch của tiểu kim hầu, đao hoàng cũng không tệ, mà có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng hình như không thể mở miệng nói. Tặc điểu đâu, còn chưa tới. Lan Nguyệt quơ bàn chân trắng nõn, ngồi tại tán cây, nhàm chán nhìn lên bầu trời. Nó sẽ không phải thừa cơ chạy đi đấy chứ. Có tộc nhân chất vấn. Lan Nặc ngồi xếp bằng minh tưởng, lạnh nhạt nói. Mặc dù nó rất xảo quyệt, nhưng cũng rất khôn khéo, lại còn sợ chết. Nó đã hiểu nếu quả như thật chọc giận Di Lạc cổ địa, chờ Vĩnh Hằng Thánh Sơn phong bế, nó sẽ không chỗ ẩn nấp. Lan Nguyệt khẽ nói. Nó dám đùa chúng ta, cũng đừng nghĩ sống thêm nữa. Đám người gật đầu, xác thực như vậy. Một khi Vĩnh Hằng Thánh Sơn một lần nữa phong bế lại, nơi này sẽ lại là thiên hạ của Di Lạc cổ địa bọn hắn. Bất luận yêu vật nào dám đối phó với Di Lạc cổ địa, đều phải chết. Lan giận nắm trường sinh đao, yên lặng hấp thu minh mông năng lượng bên trong, cường hóa huyết nhục hải cốt, chờ một chút. Hỏa diễm huyễn điểu sẽ chộp cái tên Khương Phàm kia tới. Lan giận ca, đao của ngươi cho ta mượn dùng mấy ngày thôi. Ta hấp thu chút để bỏ tức giận tức, trả lại ngươi. Lan Nguyệt đào lấy trạc cây, nhìn quanh phía dưới.
Trường sinh đao đã nhận chủ, sẽ chỉ truyền lại năng lượng cho ta, người khác không được. Trên khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn của Lan Dận toát ra mấy phần nụ cười. Trường sinh đao, tuyệt thế trọng bảo được Di Lạc cổ địa cung phụng, vậy mà lại giao cho trên tay hắn. Hẹp hòi. Lan Nguyệt quơ bàn chân nhỏ, cầm lấy hồ lô của mình, mừng rỡ vuốt ve. Không chỉ là bọn hắn, tộc nhân khác đều chiếm được bảo bối đặc biệt. Lần này rời khỏi, Di Lạc cổ địa đã ký thác kỳ vọng với bọn hắn, những thứ có thể mang đi đều đem ra. Lan Nặc mở ra đôi mắt trong trẻo, thản nhiên nói. Không nên quá vui mừng, khẳng định thần giáo ở bên ngoài đã gặp phải phiền toái, nếu không sẽ không cưỡng ép đánh rách hư không, đưa vào truyền âm. Đúng rồi, ta nghe nói là lão tổ phía ngoài tự mình đưa tới truyền âm. Có một tộc nhân hạ giọng, nhỏ giọng hỏi. Chỉ có thể là lão tổ thần giáo, người khác không có lực lượng mạnh như vậy, có tộc nhân đáp lại. Truyền âm nói cái gì rồi? Có tộc nhân nhìn về phía Lan Nặc, ngay cả Lan Nguyệt, Lan Dận cũng đều nhìn sang. Mặc dù địa vị những thiên tài bọn hắn đây tại Di Lạc cổ địa rất cao, nhưng so với Lan Nặc vẫn còn kém chút. Lan Nặc trầm ngâm thật lâu mới lắc đầu nói. Lúc ấy ta ở bên ngoài, không có nghe rõ, chỉ nghe được mấy từ. Hoàng Kim Dương, Thượng Cổ Thông Thiên Tháp, Hỏa Vũ. Hình như có liên quan tới một người nào đó. Bọn người Lan Dận trao đổi ánh mắt. Có liên quan với một người. Ai lại có năng lực lớn như vậy, lại có thể kinh động lão tổ, còn nhắc nhở Di Lạc cổ địa bọn hắn toàn lực trợ giúp. Hi hi, chúng ta còn phải tạ ơn hắn đây. Lan Nguyệt không quan tâm, ôm lấy hồ lô cười nhẹ nhàng. Nếu không phải có cái tên tiểu tử không biết kia, nàng nào có cơ hội nhận chủ với hỗn độn hồ lô. Thế giới bên ngoài rất đặc sắc, chúng ta rất chờ mong. Nhưng chúng ta không phải ra ngoài du ngoạn, là mang theo sứ mệnh. Lan Nặc nói xong chợt than khẽ, nếu như có thể có được vạn linh huyết thụ thì hoàn mỹ, đáng tiếc, vạn linh huyết thụ vẫn vô duyên với bọn hắn. Bọn hắn đợi rất lâu, hỏa diễm huyễn điểu vẫn không có trở về. Lan Nguyệt nhàm chán, lại hỏi, tỷ tỷ, chúng ta làm sao bàn bạc cùng Khương Phàm? Lan Nặc thản nhiên nói, đệ tử thánh địa phải tuân thủ quy củ thánh địa, không thể nào tùy tiện nhúng tay chuyện bên ngoài thánh địa, nếu như ai phá hư quy củ, đại diễn thánh địa sẽ tự mình xử lý. Ý của ngươi là, hắn sẽ thỏa hiệp. Nhìn biểu hiện của hắn, nếu như có thể thỏa hiệp, giữ lại tính mạng hắn. Nếu như không thể, toàn bộ đệ tử đại diễn thánh địa tiến đến đây đều giữ lại. Lan Nguyệt nói, trong ánh mắt tiểu tử kia có sát khí, không giống như sẽ phối hợp cho lắm. Lan Dận nắm chặt trường sinh đao, khẽ nói. Không thể nào dễ dàng cho hắn như vậy. Chuyện vạn linh huyết thụ, hắn cũng có phần mà. Nhắc đến vạn linh huyết thụ, sắc mặt mọi người đều âm trầm xuống. Trơ mắt nhìn vạn linh huyết thụ từ giữa ngón tay bọn hắn chạy đi, cái này sợ rằng sẽ trở thành chuyện hối hận nhất trong cuộc đời bọn hắn. Nhưng, bọn hắn đã đợi lại đợi, từ đầu đến cuối vẫn không thấy hỏa diễm huyễn điểu. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Tặc điểu này sẽ không phải thật chạy rồi đấy chứ. Lan Dận đều không thể bình tĩnh nữa. Nó dám đùa chúng ta. Tộc nhân Di Lạc lộ vẻ giận dữ. Lan Nguyệt tức giận lại cảm thấy kỳ quái. Nó không muốn sống sao? Nếu như chúng ta đem tin tức đưa về trong tộc, chờ Vĩnh Hằng Thánh Sơn phong bế, nó chỉ còn một con đường chết. Đôi mắt Lan Nặc có chút ngưng tụ. Trừ phi, nó có nắm chắc sẽ rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Biểu hiện của Lan Nguyệt khẽ thay đổi, ý của ngươi là Khương Phàm. Lan Nặc càng nghĩ càng có khả năng. Hỏa diễm huyễn điểu khôn khéo xảo quyệt, làm sao có thể tùy tiện cùng con người xưng huynh gọi đệ, Khương Phàm lại thế nào có khả năng cùng nó chia sẻ thánh nhân quả. Trừ phi bọn hắn đã làm giao dịch, ví dụ như Khương Phàm sẽ dẫn nó rời khỏi Vĩnh Hằng Thánh Sơn, thế nhưng, nó đã là linh hồn cảnh tam trọng thiên. Trên thân Khương Phàm tất nhiên có mang theo vũ khí không gian đặc thù đến có thể hoàn toàn cách ly khí tức linh hồn cảnh. Là chúng ta chủ quan, vậy làm sao bây giờ? Không tìm, không tìm. Nếu hắn là đệ tử thánh địa, liền chạy không xong. Nếu như không muốn gây tai họa cho thánh địa, liền sẽ không tùy tiện nói lung tung. Ta vẫn muốn thử thời vận, tìm vạn linh huyết thụ. Lan Nặc rất muốn đuổi theo, nhưng đã chỉ hoãn 5 ngày, nếu như lại kéo dài, nói không chừng từ bây giờ đến lúc rời khỏi tất cả thời gian đều sẽ lãng phí ở việc tìm người, được không bù mất. Nghe ngươi, mấy người Lan Dận cũng không cam tâm, nhưng vẫn phân rõ nặng nhẹ. Cùng lúc đó, đội ngũ đại diễn thánh địa đã đến gần Thánh Sơn,
lại gặp phải Tô Thiên Tịch đang chờ đợi bọn hắn. Ngài là, nhị ca của phụ thân. Tô Triệt cưỡi kim bằng, khó có thể tin được mà nhìn nam tử tóc tai bù xù tráng kiện trước mặt. Kim bằng thì e ngại khí tức khủng bố trên thân nam tử, để máu tươi toàn thân nó đều chảy xuôi không khoái. Tô Thiên Tịch. Bọn người Thẩm Minh Thu hít một ngụm khí lạnh, nhớ tới vị nhân vật truyền kỳ kia. 120 năm trước, tổ đội đời truyền nhân đại diễn thánh địa kia xông vào Vĩnh Hằng Thánh Sơn, dẫn đội là con trai thứ hai của thánh chủ tiền nhiệm, Tô Thiên Tịch, từ khi sinh ra đã có được chí tôn thánh văn. Trưởng tử Tô Thiên Hùng cũng ở trong đội ngũ, lấy cảnh giới linh nguyên đỉnh phong phụ trách bảo vệ toàn đội an toàn, nhất là Tô Thiên Tịch. Bọn hắn xuất phát trước đối với Vĩnh Hằng Chi Linh, là tình thế bắt buộc, lại bởi vì một trận ngoài ý muốn đã tổn thất nặng nề. Nghe nói là đã xông lầm vào cấm khu gì đó, bị hung thú đuổi bắt. Tại thời khắc sinh tử, Tô Thiên Tịch đã liều mình chặn đánh, tranh thủ cho đám người một chút hy vọng sống. Tô Thiên Hùng trở lại dập tắt lửa, kết quả đã chết thảm tại chỗ. Những người còn lại chật vật chạy trốn, bảo vệ tính mệnh. Sau đó, đại diễn thánh địa từ bỏ thám hiểm tầm bảo, Tô Thiên Tịch sống chết không rõ, kết quả đều gặp chuyện ngoài ý muốn. Cho đến Vĩnh Hằng Thánh Sơn đóng lại, chỉ có một người lấy được thân thể nửa tàn may mắn còn sống sót, được thánh địa khác phát hiện, mang theo ra ngoài. Trưởng tử thứ tử toàn bộ đều chết thảm, mang đến cho thánh chủ đương đại đả kích trầm trọng. Hao tổn toàn bộ linh văn cao cấp, cũng mang đến cho toàn bộ thánh địa trọng thương. Từ đó về sau đại diễn thánh địa đã trải qua hơn 30 năm nguy hiểm, ngay cả vị trí tôn chủ đều nhận phải rất nhiều chất vấn. Cho đến khi hơn 50 năm trước, phụ thân Tô Triệt, Tô Thiên Sóc được sinh ra, 8 tuổi đã thức tỉnh đại thừa thánh văn, 10 năm sau tiến vào chí tôn thánh văn, mới xem như hóa giải cục diện khó xử, không người kế tục, của thánh địa. Không nghĩ tới, vị thiên kiêu thánh địa đã chết trong truyền thuyết này lại còn sống. Một mình sinh sống vùng đất Vĩnh Hằng nguy hiểm này hơn 120 năm. Bọn hắn chấn kinh, càng kích động. Tô Thiên Tịch lắc đầu, năm đó không phải ngoài ý muốn. Không phải ngoài ý muốn. Sắc mặt bọn người Tô Triệt đột nhiên biến đổi, ánh mắt lăng lệ. Tô Thiên Tịch nói, là Huyền Nguyệt Hoàng Thất, 120 năm. Linh văn của hắn một khi thức tỉnh đã là chí tôn thánh văn, có thể xưng là tư chất ngút trời, vốn nên có được nhân sinh sáng chói, kết quả lại bị vây ở chỗ này, cả đời bị hủy hết. Mặc dù 120 năm rất dài, đủ để san bằng hết thảy mọi thứ, nhưng mỗi lần nhớ tới, trong lòng vẫn có mối hận thù. Thẩm Minh Thu mang đầy giấy hung quang. Huyền Nguyệt Hoàng Thất sao dám hãm hại tôn chủ Tây Bộ. Chỉ vì năm đó khí thế ta quá thịnh, linh văn quá lóa mắt khiến cho Huyền Nguyệt Hoàng Thất cảnh giác. Thật ra là lúc đó chúng ta đang truy đuổi Vĩnh Hằng Chi Linh, mắt thấy đã sắp bắt được rồi. Không nghĩ tới bọn hắn lại đang chỗ tối, còn tại thời khắc mấu chốt tính kế chúng ta. Mặc dù bọn hắn làm việc rất xảo diệu, nhưng chuyện đó sau này ta hồi tưởng lại, vẫn phát hiện ra mánh khóe. Bao gồm cả chuyện ngoài ý muốn lúc ấy, cùng các chuyện ngoài ý muốn sau đó của đám lão huynh đệ kia gặp phải, đều là Huyền Nguyệt Hoàng triều làm. Bọn hắn muốn đuổi tận giết tuyệt, tránh bị người phát giác. Tô Thiên Tịch bình phục lại tâm tình, nói. Nếu như ta đoán không sai, nhân hoàng đương kim Huyền Nguyệt Hoàng thất là Tiêu Huyền Nghĩa. Tô Triệt nói. Là hắn có thiên phú có năng lực có thủ đoạn lại có trí tuệ, tại một số khía cạnh không tính là mạnh nhất, nhưng tổng hợp lại. Hắn là người thừa kế thích hợp nhất. Hơn 30 năm trước, hắn chính thức tiếp quản Hoàng Triều, trở thành nhân hoàng mới. Quả nhiên, Tô Thiên Tịch thầm than trong lòng, bất đắc dĩ nói. Chuyện đã qua, ta không hy vọng xa vời lại báo thù. Hắn được tôn làm nhân hoàng, cũng không còn là người mà thánh địa có thể khiêu khích. Liền nhịn như thế. Đám người Thẩm Minh Thu âm trầm sắc mặt lại, nếu như không biết thì thôi, nếu biết, sao có thể nhịn được. Lúc đó là có 12 vị thiên tài thánh địa, một người bị phế 11 người lại chết thảm. Huyền Nguyệt Hoàng Triều quá ác độc. Báo thù như thế nào? Tuyên chiến với Hoàng Triều sao? Nếu như không thể nào tuyên chiến, chỉ là nói ra chuyện ác năm đó của bọn hắn, lại có ý nghĩa gì? Mặc dù Tô Thiên Tịch rất tức giận, cũng muốn báo thù, nhưng điều kiện tiên quyết là Tiêu Huyền Nghĩa không có tiếp quản Hoàng vị. Nếu như đã trở thành nhân hoàng, Tiêu Huyền Nghĩa chính là đại biểu cho toàn bộ hoàng tộc. Hắn không chỉ có sẽ không thừa nhận, thậm chí sẽ nghĩ tất cả biện pháp đánh trả. Nếu như dùng chiến tranh báo thù, không nói trước thánh địa không phải đối thủ là của Hoàng Triều, riêng là địa vị cùng lực ảnh hưởng đặc thù của thánh địa, liền không cho phép phát sinh chiến tranh cùng hoàng tộc,
Thẩm Minh Thu còn muốn nói điều gì đó nhưng lại bị Tô Thiên Tịch ngăn lại. Các ngươi coi như ta đã chết rồi, chưa thấy qua ta. Đi theo ta, mấy năm nay ta có giữ chút lễ vật cho các ngươi. Bọn người Tô Triệt đi theo Tô Thiên Tịch chạy tới rừng rậm trước mặt. Nhìn, Thẩm Minh Thu chau mày, nhìn về phía Tô Triệt, liên hệ không về, chuẩn bị vây bắt đội ngũ Hoàng Triều. Tô Triệt thấp giọng nói, Thánh Địa xác thực không thể nào khai chiến trực tiếp cùng Hoàng tộc, hậu quả quá nghiêm trọng, ảnh hưởng quá ác liệt. Nhưng Hoàng tộc cũng sẽ không tùy tiện tuyên chiến với Thánh Địa, cho nên, lấy đạo của người trả lại cho người. Tất cả ân oán, dùng thủ đoạn của bọn hắn giải quyết tại Vĩnh Hằng Thánh Sơn này. Tô Thiên Tịch mang theo mọi người đi đến trước một cái sơn động. Ta có thể kiên trì đến bây giờ, chính là nhờ vào chút tưởng niệm này. Đồ chuẩn bị không nhiều, nhưng đều là bảo bối tốt được tìm kiếm trăm năm qua. Tô Triệt theo ở phía sau. Nhị gia có lòng. Thơm quá. Một vị nữ đệ tử hai mắt tỏa sáng, mùi thơm nơi này thật là nồng nặc, để nàng toàn thân vui vẻ. Chờ một chút, ngừng thở. Tô Thiên Tịch chợt nhớ tới, phất tay nhấc lên một cơn gió. Mấy trăm mét xung quanh, thổi tan mùi thuốc còn lưu lại. Thế nào? Đám người Tô Triệt cảm thấy kỳ quái. Vô hồi thánh địa có một tiểu gia hỏa, tên là Khương Phàm. Phát hiện sơn động này của ta, liền có chủ ý ngu ngốc, bỏ chút tình dược vào bên trong. Khương Phàm, tình dược. Đám người suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi. Các ngươi biết hắn, tên kia thật biết chơi, sau khi dẫn dụ ta ra ngoài đã phái một con tặc điểu, đến trong động trộm vật quý giá nhất của ta. Hắn trộm cái gì? Tô Triệt đen lại mặt, Khương Phàm ơi Khương Phàm, ta còn tưởng rằng ngươi phiền muộn, không nghĩ tới ngươi chơi đến thế này. Thánh nhân quả, là vật quý giá nhất ta chuẩn bị cho các ngươi. Hỗn đản, cướp về. Thẩm Minh Thu tức giận hô to, ta đã đồng ý cho hắn. Vì sao? Đừng hỏi. Tô Thiên Tịch vừa muốn mở miệng, ngàn dặm ở ngoài đột nhiên truyền ra oanh động kịch liệt, thanh âm quá vang dội, chấn động đến vô tận dãy núi đều đang lay động. Toàn bộ thế giới tại thời khắc này đều giống như an tĩnh lại. Đám người kinh hãi, nhao nhao nhìn lại, sau đó lại bỗng nhiên biến sắc, cái đó là. Sau khi Khương Phàm luyện ra sung túc huyết đan linh đan, hắn mang theo hỏa diễm huyễn điểu bắt đầu oanh oanh liệt liệt hố sâu. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Bọn hắn thuận vết nứt lan tràn, trước trước sau sau dày vỏ ba ngày, rốt cuộc cũng đảo xuống hơn 1000 mét. Đến lúc này, khí tức tràn ngập trong cái khe đã vô cùng cường liệt, còn gây nên phản ứng với linh lực trong thân thể Khương Phàm và hỏa diễm huyễn điểu. Giống như hai đoàn liệt hỏa bị rót thêm dầu, đốt cháy mãnh liệt hơn. Hai người càng đào càng ra sức. Không đến nửa ngày, vết nứt đột nhiên biến lớn, có thể chứa đựng một người thông qua. Nhanh nhanh nhanh, nhìn xem phía dưới rốt cuộc là bảo bối gì. Hỏa diễm huyễn điểu kích động chui vào, thuận vết nứt càng lúc càng lớn xông xuống. Vết nứt tiếp tục lan tràn xuống dưới, càng ngày càng rộng rãi, từ khoảng nửa mét đến hơn 5 mét, cũng bắt đầu nhìn thấy hào quang sáng tỏ. Khương Phàm theo sát ở phía sau, vẻ mặt nghiêm trọng. Bởi vì chu tước linh nguyên trong khí hải đã không còn là sinh động, mà là phấn khởi, ngay cả cửu hoàng luyện thiên đỉnh đều xuất hiện phản ứng mạnh. Phía dưới rốt cuộc là cái gì? Rốt cuộc cũng. Bọn hắn thuận vết nứt vọt xuống, sau vài trăm mét, cảnh tượng đã sáng tỏ thông suốt trước mặt. Phía dưới đúng là phiến hải dương lộng lẫy bao la hùng vĩ ánh sáng, như vô biên vô hạn, bị bình chướng bóp méo bao phủ. Khương Phàm và hỏa diễm huyễn điểu đều hít vào một hơi, rung động đến thất thần. Phía dưới là quang ảnh nhấc lên mênh mông không gian, càng là thế giới hỏa diễm ngập trời liệt diễm. Kỳ quang lượn lờ, lộng lẫy thần bí. Một tòa đỉnh lô nguy nga đứng vững ở phương xa, giống như thiên nhạc, đạp đất kình thiên, liệt diễm cuồn cuộn, khí thế kinh thiên. Năm chuôi vũ khí phi phàm vờn xung quanh đỉnh lô to lớn. Một thanh đại đao, tương tự bàn long, cứng cáp uy nghiêm, khí thế nặng nề như có thể đè sập không gian. Một thanh trường kiếm, vô cùng sắc bén, tinh quang sáng chói, khí thế bàng bạc, như tinh hà lao nhanh. Một cây giáo, toàn thân xích hồng, cộng minh cùng liệt diễm trong đỉnh lô, có thể đâm rách thiên địa. Một cây chiến kích, sát khí ngút trời, xô trào khí lãng giống như núi thây biển máu, kinh hồn nhiếp phách. Một thanh trọng thuẫn, toàn thân bạch ngọc, lại khuấy động ra cùng không gian dung hợp, khí tức giao hòa cùng sơn hà. Luyện binh chàng. Khương Phàm, hỏa diễm huyễn điểu trăm miệng một lời. Thượng tầng mộ chàng yêu cốt vậy mà thật che giấu một tầng không gian hoàn toàn khác.
nơi này nếu như là tồn tại từ thời điểm Vĩnh Hằng Thánh Sơn hình thành, chẳng phải năm binh khí này là thượng cổ thần binh sao? Đã nhiều năm như vậy, vậy mà bọn chúng lại hoàn hảo không chút tổn hại nào, uy thế như lúc ban đầu. Hỏa Diễm Huyễn Điểu kích động đến run rẩy, cái này nếu là khống chế một kiện, chẳng phải sẽ ngạo thị thiên hạ sao? Chiếc đỉnh lô kia, Khương Phàm kích động là bởi vì tuyệt thế luyện lô phương xa kia, có thể luyện ra 5 kiện thần binh hỏa diễm. Đó là hỗn độn nguyên hỏa, là thần hỏa cùng cấp bậc với diệt thế phần thiên viêm tương lai ngươi có thể sở hữu. Giọng đan hoàng vang trong đầu Khương Phàm. Thần hỏa, gương mặt Khương Phàm có phản ứng. Đúng vậy, hỗn độn nguyên hỏa, ta đã theo đuổi suốt đời, lại cho đến cuối cùng lúc chết đi vẫn đều không thể phát hiện bất kỳ tung tích nào. Không nghĩ tới, nó vậy mà lại được giấu ở nơi này. Tiền bối, giới thiệu cho ta chút. Khương Phàm trước đó đã nghe qua đan hoàng giới thiệu rất nhiều loại hỏa diễm, nhưng không có nhắc đến cái này. Tên là hỗn độn, là nguyên lực vạn vật. Nó là một trong những thần hỏa xuất hiện sớm nhất giữa thiên địa, cũng là thần hỏa sinh ra nhiều hỏa diễm nhất. Dùng để luyện đan, có thể giao phó khí tức đặc biệt cho đan dược, nghe nói còn có rất lớn tỷ lệ để phẩm chất đan dược thăng hoa. Dùng để luyện chế vũ khí, cũng sẽ giao phó uy lực hỗn độn nhất định cho vũ khí. Ta có thể khống chế không? Toàn thân Khương Phàm sôi trào nhiệt huyết, rung động, kích động, chờ mong. Rất đáng tiếc là không thể. Vì sao? Nó sắp dập tắt. Không phải nó đang đốt rất tốt sao? Thứ ngươi nhìn thấy bây giờ chỉ là huyễn ảnh còn sót lại của nó, là thời khắc huy hoàng rực rỡ nhất của nó. Thứ ta nhìn thấy chỉ là huyễn tượng. Khương Phàm khẽ giật mình, nhắm lại hai mắt, một lần nữa quan sát, một lần nữa cảm nhận. Quang ảnh vẫn rung động như vậy, để linh lực toàn thân đều đang sao động. Nhưng, suy nghĩ kỹ một chút, nếu như tràng cảnh có thể rung động như thế, linh lực sao động cũng không sẽ chỉ như vậy. Hỗn độn nguyên hỏa mặc dù rất nhanh sẽ dập tắt, nhưng hẳn là còn sót lại hỏa chủng yếu ớt, nếu không sẽ không chống đỡ nổi hình ảnh như thế này, người xuống dưới thử một chút đi. Nếu như còn có thể dùng, cửu hoàng luyện thiên đỉnh có thể thức tỉnh hỏa nhãn thứ hai. Cửu hoàng luyện thiên đỉnh tổng cộng có 9 vòng xoáy, tương ứng với 9 loại thánh hỏa. 9 loại thánh hỏa tề tụ liền có thể phóng thích toàn diện uy thế của cửu hoàng luyện thiên đỉnh. Nhưng thánh hỏa chỉ là trụ cột, nếu như có thể dùng thần hỏa, uy lực khẳng định càng mạnh. Đây cũng là nguyên nhân đan hoàng một mực không có nhắc nhở Khương Phàm thức tỉnh hỏa diễm thứ hai. Hắn chờ mong Khương Phàm có thể gặp được hỏa diễm càng đặc thù, đến xứng đôi với chu tước chi hỏa mà Khương Phàm dùng để thức tỉnh cửu hoàng luyện thiên đỉnh, diệt thế phần thiên viêm. Cùng đi, phá vỡ bình chướng. Khương Phàm tế ra cửu hoàng luyện thiên đỉnh, vung ra toàn lực, hung hăng đánh tới bình chướng nhìn như không thể phá vỡ. Ầm ầm, bình chướng oanh minh kịch liệt, ánh sáng cuồn cuộn, giống như đại dương mênh mông chập trùng, tràng diện rung động mà khủng bố. Nhưng, cảnh tượng khủng bố, năng lượng lại không có bao nhiêu. Đổi ta đến, thánh nhân quả, lại là thần binh, người đơn giản chính là vật biểu tượng của điều ra ta. Hỏa diễm huyễn điểu kích động bay lên không, liền muốn đâm xuống. Nhưng, bình chướng sau khi kịch liệt nhấc lên đã trực tiếp sụp đổ, liên miên chôn vùi, lại im ắng biến mất. Phá được rồi, ha ha, tới, tới, thần binh của ta, ta. Hỏa diễm huyễn điểu kích động, huy động liệt diễm liền muốn phóng tới phía dưới. Nhưng, sau khi biến mất, phía dưới lại là một màu đen kịt. Nào có sóng cả, nào có đỉnh lô nguy nga, nào có thần binh. Xảy ra chuyện gì, ta hoa mắt rồi sao? Hỏa diễm huyễn điểu dùng sức nhắm lại hai mắt, khó có thể tin được mà nhìn phía dưới, hoảng hốt một lát, lại nhắm mắt lại, chờ một lát, con mắt ta có chút vấn đề, chậm rãi. Đừng chậm, thứ chúng ta nhìn thấy chính là huyễn ảnh. Khương Phàm nhìn không gian đen như mực, ít nhiều có chút thất lạc. Nhưng, khi bình chướng hoàn toàn tiêu tán, trong chốc lát, tia sáng lại đột nhiên nở rộ một lần nữa, quét sạch Khương Phàm cùng hỏa diễm huyễn điểu, tràn qua địa tầng nặng nề, xông ra núi cao đổ sụp, dội thẳng mấy vạn mét lên trời cao. Giống như là phóng thích sau cùng, lại như là lưu luyến sau cùng. Ánh sáng cuồn cuộn, dọi khắp mấy trăm dặm sơn hà. Uy thế vô biên khiến cho vạn dặm Vĩnh Hằng Thánh Sơn sợ hãi. Trong quang hải mênh mông, liệt diễm đang phập phồng, tòa đỉnh lô nguy nga khổng lồ kia nâng dơ cao lên giống như thương thiên, rung động lòng người. Phảng phất thượng cổ thần linh xuất hiện, uy thế vô tận, nghiêm nghị dân chúng. Năm thanh thần binh vờn quanh ở hai bên. Ánh sáng thông thiên đạt địa, giống như cự long cuộn quanh trụ trời,
giống như tinh hà diệu cửu châu, giống như thần hoàng hét to vói dân chúng, giống như con đường sinh tử nghịch loạn luân hồi, giống như núi lớn vạn cổ ngăn chặn thời không. Uy thế không cách nào nói rõ, tràn ngập tại mênh mông vĩnh hằng thánh sơn, đánh thẳng vào mỗi một sinh linh. Bất luận là yêu thú bình thường hay là hung cầm mãnh thú đang ngủ say, ngay cả những người lịch luyện, thám hiểm ở các nơi, đều tại thời khắc này phóng tới núi cao, nhìn về ánh sáng phương xa. Rung động, điên cuồng, dần dần hiện lên ở trên mỗi gương mặt, lắc lư trong mỗi ánh mắt. Đó là nơi chúng ta rời khỏi. Đó là nơi vạn linh huyết thụ kiếp trước trấn thủ. Bọn người Lan Nặc rung động nhìn qua quang ảnh bàng bạc gần ngay trước mắt. Theo ta đi qua. Tô Thiên Tịch cuốn bọn người Tô Triệt lên, yêu khí cuồn cuộn khắp trời cao, như cự thú hoang cổ thức tỉnh, tràn ngập khí thế rung động, hắn dậm chân phóng tới, một bước 3000 mét, cho đến khi lao ra ngoài ngàn dặm. Giống. Núi cao lay động, mặt đất sụt lún, vết nứt lan tràn. Một con bát tí ác viên toàn thân bao trùm nham thạch cùng rêu xanh thật dày, từ bên trong địa tầng leo ra, thân cao 300 mét, cuồng lực ngập trời, con mắt giống như huyết hà nhìn hằm hằm phương xa, một con mắt dọc trên trán chậm rãi mở ra, khí tức hủy diệt như cửu thiên lôi đình. Tại đỉnh Vĩnh Hằng Thánh Sơn, kim quang nở rộ, giống như mặt trời lên không, rọi khắp vài trăm mét đất trời. Một con kim xí đại bằng dương cánh 3000 mét, ánh sáng cuồn cuộn, hung uy vô biên, hai con mắt như thần linh, bế nghễ tám phương, quan sát dân chúng. Nó vỗ cánh một kích, cuồng phong gào thét, thiên khung vỡ nát, mang theo khí tức cái thế, nhào về phía đỉnh lô thần binh sôi trào phương xa. Ngay sau đó, kỳ lân thú, cự phong long, khổng tước các loại, số lượng lớn các bá chủ Vĩnh Hằng Thánh Sơn, từ lãnh địa của riêng mình xuất hiện, phảng phất chư thần tề tụ, sôi trào khí thế khủng bố vô biên vô tận, chạy tới cùng một phương hướng. Khi ánh sáng tiêu tán, luyện binh chàng trở lại với bóng đêm, duy chỉ có tòa đỉnh lô nguy nga như núi kia còn tỏa ra tia sáng yếu ớt. Đỉnh lô vẫn hùng vĩ thẳng tắp, giống như cự nhạc hoang cổ, bàng bạc khí tức kinh hồn nhiếp phách. Chỉ là hình dáng cũng không tinh xảo, ngược lại có chút thô ráp, cứ như không phải là bị người dung luyện nên, mà là do thiên địa tạo ra, do càn khôn ngưng tụ. Nguyên thủy, dã tính, bá thế. Đỉnh lô dập tắt quá lâu, đã mất đi tuyệt thế thần uy đã từng có, cũng ảm đạm đi tất cả ánh sáng, giống như cổ thần lâm vào giấc ngủ vĩnh cửu. Là Vĩnh Hằng Thánh Sơn có trước luyện binh lô, hay là luyện binh lô mai táng trước, sau đó lại xuất hiện Vĩnh Hằng Thánh Sơn. Kiếp trước ta chưa tiến Vĩnh Hằng Thánh Sơn, đúng là tiếc nuối. Khương Phàm đứng trước mặt đỉnh lô nguy nga tang thương, cảm nhận thật sâu được mình nhỏ bé như thế nào. Như con dân đương thời đang ngước nhìn viễn cổ cự thần. A, à, tim ta, từ trên trời rớt xuống đất, rơi nát bét rồi. Hỏa diễm huyễn điểu đứng ở trước mặt bàn long cự đao, phát ra tiếng kêu rên bi thương. Đao dài 100 mét, tương tự như lão long, đại khí bàng bạc không thể phá vỡ, nhưng chung quy vẫn thất bại bởi thời gian. Ánh sáng tối đi, phong mang giấu kỹ, lại không còn thần uy. Không chỉ có long đao như vậy, bốn thần binh khác cũng đều mất đi hào quang, nằm trong bụi đất. Không ánh sáng, không có thần tính, yên lặng như vật chết. Còn có thể luyện lại một lần nữa không? Hỏa diễm huyễn điểu cảm giác rất đau lòng, thượng cổ thần binh, cứ phế đi như vậy. Có thể chứ? Khương Phàm hỏi đan hoàng bên trong ý thức hải, trong lòng lại không ôm hy vọng. Ta đối với luyện binh thuật không có quá nhiều hiểu rõ. Nhưng, thần binh thật sự hẳn là sẽ không tùy tiện mục nát, sẽ chỉ hao hết thần lực, quay trở lại bình thường, hoặc có thể là bản thân bị phong ấn, rơi vào trạng thái ngủ say. Ồ! Trong lòng Khương Phàm chấn động. Ta không hiểu rõ tòa luyện binh lô này cùng chủ nhân luyện binh lô, nhưng ta hiểu rõ hỗn độn nguyên hỏa. Nó có khí tức hỗn độn cực mạnh, có nguyên lực vạn vật, nếu như dùng nó rèn đúc thần binh, đầu tiên chất liệu phải tuyệt đối cường đại, nếu không sẽ bị hòa tan. Phàm là có thể trở thành binh thai, tất nhiên phải có chất liệu đặc thù, phụ liệu phi phàm, liền giống với chuôi long đao kia, thậm chí ta hoài nghi thật là viễn cổ cự long, hoặc là xương rồng tuyệt thế nào đó. Muốn từ binh thai huyện thành thần binh, còn cần giao phó thần lực đặc thù, thậm chí là chân hồn, mà hỗn độn nguyên hỏa sẽ còn giao phó lực lượng đặc thù. Đơn giản mà nói thì như loại thần binh này, đã không thể nào xem như vũ khí nữa, mà là hình thái binh khí tồn tại sinh mạng. Nó có ý thức của mình, có hồn phách của mình. Năm thanh thần binh này, hoặc là tại thời khắc nào đó triệt để phong ấn mình, chờ đợi tương lai ngày nào đó lại thấy ánh mặt trời. Hoặc là bồi tiếp luyện chủ nhân binh lô cùng chết, hao hết thần lực, cam nguyện chết đi.
khả năng đầu tiên tính, bọn chúng vô cùng nguy hiểm. Ai dám vọng tưởng cưỡng ép chiếm lấy lúc bọn chúng ngủ say, một khi thức tỉnh, tuyệt đối sẽ hủy diệt người mạo phạm, hoặc là biến thành con rối. Khả năng thứ hai, nếu như linh hồn đã chết, ý thức đã tán, chỉ còn thể xác, có lẽ có thể khống chế được, nhưng muốn phát huy ra lực lượng thật sự, nhất định phải dung nhập mình vào bên trong vũ khí. Mà, binh khí không có thần lực tầm bổ, trải qua thời gian yên lặng dài như thế, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu lực lượng, không đáng để mình dung nhập. Đan Hoàng cẩn thận phân tích cho Khương Phàm, nói bóng gió là không đề nghị đụng vào. Nếu như ngủ say, người khống chế kết quả chính là chết. Nếu như đã chết, người muốn dùng, giá quá lớn, lại đầy biến cố, cái này dù sao cũng là thần binh phủ bụi. Khương Phàm yên lặng nhìn một lát, vẫn yên lặng thu sạch 5 chuôi thần binh đi. Hắn chẳng quan tâm sau này sẽ xử lý như thế nào, dù sao cũng không thể tiện nghi cho người khác. Nơi này không có chút gì khác sao. Hỏa Diễm Huyễn Điểu giữ vững tinh thần, nhìn xung quanh. Bảo điện lớn như vậy, cũng không thể chỉ có mỗi 5 kiện thần binh, người nhìn xung quanh xem. Khương Phàm triển khai hỏa dực, xông về luyện binh lô nguy nga. Lô cao ngàn trượng, lại có thuế lực vạn trượng. Khương Phàm vọt tới đỉnh chóp đỉnh lô, thả người nhảy xuống. Cấu tạo bên trong lò cực kỳ phức tạp, tinh thiết giao thoa, lô tâm lơ lửng, từ đỉnh chóp hướng xuống, giống như được phân hóa 9 tầng, mỗi tầng đều phức tạp lại thần bí. Ở nơi đó, hỗn độn nguyên hỏa. Tại sâu nhất trong đỉnh lô, Khương Phàm phát hiện hỗn độn nguyên hỏa còn đang thiêu đốt. Khí tức hỗn độn, uy lực huyền hoàng. Hai loại linh nguyên nguyên thủy nhất giữa thiên địa. Bên trong hỗn độn nguyên hỏa tràn ngập khí tức hỗn độn, càng có uy lực nguyên hỏa kỳ diệu. Từ chỗ cao quan sát xuống, hỗn độn nguyên hỏa dâng lên hỏa diễm đang xoay chậm chậm, liên tiếp bày biện ra các loại thay đổi kỳ diệu, giống như là tinh cầu tân sinh, đang diễn biến vạn vật. Khương Phàm có thể cảm nhận được hỗn độn nguyên hỏa phi phàm, cũng có thể cảm nhận được nó đang suy yếu. Bị mai táng vô tận đến bây giờ, dù là thần hỏa mạnh hơn thì cũng có thời khắc bị dập tắt. Là ai mai táng luyện binh lô? Là ai từ bỏ hỗn độn nguyên hỏa? Chủ nhân luyện lô đâu? Khương Phàm mang theo tâm tình kích động lại phức tạp, rơi xuống đáy lò. Nhưng, đây là cái gì? Một quả trứng, bên trong có người. Khương Phàm giật mình, xuyên qua ánh lửa lại nhìn thấy một quả trứng lơ lửng. Lớn chừng bàn tay, tròn trịa sáng long lanh, nở rộ ánh sáng không ngừng liên tục hóa thành lửa nóng hừng hực, tỏa ra tia sáng trong luyện binh lô. Lại cẩn thận quan sát, bên trong trứng ngọc sáng long lanh vậy mà lại có một hình người đang co ro. Thần hỏa chân linh. Đan Hoàng kinh hô, không liên hệ cưỡng ép dung nhập Khương Phàm linh hồn, cùng một chỗ quan sát đến tình huống bên ngoài. Hỗn độn nguyên hỏa dựng dục ra linh thể. Ý của ngài là, hỗn độn chân hỏa ra đời linh trí. Khuôn mặt Khương Phàm có chút động, xuyên qua trứng ngọc cẩn thận quan sát. Tiểu nhân nhi co do thân thể, đang trôi nổi xoay tròn bên trong trứng ngọc. Audio điện tử Võ Tấn Bền.